chương 151, mới mô phỏng. Ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói. Lai sử dụng lạnh như băng thanh âm nói ra, nếu như an phận điểm, còn có thể cho ngươi lưu cái khổ lực vị trí. Nếu không, chỉ có thể đoạn đầu đài gặp. Ngu mùi vô tri. Hừ. Lai lười nhác nói nhảm, thấy dạ miêu nhân lại một lần nữa nền bước linh hoạt bộ pháp vọt tới, hắn bình tĩnh lại một lần phóng ra một phát lạc thạch thuật. Cự thạch từ phía trên rơi xuống, hiện ra hào quang màu vàng đất, ngăn chặn đối phương đường lui. Không sai, chính là đường lui, mà không phải phong tỏa tập kích lộ tuyến. Thấy đây, liền suốt đêm miêu nhân bản thân cũng sửng sốt. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ người đối diện bị ta sợ choáng váng? Liền ma pháp đều thả không cho phép. Nhưng nghĩ tới đây, nội tâm của nó lại càng thêm hưng phấn, đối đãi loại nhân loại này tù binh, tra tấn nghe lấy khóc trồng trồng thanh âm, mới càng thêm thoải mái a. À. Lai nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ánh mắt càng thêm rét lạnh. Nhẹ nhàng duỗi ra ma trượng hướng về phía trước một điểm, phản phất tuyên án tử kỳ. Vụt. Ngay tại dạ miêu nhân tùy ý cùng tiếu, linh hoạt qua lại cự thạch ở giữa khe hở, truy hướng lai lúc, vừa vặn theo thân thể nó bên cạnh. Một tảng đá lớn bề ngoài, toát ra một cây thổ hoàng sắc địa thứ. Dạ miêu nhân lông tóc gai đứng, cảnh giác đột nhiên quay thân tại thời khắc nguy cấp miễn cưỡng né tránh hiểm lại càng hiểm tránh đi chắc lần này địa đột thứ nhưng lai đã hoàn thành bố trí nhét từng miếng xuất hiện địa thứ chính là hắn triệt để hiện ra hung ác trăng nanh làm sao lại làm cho đối phương giống vừa rồi như thế tùy tiện chạy đi hắn sớm có đoán trước mà nhìn xem dạ miêu nhân né tránh phương hướng lại một lần phóng ra địa đột thứ phong tỏa tẩu vị giờ này khắc này bốn phía tất cả đều là cự thạch không có một chỗ trống trải nơi chốn. Nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng chỉ có thể theo nhỏ hẹp hòn đá khe hở xuyên thẳng qua. Nói cách khác, địa đột thứ lúc nào cũng có thể, theo cự thạch bề ngoài tất cả cái góc độ, đâm về dạ miêu nhân. Chính là liền cửa sơn đồng, cũng đã bị cự thạch phủ kín. Dạ miêu nhân hậu tri hậu giác, rốt cuộc minh bạch, nhân loại trước mắt là bực nào ác độc giảo hoạt. Vì vạn vô nhất thất lưu lại bản thân, mưu kế tỉ mỉ lâu như thế. Liên tưởng đến vừa mới bản thân còn chế giễu đối phương, nó trong lòng chỉ cảm thấy một hồi nổi nóng. Lại nhìn về phía đối phương. Khi phản phất đem bản thân trở thành tiểu sự ánh mắt. Mèo nó hét lên một tiếng, dẫm lên chân hạ một đạo vừa mới toát ra địa thứ, nhảy lên một cái, cần phải trừ lai like sau nhanh. Có thế bốn phía khắp nơi đều là cự thạch, nó chỉ có thể theo cái này đến cái khác bốn góc tinh khe hở bên trong xuyên qua vụt 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 nhưng từ bốn phía hòn đá bề ngoài, nhiều lần toát ra địa thứ, khiến nó mệt mỏi chống đỡ, căn bản không xông qua được. Lai thầm thở dài một câu không dễ dàng, tại tất cả trong thú nhân, trừ vương tộc huyết mạch bên ngoài, nhất làm cho hắn cái này thổ hệ ma Pháp Sư cảm thấy nhức đầu. Chính là giả dạ miêu nhân này một chủng tộc. Đối phương bén nhạy tốc độ, so sánh ngưu đầu nhân giả trư đám người, lại càng dễ tại hắn thi phóng ma pháp sau làm ra phản ứng, đồng thời kịp thời né tránh. Nếu nói tất cả hệ ma pháp sư, đối phó dạ miêu nhân nhất có ưu thế nhất hệ, nhưng thật ra là phong hệ. Phong hệ ma pháp đường đạn tốc độ tương đối tương đối nhanh, dạ miêu nhân thân thể lại yếu nhược, tự nhiên có mãnh liệt hơn uy hiếp. Đương nhiên, này đồng thời không có nghĩa là hệ khác đừng, liền bị dạ miêu nhân trời khắc. Hết thảy vẫn là phải trở lại kinh nghiệm chiến đấu, sách lược. Cùng thi pháp trình độ phía trên giống như lúc này. Tại lai tỉ mỹ kiến tạo hoàn cảnh dưới, dạ miêu nhân nhiều lần né tránh trái phải trước sau toát ra địa thứ, thân hình chật vật không chịu nổi, như cùng một con bị lửa thiêu mông nhảy loạn màu đen con mèo. Lai tự như một cái người xem, thưởng thức trước mắt cuồng loạn, vũ đạo. Nhưng xem nhìn vài phút phía sau, hắn lại cảm thấy cuộc biểu diễn này chưa hết hứng. Liền xuống, phủ quyết kiện. Đêm lúc này miêu nhân mệt mỏi né tránh, không để ý đến địa đột thứ, không phải chỉ có thể từ dưới đất toát ra, cũng có thể từ trên trời giáng xuống. Nó ngay phía trên cự thạch. Vừa vặn ngã đâm ra một cây thổ hoàng sắc gai nhọn, xuyên thẳng thân thể nó chính giữa bộ vị, làm không được một kích mất mạng, chính là tranh thủ tạo thành trực tiếp sát thương. Dạ Miêu Nhân cả người lông đen run rẩy, phản phất xù lông con nhím, tiếng nói ở giữa phát ra trầm thấp gầm rú, cực kỳ nguy cấp thời khắc, liền chính nó cũng không có thăm dò rõ ràng là như thế nào thao tác phản phất nghiền ép thân thể tiềm năng, bàn bạc khí huyết tại thể nội lưu chuyển, thân thể ngành sinh sinh hướng trái lướt ngang nửa mét, né tránh một kích này. Thậm chí bởi vậy sinh ra một loại đột phá thân thể cực hạn khoái cảm. Bao quát bối rối nó tấn thăng ngủ dai thú nhân cánh cửa. Lúc này cũng có chỗ buông lỏng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bị nó sơ sóc mặt đất, cũng sinh ra mịt mờ ba động, lại một phát địa đột thứ phá đất mà lên, xuyên thẳng thân thể đã tiêu hao, ở vào cứng nhắc trạng thái dạ miêu nhân vị trí trái tim. Phốc 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 miệng lớn máu tươi như bay mạc bay phúng ra. Địa thứ đem dạ miêu nhân đinh chết tại ngay phía trên trên đá lớn. Bên trên một dây thiên đường, một dây sau địa ngục. Cái này nó đã từng tránh trốn đi cực kỳ dễ dàng, xem thường cồng kềnh thạch đầu, bây giờ lại thành chứng kiến nó tử vong mộ bia. Người, nhân loại, buông tha ta một ngựa. Ta nguyện ý lộ ra một cái trọng yếu bí mật dạ miêu nhân thanh âm khàn khàn nói vừa mới dứt lời càng là trực tiếp phun ra một nguồn máu hoa nó không muốn chết ngay bây giờ thật vất vả thấy được cấp năm đại môn tiệm giai đoạn mới chính hướng nó vẫy tay nó không cam tâm chết đi như thế có thế lai sau khi nghe khinh thường lắc đầu lại là bí mật trọng yếu sáu lộ này trên chiến trường sớm đã bị chơi nát có đếm không hết tù binh sẽ ở hãm sâu tuyệt cảnh lúc cầm cái này làm cái cớ kéo dài thời gian hắn cũng không phải tân binh đảng tử, làm sao lại bên trên loại này làm. Thế là lách qua dạ miêu nhân. Hắn theo một cái khác khe đá trong sơn động xuyên qua mà qua, chuẩn bị thông tri túc cơ, thu hoạch được mạng của người này vẫn giá trị. Thấy lai thái độ cứng rắn trực tiếp đường vòng rời đi, hào không tin nó nói lời, dạ miêu nhân lập tức gấp, ho khang huyết nói ra, 10 ngày sau thú nhân sẽ đối với các ngươi triển khai tiến công. Ta biết bộ phận tình báo, đồng thời ở chỗ này phụng mệnh điều tra chung quanh địa hình tình huống. Còn biết 10 ngày sau, nơi này sẽ có một chi dạ miêu nhân bộ đội trải qua. Ta biết cái này dạ miêu nhân đội ngũ số lượng cùng thực lực, chỉ cần ngươi thả ta. Ta chính là toàn bộ nói cho ngươi. a, à, Lai bước chân dừng lại. Hắn hơi hít mắt lại, nội tâm suy tư đối phương nói tới tình báo, phía trước còn chân phù hợp hắn thông qua mô phỏng, đạt được nhìn thấy tương lai giả nhưng đằng sau dạ miêu nhân bộ đội từ đây trải qua, nhưng lại thoát ly của hắn đã biết quỷ tích. Nếu như có thể xác nhận tình báo thật giả, sớm mai phục, đại hoạch toàn thắng, lại là một bút không nhỏ công lao a. À. Lai nội tâm suy nghĩ như điện quan lưu chuyển. Nhưng hắn nghĩ tới lần này cái này tứ gia dạ miêu nhân, đồng thời không có tại lần trước mô phỏng bên trong xuất hiện. Mà lại về khoảng cách lần mô phỏng, đã qua gần nửa năm, hiện thực quỷ tích biến động đã càng lúc càng lớn. Chiến trường như sau cờ, một tử rơi, vạn tử biến. Ổn thỏa lý do, Lai quyết định lần nữa tiến hành một lần mô phỏng, nghiệm chứng tình báo đồng thời, đi qua mới nhất nhìn thấy tương lai giả. Thế là nội tâm của hắn khẽ động, mở ra hệ thống. Phải chăng mở ra văn tự mô phỏng? Mỗi mô phỏng một năm, tiêu hao năm điểm vận mệnh giá trị, vân, mô phỏng một năm ghi lên lịch năm 475, ngày mùng 5 tháng 8, ngươi tại dẫn đội tuần tra quá trình bên trong, tao ngộ một đầu tứ gia dạ miêu nhân. Đem hắn đánh bại về sau, biết được một đầu dạ miêu nhân bộ đội vào khoảng 10 ngày sau trải qua số 24 khu vực tình báo. Ngày mùng 6 tháng 8, ngươi mang theo tứ gia dạ miêu nhân tù binh trở lại quân doanh, đem tình báo truyền lại đưa nó cho An Biru trưởng quan. Ngày mùng 7 tháng 8, ngươi tại dẫn đội tuần tra quá trình bên trong, tại huyết tinh bờ sông chỗ, tao ngộ một chi thú nhân bộ đội, bạo phát quy mô nhỏ tao ngộ chiến. Bởi vì sớm phòng bị, ngươi phái một chi đội ngũ từ một nơi bí mật gần đó mai phục. Tại ngươi, mưu lực dưới, đại hoạch toàn thắng, tiêu diệt bốn cái huyết nguyệt lan nhân. 30 con thú nhân Ngày 15 tháng 8, đêm khuya, ngươi tiếp vào tình báo, tiền tuyến trận địa lọc vào thú nhân đại bộ đội nhân mã tập kích. Ngươi dẫn theo lĩnh 100 nhân thủ, theo Albiru chỉ huy phó, tiến về trước đó biết được dạ miêu nhân đường tắt nơi hướng đến Mai Phục, lại gặp phải một đầu lục giai huyết nguyệt lan nhân, xâm nhập vào hàng ngàn con dạ miêu nhân trong đội ngũ. An lọc lọt vào đánh lén, nhận nghiêm trọng kiềm chế, trận chiến đấu này cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương kết quả kết thúc công việc. Taro chiến tử tại Sa Trường Ngày 19 tháng 8, Lorin mang thai Ngày 24 tháng 8, Minna thuận sinh sinh hạ một cái nam hài, gia tộc lại thêm một nhân khẩu, thật đáng mừng. Ngày 27 tháng 8, đêm khuya, ngươi đi theo đại bộ đội, hướng thú nhân trận địa khởi xướng tiến công. Ngày 30 tháng 8, chiến tranh kéo dài 3 ngày 3 đêm, chiến hỏa bay tán loạn. Bởi vì sớm chuẩn bị đại lượng thuốc giải độc tề, ngươi cùng thủ hạ của ngươi, trên thân tuy có nhiều chỗ vết thương, nhưng cũng may mắn còn sống sót xuống dưới. Ngày mùng 5 tháng nghe nói An chỉ huy phó, chuẩn bị đối thú nhân tuần tra bộ đội phát động tập kích, ngươi chủ động thân xin gia nhập. Nhưng khi muộn hành động bên trong, An vết thương cũ tái phát, không thể không nửa đường rút lui. Ngày 17 tháng 10, một lần nào đó tuần tra bên trong, ngươi bị thú nhân bộ đội đánh lén. Bởi vì sớm phòng bị, ngươi gọi tới cái khác chi đội trưởng tại phụ cận Mai Phục, cuối cùng đem đánh lén ngươi thú nhân bộ đội toàn diệt. Nhưng cũng tiếc lần này, không có gặp phải một đầu vương tộc thú nhân. Ngày 23 tháng 10, tuần tra quá trình bên trong gặp được một thương nặng trinh sát chạy trốn. Xưng phía sau có ba con cấp ba huyễn độc xà nhân truy sát, ngươi dẫn đội trợ giúp, đêm này phát thú nhân toàn bộ chém giết. Ngày 26 tháng 10, Junica đột phá tới học đồ ma pháp sư. Ngày 11 tháng 11, thú nhân lại một lần nữa khởi xướng tổng tiến công, có mang báo thù chi tâm ngươi theo Anbiru ra trận giết địch, chấp hành địch hậu vây quanh chiến thuật. Chiến hỏa kéo dài một ngày một đêm, bởi vì sớm chuẩn bị đại lượng thuốc giải độc tệ, ngươi cùng thủ hạ của ngươi, trên thân tuy có nhiều chỗ vết thương, nhưng cũng may mắn còn sống sót xuống dưới. Ngày 17 tháng 11, Ryan đột phá tới học đồ kỵ sĩ. Ngày 23 tháng 11, hẻm núi phòng tuyến vương tộc huyết mạch thú nhân phản phất như thủy triều rút đi, chiến sự áp lực đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, người ý thức được trận này chiến trường, chỉ sợ muốn đã qua một đoạn thời gian. Ngày 26 tháng 11, hẻm núi phòng tuyến tổng chỉ huy quan, Avalon tuyên bố, thú nhân vương tộc huyết mạch bị đánh lui, chiến tranh lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Đêm đó, cử hành tiệc ăn mừng, ngươi theo Avalon miệng bên trong biết được, lần này công huân miễn cưỡng đầy đủ, chèo chống ngươi tấn thăng bá tước. Ngày 11 tháng 12, hỏa cách đột phá tới ma thú thứ cấp. Ngày 18 tháng 12, ngươi trở lại lãnh địa, theo thường lệ tìm hiểu tình huống lúc, lại nghe được một cái khiếp sợ tin tức. Hàng lưu phòng tuyến nghiên cứu ra một loại đặc thù độc dược, có thể để Á Long Nhân đánh mất chức năng tình dục. Bởi vậy, hàng lưu phòng tuyến tại tháng 10 phần lên, bạo phát một trận đại quy mô chiến sự, thậm chí bức bách một vị thánh giai Á Long Nhân hạ trang. Ngày 15 tháng 12, tháng tư phần tới qua ngươi lãnh địa người ngâm thơ hát trong, mang theo phía đông Lam Duyên Hải bằng hữu, đi vào lãnh địa của ngươi. Ngươi đổi đề tài, xưng bản thân đối hàng hải cảm thấy rất hứng thú. Gọi đùa bản thân từ nhỏ mộng tưởng chính là làm một cái vua hải tặc, hướng hắn nghe ngóng phía đông lan duyên hải hải ngoại thế lực. Tại hiểu rõ đại khái hải ngoại tình huống về sau, ngươi thanh toán 200 kim tệ thù lao, đem hai người đưa tiễn. Ngày 19 tháng 12, Pierre đột phá tới học đồ kỵ sĩ. Ngày 25 tháng 12, Túc cơ ám văn ưng đột phá tới ma thú thứ cấp. Kim Luân Lịch năm 476, ngày mùng 3 tháng 1, lãnh địa của ngươi tới một vị khách nhân trọng yếu, làm toản đại công tước, đối ngươi tiến hành thăng tước nghi thức, ngươi vinh hạnh trở thành ghi lên vương quốc bá tước. Ngươi đề nghị tướng lĩnh điều chỉnh làm ám văn ưng chi mạch phụ cận, cũng đã nhận được đáp ứng. Mà lại xét thấy chiến công của ngươi rất cao, cùng Tây Nam biên cảnh hoang vu, mảng lớn đất hoang đời khai phát, cũng đồng ý lãnh địa của ngươi phân chia thỉnh cầu, bảo trì vốn có sổ ưng trấn không thay đổi, Mới phong lãnh địa Yên Nguyên có thể thiết trí tại Ám Văn ưng chi mạch phụ cận. Trước khi đi, Lam Toản đại công tước hướng ngươi ném ra cành ô liêu, Toại nguyện đem bản thân một cái tôn nữ tác hợp cho ngươi, bị ngươi uyển chuyển cự tuyệt. Ngày mùng 8 tháng 1, lãnh địa của ngươi kiểm trắc ra. Một người có trung đẳng đấu khí thiên phú. Ngày 29 tháng 1, ngươi tấn thăng bá tức tin tức, khuếch tán đến toàn bộ Tây Nam biên cảnh. Bác dắt đến nhà hướng ngươi chịu nhận lỗi tại ngươi nhìn chăm chú, Lily run rẩy nói với Thales thật xin lỗi. Ngày mùng 3 tháng 2, ngươi nghe được đến từ hàng lưu phòng tuyến tình hình chiến đấu, tháng 1, hai vị thánh giai ra tay đánh nhau, kết quả cuối cùng lưỡng bại câu thương. Nhưng Á Long Nhân tại hàng lưu phòng tuyến số lượng càng ngày càng nhiều, đã là diệt chủng độc dược hiện thế trước gấp 3. Ngày mùng 4 tháng 2, hai vị nhất cấp ma pháp sư. Đến đây đầu nhập vào ngươi. Ngày 12 tháng 2, Biru chỉ huy phó mang theo một chi bộ đội, trải qua lãnh địa của ngươi, xưng hắn đem điều đi hàng lưu phòng tuyến, hỏi ngươi có nguyện ý hay không theo hắn tiến đến, hắn muốn đem dưới tay đại đội trưởng chức vị cho ngươi. Ngươi thận trọng sau khi tự hỏi, uyển chuyển cự tuyệt. Ngày mùng 2 tháng 3, một gã cấp hai kỵ sĩ, đến đây đầu nhập vào ngươi. Ngày mùng 8 tháng 3, lo rần sờ đột phá tới cấp một kỵ sĩ, hắn thiên phú lần nữa vượt qua dự liệu của ngươi, loại này tốc độ tu luyện, bị các ngươi thống nhất nhận định là thường đẳng đấu khí thiên phú. Tháng 3 năm 10, ngươi định ra di chuyển lãnh địa kế hoạch, bắt đầu mang theo số lớn nhân thủ tiến về ám văn ưng chi mạch. Ngày 11 tháng 3, tao ngộ một đầu cấp hai phong lan, bị ngươi nhẹ nhõm chém giết. Ngày 17 tháng 3, tao ngộ hai con cấp một huyết đề giả trư, bị ngươi nhẹ nhõm chém giết. Tháng 3 năm 2 năm, các ngươi đến nơi đến ám văn ưng chi mạch bên ngoài. Ngày 28 tháng 3, Trải qua 3 ngày chân thực khảo sát, ngươi quyết định đem lãnh địa mới thiết trí tại khoảng cách băng tinh hồ ngoài 3 cây số một chỗ Bình Nguyên. Ngày mùng 2 tháng 4, một đầu cấp 2 xương lạnh hổ xuống núi. Tập kích chính đang kiến thiết nhà gỗ thợ đốn củi, bị thủ hộ ở chung quanh cờ co đánh chết. Ngày 19 tháng 4, một đầu cấp 1 bạo thổ hùng quấy rối di chuyển tới lĩnh dân, bị Syrin chém giết. Ngày 26 tháng 4, Vanessa mang thai. Ngày mùng 3 tháng 5, Túc cơ đột phá tới cấp 2 kỵ sĩ. Ngày 20 tháng 5, Nilo bá tước trước tới bái phỏng ngươi, đề nghị đem tiểu ngươi 20 tuổi Julia tác hợp cho ngươi, bị ngươi uyển chuyển cự tuyệt. Sau lại đề nghị đem Karen tác hợp cho ngươi, đồng dạng bị ngươi từ chối nhã nhặn. Ngày 11 tháng 6, lãnh địa mới kiến thiết chuẩn bị kết thúc. Ngươi hơn phân nửa lĩnh dân cũng theo sổ ưng trấn lần lượt di chuyển tới. Ngày 20 tháng 6, Flano tìm tới ngươi, Sốt ruột hướng ngươi báo cáo, hắn mang theo du hiệp đội trong núi huấn luyện lúc phát hiện một đầu bạo thổ hùng hang động, thanh lý phía sau, trong lúc vô tình phát hiện hai tên cấp 5 đại địa kỳ sĩ thi cốt cùng bảo tàng. Ngươi rất là giật mình, đuổi tới Flano nói tới hang động về sau, ngoại trừ tìm tới vài bình dược tề cùng trang bị bên ngoài, còn phát hiện một phong thư kiện, trên đó viết, Ram Lịch năm 729, ngày 30 tháng 12, truy kích trọng cướp huyết mạch dược tề viên Hoàng Tháp Cao phản đồ, sao? ta tại ám văn ưng chi mạch lọt vào phục kích, mặc dù may mắn thoát đi, nhưng ngày giờ không nhiều, tức là đem chết đi. Thỉnh người phát hiện đem thư tín đưa về đến viên hoàng tháp cao, tất có trọng thưởng. Ngày 25 tháng 7, đêm khuya, lãnh địa của ngươi tới một vị ngoài ý liệu khách tới, u đèo, đối phương còn mang đến một vị luyện kim đại sư. Ngươi nhiệt tình mời đối phương đến tòa thành làm khách, đối phương lại xưng muốn đến trong núi, ám văn ưng đã từng trong hang ổ đi thăm dò nhìn một phen, Ngươi vui vẻ cùng đi. Ngày 26 tháng 7, rạng sáng, các ngươi đến Ám văn ưng đã từng hang ổ, cô lập đỉnh núi. Phát hiện lại còn có 6, 7 con ám văn ưng ở trên núi xoay quanh. Phát hiện này để luyện kim đại sư mừng rỡ như điên, hắn án lấy bờ vai của ngươi, nói với ngươi ra kế hoạch của hắn. Hắn dự định ở chỗ này thiết trí một chỗ ám văn ưng trại chăn nuôi, trải qua thương thảo, cho rằng điểm mấu chốt ở chỗ túc cơ thu phục ám văn ưng. Chỉ cần đem hắn bồi dưỡng thành đầu ưng, liền có thể chưởng khống chỗ này ám văn ưng hang ổ, đến tiếp sau tức là có thể đạt được liên tục không ngừng ám văn ưng, từ đó nghiên cứu chế tạo nhằm vào á long nhân độc dược. Ngươi thêm chút suy tư, liền đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Đồng thời ngươi đề nghị, hy vọng đối phương có thể chỉ đạo thủ hạ ngươi luyện kim sư, truyền thụ luyện kim tri thức, luyện kim đại sư tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi. Ngày 27 tháng 7, ngươi cùng U Đeo nói chuyện trời đất mời đối phương gia nhập lãnh địa của ngươi. Đối phương do dự một chút, cuối cùng cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi, nhưng xưng bản thân sẽ lâu dài ở trong núi, thủ hộ ám văn ưng hang ổ, đồng thời hứa hẹn chỉ cần ngươi có nhu cầu, lúc nào cũng có thể sẽ xuống núi trợ giúp. Ngày mùng 3 tháng 8, luyện kim đại sư lưu tại ngươi tòa thành, đã dạy bảo Henry. Ray cùng Tha lét ba người một tuần lễ, ba người có đại thu hoạch. Ban đêm hôm ấy luyện kim đại sư rời đi. Ngày mùng 4 tháng 8, Tha đột phá tới nhất cấp ma pháp sư. Ngày mùng 5 tháng 8, Tha luyện chế ra hạ đẳng độc dược, trở thành chính thức luyện kim sư. Hai hợp một, đợi lâu à, hôm nay nhiều càng một điểm cảm tạ ngữ tại tác gia. Bên trong nhà Cảm tạ Xé Bầu Trời Đại Lão ném một tấm nguyệt phiếu Cảm tạ Chậm Đường Đường Đại Lão ném một tấm nguyệt phiếu Cảm tạ Trùng Phản diện 007 Đại Lão ném một tấm nguyệt phiếu Cảm tạ Thư Hữu 2022-0122-1122-3943 Đại Lão ném một tấm nguyệt phiếu Cảm tạ Thư Hữu 21 700 29 1947 57 Đại Lão ném một tấm nguyệt phiếu Cảm tạ Thư Hữu 202. 1100 năm chín hai đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ đến vực thèm cá không bằng lui mà. Cầm giữ ngươi đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ thư hữu một trăm 123 437 138 đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ khai vô song cắt cỏ bên trong đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ khai vô song cắt cỏ bên trong đại lão khen thưởng 1.500 đi an tiền cảm tạ thư hữu các đại lão phiếu đề cử ủng hộ phi thường cảm tạ. Chương 152, giải thích hợp lý, văn tự mô phỏng kết thúc, phải chăng tiếp tục mô phỏng? Không. Lai sau khi xem xong, lông mày nhíu lại, lần này mô phỏng biến động quả nhiên không nhỏ. Trước đó hắn chính là làm xong chuẩn bị tâm lý, gần nửa năm không cửa sổ kỳ, chi tiết đủ loại biến hóa, rất có thể mang đến không xác định quỷ tích biến động. Quả nhiên, bất luận là gần đây hoặc mô phỏng sau cùng, vô luận là lần trước mô phỏng qua quỷ tích biến động, hoặc là mới nhìn thấy tương lai giả, đều ngoài lai đoán trước. Mặc dù nghiệm chứng cái này giả dạ miêu nhân, cung cấp tình báo không giả. Nhưng không nghĩ tới giả dạ miêu nhân trong bộ đội, lại ẩn giấu đi lục giai huyết nguyệt lan nhân. Cho dù hắn trở về hướng Anbiru truyền tình báo, sớm mai phục, cũng không có lấy được rõ ràng hiệu quả. Anbiru cùng huyết nguyệt lan nhân lưỡng bại câu thương phía sau, thậm chí gây nền đến tiếp sau chiến tranh xu thế, cũng phát sinh biến hóa. Lai lâm vào trầm tư, thú nhân lại phát khởi hai lần tổng tiến công. Mặc dù kết quả cuối cùng không sai biệt lắm, đều đủ để tấn thăng bá tước, nhưng chiến công của ta lại không như trên một lần nhiều, này không tốt lắm. Xem ra trở về báo cáo tình huống lúc. Còn muốn nói nữa nghiêm trọng một chút a, à, tranh thủ phái thêm cường giả tới. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bị đính tại địa thứ bên trên, dày đặc bộ lông màu đen, còn tại lấy phi thường chậm rãi tốc độ, xuôi theo mà đâm về trượt động dạ miêu nhân, trong miệng phát ra liên tiếp không ngừng kêu thảm tiếng trên rỉ. Nhân loại. Thế nào? Tha ta một mạng. Ta liền đem đến tiếp sau tình báo, khụ, khụ, đều chi tiết nói cho ngươi. Dạ miêu nhân Đức Quảng nói, thanh âm bắt đầu dần dần nhỏ yếu. Lai phát giác được đối phương sinh mệnh khí tức cấp tốc tan biến, nếu như không khai thác nghĩ cách cứu viện biện pháp. Chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Thế là hắn hơi có sốt ruột, vội vàng tăng tốc bước chân, quanh mở ngăn tại núi cửa động cự cử thạch. Túc cơ, mau tới đây một chuyến. Lai hướng về phía bên ngoài sơn động hô to. Trưởng quan, ta đến rồi. Đã sớm canh giữ ở bên ngoài sơn động cách đó không xa Túc cơ, bước đi như bay vọt tới trước tiên trên người lai tả hữu dò xét, phát hiện không có cái gì thương thế, trên mặt biểu lộ mới chuyển buồn làm vui. Nhanh, nhanh đi giải quyết cái kia dạ miêu nhân, nó đã bị ta khống chế được. Lai thúc giục nói. Nhận được. To tiếng nói âm vang lên, túc cơ cấp tốc như sấm vọt vào. Không có quá hai phút, Lai liền thấy trước mắt hiển hiện màn sáng, nhắc nhở vận mệnh giá trị, ba tin tức. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem tay cầm dạ miêu nhân thi thể, dần dần đi ra sơn động túc cơ nói ra, không tệ. Hắc hắc, ta chính là bộ cái đao, vẫn là phụ thân ngài dũng mãnh phi thường vô cùng, cùng gia dạ miêu nhân nói giải quyết chính là giải quyết. Túc cơ gãi gãi cái ót, cười ngây ngô nói, cơ co nổi lòng lo lắng rốt cục để xuống, nhưng vẫn là trong mắt hơi có nghi hoặc, đi tới hỏi, nơi này vì cái gì ẩn giấu một đầu tứ gia dạ miêu nhân. Ngươi vừa rồi có phải hay không là theo trong miệng nó, thu hoạch đến một chút tình báo. Đã thẩm vấn qua. Lai nói ra, vừa rồi theo trong miệng biết được, 10 ngày sau thú nhân đem khởi xướng tổng tiến công, hơn nữa còn có một chi dạ miêu nhân bộ đội, cũng sẽ đi qua từ nơi này. Mà lại chi này dạ miêu nhân bộ đội, bên trong hỗn tiến vào nhiều con lục giai vương tộc thú nhân. Thoại âm rơi xuống, gây nên người chung quanh một hồi chấn kinh. Cái gì? Thú nhân khởi xướng tổng tiến công. Taro cùng ca trăm miệng một lời. Ray Lai ánh mắt lấp lóe không yên, cũng nói ra, tin tức này là thật hay không? Không xác định, nhưng trở về đi đầu hợp thành báo lên đi. Nếu như 10 ngày sau thú nhân thật phát khởi tổng tiến công, kia dạ miêu nhân từ đây trải qua tin tức, cũng hơn nữa không làm được giả. Lai trật tự rõ ràng nói. Ngô, xem ra quyết chiến muốn tới. Cứ co hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi thở dài đi thôi trước tiên đem tuần tra nhiệm vụ kết thúc sau đó chính là rút quân về doanh lai vẫy vẫy tay dẫn đầu đi xuống núi một đội thành viên sắc mặt đều có chút nặng nề mang tâm sự cùng ở hậu phương giữ im lặng lai dẫn theo đội ngũ tại phụ cận tuần tra nửa ngày thời gian không như chuyện phát sinh trên đường trở về lai mới kỹ càng nhớ lại hôm nay mô phỏng nội dung không nghĩ tới di chuyển lãnh địa mới phía sau vậy mà có thế cùng mình vừa kích hoạt kim thủ chỉ lúc, phát hiện cấp 5 ma đạo sư di vật sinh ra liên quan. Không có gì bất ngờ xảy ra, vì kia cấp 5 ma đạo sư, người mang huyết mạch dược tề, hẳn là thư tính chỗ xưng, viên hoàng tháp cao phản đồ A. Lai hơi híp mắt lại, tìm kiếm lấy hồi ức, hắn chỉ nhớ rõ viên hoàng tháp cao là trang vương quốc một cái luyện kim tổ chức, có phần có danh tiếng, trong đó có cường giả thánh vực kim thánh vực cấp bậc luyện kim sư tọa trấn, hoàn toàn chính xác có năng lực luyện chế ra huyết mạch dược tề. cách không được trong sơn động có huyết mạch dược tề. Nếu như là viên hoàng tháp cao phản đồ mang ra, hết thảy chính là giải thích thông. Lai sờ lên cầm âm thầm suy tư. Đến lúc này cũng là cho ta một lời nhắc nhở, về sau có cơ hội, ngược lại là có thể nếm thử, tiến về viên hoàng tháp cao mưu đồ một chút càng phẩm chất cao huyết mạch dược tề A, ta lần trước chỗ phục dụng dược tề phẩm chất khẳng định cũng không phải là tốt nhất, còn có tăng lên rất nhiều không gian ân lấy đưa tin danh nghĩa đến liền rất không tệ mà lại lần này mô phỏng lớn nhất tin tức tốt chính là cùng một vị luyện kim đại sư thành lập liên hệ tất nhiên đối phương lúc cùng u đeo cùng nhau đến đây mà lại đối ám văn ưng cảm thấy hứng thú vô cùng không có gì bất ngờ xảy ra vị kia luyện kim đại sư chính là hàng băng thành vị kia nghiên cứu ra á long nhân diệt chủng độc dược con gái hắn nhi chết bởi Á Long Nhân Vũ Nhục. Thù này không đội trời chung nha. Kể từ đó, chỉ cần đằng sau ta có thể đánh lý hảo ám văn ưng hang ổ, đem số lượng chậm rãi sinh sôi, này độ thiện cảm còn không phải xoát xoát dâng lên. Nghĩ tới đây, Lai khóe miệng nhẹ nhàng khơi gợi lên một chút cười. Túc cơ. Hắn hô đại nhi tử một câu. Thế nào? Trở về sau hảo hảo thiện đã ngươi mặt cách. Nhà, nhà túc cơ chớp chớp mắt to ứng hai tiếng không rõ phụ thân vì cái gì đột nhiên nhất lên cái này thái dương từ đó trời chậm rãi rơi xuống bạc vân từ đằng xa phương bắt bầu trời bay tới lại bị gió nhẹ thổi phù mà đi mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây âm ảnh từ phía sau lưng trướng lên từ đông phương chỗ sâu thật dài cánh tay tại màn đêm bốn hợp thời khắc lai rút cục dẫn đội quay trở về quân doanh giải tán đội ngũ Lai một mình chạy tới chính giữa chiến tranh cự lâu đài. Tại khoảng cách màu đen cự lâu đài còn có hai cái chỗ hoặc một đầu cục gạch trên đường, một đạo dáng người trung niên nam tử khôi ngô đâm đầu đi tới. Lai tử tước, thật không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Nilo bá tước trong mắt lộ ra kinh ngạc, mỉm cười chào hỏi. Nilo bá tước. Nơi này gặp nhau, hoàn toàn chính xác ngay thẳng vừa vặn. Lai nhúng nhúng vai, hỏi, ngươi vừa chấp hành xong nhiệm vụ. Đồng thời không có, ta là tới thay ta nhị nhi tử, Bonnie xin phép nghỉ. Hắn hôm qua thụ thương, tổn thương rất nghiêm trọng, hai cánh tay đều bị thú nhân đánh gãy, cột sống cũng đoạn mất, ngắn hạn là cảm thấy khó lấy khôi phục lại. Tin tức này quá tệ. Ta sẽ vì Bonnie cầu nguyện, hy vọng thương thế có thể sớm một chút tốt hơn tới. Lai sắc mặt hơi chìm. Ai, Nilo bá tước thở dài, trầm mặt một lát sau, một đôi mắt thẳng tắp nhìn xem lai, like, chậm rãi nói, ta nghe nói. Ngươi đã là cấp 4 ma đạo sư, ngươi đi qua có phải hay không dùng qua? Ta đi qua hoàn toàn chính xác dùng qua một bình huyết mạch dược tề. Lai đoán được đối phương muốn nói cái gì, bởi vậy không chờ đối phương nói xong, liền xuất ra sớm có kế hoạch lý do thoái thác, xuất ngủ về sau, ta tại ta lãnh địa phụ cận nào đó trong sơn động, phát hiện một gã lúc trước viên hoàng chi tháp phản đồ lưu lại di vật vừa lúc là một bình phù hợp huyết mạch của ta dược tề liền bị ta phục dụng cho nên hiện tại rất nhiều người đều biết thực lực của ta tại hai năm này có thể đột nhiên tăng mạnh hắn nói là tình hình thực tế dù sao hiện tại bại lộ thực lực cùng công bố dụng qua huyết mạch dược tề một chuyện sẽ không còn có vấn đề gì huống chi chính là liền dược tề lai lịch cũng khá là rõ ràng nguồn gốc từ 100 năm trước viên hoàng tháp cao phản đồ trốn đi. Viên hoàng chi tháp. Ram vương quốc luyện kim tổ chức. Bên kia cách chúng ta nơi này, giống như có rất khoảng cách xa. Nilo bá tước lông mày hơi nhăn, nhớ một chút, lại thần sắc cảm khái nói ra, có thể để ngươi hai năm bước vào ma đạo sư. Huyết mạch dược tề phẩm chất cũng sẽ không thấp ở đâu, ngươi thật đúng là gặp may a. À. Ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy. Lai nhún vai, cười nói. Nilo bá tước một hồi thổn thức, sau đó cười cười, đã ngươi có thực lực như vậy, hy vọng ngươi có thể mượn cơ hội lần này, anh dũng giết địch, kiến công lập nghiệp. Cho ngươi mượn các ngôn. Hai người ngắn gọn trao đổi vài câu, liền riêng phần mình phân biệt. Lai dựa theo kế hoạch, một đường đi vào màu đen cự lâu đài, lấy ra chứng minh thân phận phía sau, đạt được tiến vào phê chuẩn. Các nặng nề kim loại đen cửa từ nội bộ bị kéo ra lộ ra phát tấm kia hơi mập mặt tròn hắn ôn hòa cười nói lai chi đội trưởng vào đi albiru trưởng quan chờ ngươi ở bên trong trong màn đêm cự lâu đài phản phất một đầu thao thiên cự thú nội bộ hoàn cảnh cũng có chút u ám lầu một đài sảnh bên cạnh cạnh góc giác phản phất mông lung hư ảnh chỉ có chỗ sâu nhất khu vực xa bàn trước điểm một cái tròn trịa đèn thủy tinh quan nguyên tố tại luyện kim trận pháp khu động phía dưới lóe ra bạch quan chiếu vào albiru khẽ nhăn mày lông mày trên mặt thấy Lai đi tới, Anbiru thả ra trong tay một sấp thật dày văn kiện, đứng người lên cười cười, Lai. Lúc này tìm ta, có chuyện gì? Chẳng lẽ là có lúc trước cho ngươi viên giấy người kia manh mối? Đó cũng không phải, cho ta viên giấy người, từ đó về sau lại không có liên lạc qua ta. Lai lắc đầu, nói, nhưng ta chỗ này lại thu hoạch khác trọng yếu tình báo. Nói tới chính sự, Anbiru sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, mời nói hôm nay tuần tra thời điểm, tại số 24 khu vực một tòa núi nhỏ trong núi hang động, ta phát hiện một đầu cất giấu tứ gia dạ miêu nhân, thực lực cực mạnh. Bị ta đánh bại về sau, cậy mở một chút tình báo, 10 ngày sau, thú nhân đem khởi xướng tổng tiến công. Đồng thời một chi dạ miêu nhân bộ đội sẽ theo số 24 khu vực xuyên qua, căn cứ con đường tiến tới, hư hư thực thực muốn đối bên ta tiến hành cánh hồng quấy rối, hoặc là đã kích phe ta đội du kích mà lại này trong đội ngũ còn đem dấu kín không nhiều chỉ lục giai vương tộc thú nhân. Anbiru thần sắc đột nhiên giật mình, vội vàng quay người, hai cánh tay chống tại sa bàn biên giới gỗ lim bên trên, ánh mắt khóa chặt tại sa bàn đông bắc ra, một tòa núi nhỏ, đi lên trước dùng ngón tay chỉ, lại nhìn về phía Lai, là nơi này. Lai cũng tới gần, tại sa bàn bên trên nhìn lướt qua, đối ứng ven đường tuyến cùng đại khái địa hình. Gật gật đầu, a, à, chuẩn xác không sai, chính là ngọn núi nhỏ này. Ngươi vì cái gì không đem người sống mang tới? Anbiru ánh mắt xem kỹ. Ngươi biết, dạ miêu nhân động tác linh mẫn, ngay từ đầu vì hạn chế hắn, ta tạo thành thương thế quá nghiêm trọng, căn bản không kịp trị liệu. Ai? Đáng tiếc. Anbiru lông mày gắt gao nhăn lại, trầm ngâm một lát, nói, nhưng ta lo lắng cái này dạ miêu nhân, có thể là thú nhân thả ra mồi nhữ, cung cấp tình báo giả, mục đích là vì hấp dẫn bên ta cường giả mắt câu. Nhưng cùng lúc, chúng ta cũng không thể xem nhẹ tình báo này, nếu như là thật, ý nghĩa chính là trọng lớn. Cho nên, ta sẽ hướng tổng chỉ huy báo cáo chuyện này, sớm tổ chức hảo nhân thủ. Nếu như 10 ngày sau thú nhân coi là thật phát khởi tổng tiến công, lại phái người trước đi mai phục dạ miêu nhân. Vạn một là không cùng đâu này. Lai biết rõ còn cố hỏi. Yên tâm đi ta sẽ để cho trinh sát xâm nhập phía trước, báo cáo tình hình chiến đấu. Anbiru tại sa bàn bên trên yên lặng nhìn chăm chú, đột nhiên thở phào một cái, nhìn về phía Lai ánh mắt cực kỳ hài lòng, nói ra, từ khi ngươi đã đến nơi này, có thể là không ít đeo cho ta kinh hỷ a, à, chiếu cái này tình thế xuống dưới, đừng nói là bá tước. Chính là liền hầu tước ngươi cũng hy vọng xong một cái. Anbiru trưởng quan nói đùa. Lai vội vàng khiêm tốn khoát khoát tay ta bây giờ mới cấp 4 ma đạo sư, khoảng cách cấp 6 ma đạo sư còn kém xa đâu. Có thể là tốc độ tu luyện của ngươi nhanh chóng như vậy, hẳn là dùng qua huyết mạch dược tề đi. Nếu không bằng vào ngươi vốn có thiên phú, lại nhiều nguyệt huy dược tề, cũng không có khả năng giúp ngươi nhanh như vậy đột phá. Anbiru híp híp mắt, nói. Lai ngẩn người, một mặt bội phục nói ra, Anbiru trưởng quan mắt sáng như đuốc, điểm ấy bí mật, quả nhiên chạy không khỏi ngài mắt ha ha cho nên nói hạn chế ngươi tấn thăng tước vị không phải thiên phú là công huân ngươi tại hẻm núi phòng tuyến chờ lâu tới mấy năm chỉ cần biểu hiện xuất sắc ta dám khẳng định ngươi chính là nầy tây nam biên cảnh vị thứ nhất hầu tước lai sau khi nghe mặt ngoài ra vẻ tâm động ánh mắt lấp lóe không yên nhưng trầm tư vài giây đồng hồ một nói từ chối An ru trưởng quan phía sau có người nhà của ta ta rời đi bọn hắn đã quá lâu bọn hắn cần ta trở về làm bạn. Nhưng xin yên tâm, tiền tuyến nếu có chiến sự nhu cầu, ta tất hưởng ứng. Đây là lúc ta tới đường. Tốt. Anbiru khen một thanh âm. Mặc dù trong mắt hơi có đáng tiếc, nhưng vẫn là vui mừng gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi, hôm nay ngươi đi về trước đi, mấy ngày kế tiếp nghỉ ngơi dưỡng sức, vì 10 ngày sau mai phục làm chuẩn bị. Nhận được, trưởng quan. Ngày thứ hai, chạng vạn tối. Lai vừa rời đi số một phó lâu đài, liền nhìn thấy ngoài trăm thước Snowy thân ảnh, hắn hồi tưởng mô phỏng nội dung, bên trong hơi động lòng, hô một thanh âm, Snowy. Đồng thời lại vẫy vẫy tay. Đại địa kỵ sĩ nhĩ lực phi thường xuất sắc, ngoài trăm thước thanh âm tự nhiên nghe có thể thấy rõ ràng, Snowy cơ hồ là trong nháy mắt chính là nghiêng đầu sang chỗ khác. Hướng phía Lai chạy mà tới. Lai, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi, ta chuẩn bị đi phòng ăn ăn một bữa, mấy ngày nay ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, ăn tất cả đều là thịt khô, bánh mì, chúng ta cùng đi cải thiện cải thiện cơm nước. Senowi phát ra mời. Không được, ta một hồi muốn dẫn đội tuần tra, nghĩ mời ngươi giúp ta một việc. Chuyện gì mời nói? Senowi nghiêm mặt nói. Hai hợp một, đợi lâu rồi cảm tạ ngữ tại tác gia bên trong nhà hôm nay làm tròn lời hứa, có thừa càng, đây là canh thứ nhất, đợi chút nữa canh thứ hai. Chương 153, kịch chiến. Cũng không có việc lớn gì. Lai nói, chính là sau đó phải tuần tra địa phương, ta nghe nói mấy lần trước đều có đội ngũ bị vương tộc thú nhân đánh lén, chiến tổn nghiêm trọng. Cho nên, lần này ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, tiến hành một lần liên hợp hành động. Bao trên người ta. Sơn ngạnh hán vỗ vỗ lòng ngực, âm vang hữu lực nói ra, cái chỗ kia ta cũng nghe nói, tam đội cùng chính đội trước mấy ngày xác thực chết không ít người. Ngươi tìm ta là được rồi, lần này chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể đem nơi đó thú nhân một mẻ hốt gọn. Sau đó không lâu. Snowy tổ chức được rồi đội ngũ, tính cả lai đội ngũ cùng nhau xuất phát. Bọn hắn hướng Tây Nam phương hướng tiến lên, hướng phía sớm đã quyết định số 31 huyết tinh bờ sông khu vực tiến đến. Dần dần, 3 giờ trôi qua. Một gò núi tại đen nhánh dưới bóng đêm phi thường đột ngột đứng vững, chung quanh là thấp bé mấy chục mét sườn núi nhỏ. Đại khái rạng sáng 2 giờ thời điểm, bọn hắn đã tới mảnh này núi đồi, sang sát xanh đậm dốc núi trèo lên sau hóa thành trụi lũi lưng núi, hợp thành một đường thẳng hướng bắc kéo dài. Dưới chân bùn đất ướt ác, trên đất thảo rất thưa thớt. Phía trước một đầu tạo thành từng giải huyết tinh bờ sông, để ngang bọn hắn cùng uống lượng xâm nhập u ám bụi cỏ lau cùng đèn lồng thảo chính giữa vô luận là nam bắc dốc núi, hoặc là đồ vật bình nguyên, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy được nhiều chỗ thảm cỏ bị đông đảo lỗ mạng thú nhân bàn chân dẫm rối tinh rối mù. Phía trước bụi cỏ lau cùng đèn lồng thảo mảnh này địa khu, dấu chân thưa thớt rất nhiều. Nhưng ngoại trừ nơi đó, chung quanh dấu chân như thế phong phú, xem xét chính là thú nhân ở nơi đó cố ý làm mai phục. Sonowi đại khái nhìn lướt qua, tự cho là phát hiện manh mối. Cười lạnh nói, chậm rãi. Lai đưa cánh tay trái ra ngăn cản, cần phải dẫn đội vọt tới trước Snowy. Đồng thời trong lòng của hắn thầm than, này Snowy dũng khí là đủ rồi, chính là đầu não không rất bình tĩnh a, à, trách không được lần trước cũng trúng mai phục. Lai, thú nhân khẳng định ngay ở phía trước mai phục, tận dụng thời cơ, chúng ta vội chạy tới đem bọn nó chặt. Snowy trong mắt bắn ra chiến ý, không nên vọng đồng, ta hoài nghi khả năng này là thú nhân bố trí cạm bẫy. Lai hơi hít mắt lại, nói ra, huyết tinh bờ sông chính là ở trung ương, nếu như đối phương tại bờ sông chỗ sau bố trí mai phục, cũng rất dễ dàng lâm vào bị động a. À. Ngô, có đạo lý, là ta cân nhắc không chu toàn. Snowy ngẩng người, vẻ mặt nghiêm túc xuống tới. Ngươi định làm gì? Senowi chuẩn bị hành động lần này lấy Lai cầm đầu. Trước hướng trong nước phóng độc đi, nếu đối phương lấy bụi cỏ lau vì cạm bẫy, ở trong nước mai phục vị trí, cũng sẽ không chệch hướng quá xa. Lai lúc này lại duỗi ra một cái tay, tỉ thí ra một cái cùng loại với hoa hạ một tay tám, một cái tay khác ngón trỏ khoác lên tám ngón trỏ cùng ngón tay cái chính giữa. Nhìn thấy này thủ thế, chung quanh cung tiễn thủ cấp tốc tụ lại, kéo cung đáp dây đàn. Trước không nên gấp gáp, cung tiễn thủ thối lui đến dưới sườn núi mặt, còn có Snowy, người mang theo một trăm nhân thủ, cũng xuống dưới tìm một chỗ che đậy giấu đi. Lai trầm ngâm một lát, an bài lên kế hoạch. Sau đó, Lai còn cố ý điểm một chút cấp 3 kỵ sĩ, cùng cấp 3 ma pháp sư, để bọn hắn toàn bộ theo Snowy, đi vào dưới núi tìm một chỗ giấu đi. Mà chính hắn, chỉ dẫn theo 40 tên thực lực phổ biến là cấp 1, cá biệt mới là cấp 2 kỵ sĩ. Lai chính bản thân cẩn thận. Snowy làm việc vẫn là rất gọn gàng mà linh hoạt, nghe được Lai phân phó về sau, lập tức liền chấp hành không chút nào không quả quyết. Sau đó hắn vung tay lên, khoa tay ra ẩn nút thủ thế, hơn trăm binh sĩ lập tức theo kịp, hướng về nơi đến đường đuổi xuống dưới. Thẳng đến người xung quanh ảnh thưa thớt rất nhiều. Lai mới dẫn theo đội ngũ, dọc theo dốc núi mặt sau, trụi lũi lưng núi, hiện lên một cái hình đội ngũ chậm rãi đẩy về phía trước tiếng. Một trận gió lạnh thổi qua, máu tanh suối trên mặt phiêu khởi gần sóng. Cách đó không xa cỏ lau cùng đèn lồng thảo nhẹ nhàng lắc lư, tựa hồ tại hoang nghênh lai một đoàn người đến. Yên tĩnh trong bóng đêm. Đột nhiên, mặt nước nở rộ bọc nước. Từng đạo giữ tận thú ảnh theo trong nước sông ra. Có da dày thịt béo ngưu đầu nhân cùng giả trương nhân, cũng có thân ảnh linh hoạt dạ miêu nhân, cùng dáng người đặc thù rõ ràng, cả người lông đỏ khác máu huyết nguyệt lan nhân. Ô, ngao, bò, ò, à, từng đạo quái dị âm sắc phát ra khác hẳn với nhân loại rống lên một tiếng, thanh âm kéo dài lại thô dày, đem bình tĩnh màn đêm nhiễu phân loạn âm ý, lai đại khái nhìn lướt qua, tổng cộng là hơn 30 con thú nhân, số lượng đối được mô phỏng nhắc nhở, trong đó còn có bốn cái huyết nguyệt lan nhân hỗn ở trong đó. Mặc dù về số lượng không sánh bằng lai lần này, mang đến hơn 100 binh sĩ, nhưng hắn chỉ là thô sơ giản lược phán đoán, chính là phát giác được phía trước thú nhân thực lực phi thường xuất sắc, hẳn là một đầu tinh nhuệ tiểu đội. Tứ giai thú nhân có hai con, một đầu vì huyết nguyệt lan nhân, một đầu còn lại là giả trương nhân. Cấp 3 thú nhân có 10 con, chính là liền cấp hai thú nhân cũng có hơn 20 cái, không có cấp một thú nhân. Nếu như chính diện giao phong, trực tiếp mãn đi lên, lai kết luận dù cho người một nhà số nhìn qua sau đối diện nhiều hơn không ít, sau cùng chiến tổn cũng chỉ sợ cao đến ly kỳ. Nghe ta khẩu lệnh, chiến thuật tính rút lui lai sắc mặt nặng nề. Dơ cao cánh tay phải, quyết định thật nhanh nói, ô lạp 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 lạp. Một hồi quỷ dị âm thanh âm vang lên, là tứ gia giả trương nhân trống to. Lai nghe ra được thú nhân ngữ đại khái ý tứ, có vẻ như là khác để bọn hắn nhóm nhân loại này binh sĩ chạy trốn. Mà lại tiếng nói còn không có kết thúc, trước người chính là có một cơn gió mạnh gào thét, nguyên lai là huyết nguyệt lan nhân dẫn theo dạ miêu nhân bộ đội, trực tiếp xông tới xông lên phía trước nhất tự nhiên là tứ giai huyết nguyệt lan nhân, chỉ thấy hắn trong mắt lóe ra huyết quang, trên mặt lộ ra khát máu chi sắc. Thẳng đến lai vị trí mà tới. Lai trong mắt lộ ra uy nghiêm lãnh sắc, đầu tiên là ngưng tụ một phát nham giáp thuật, toàn thân trên dưới bị thổ hoàng sắc vần sáng chỗ dần dần bao khỏa. Một màn này rơi vào huyết nguyệt lan nhân trong mắt, rõ ràng sửng sốt một chút. Nó đối với nhân loại ma pháp sư không có khả năng không có nghiên cứu, bởi vậy nó hiểu rõ, nhằm giáp thuật là đường đường chính chính phép thuật cấp 6, nhưng giờ này khác này, lại tương đương không hài hòa xuất hiện ở phía trước cấp 4 nhân loại ma pháp sư trên thân. Tốt xấu nó cũng là vương tộc thú nhân, hiểu biết so với bình thường thú nhân muốn bao nhiêu. Rất nhanh liền muốn thông, đối phương rất có thể dùng qua huyết mạch dược tề, bởi vậy thiên phú cũng tất nhiên không kém. Nghĩ tới đây, huyết nguyệt lan nhân sát ý càng thêm nồng nặc, đối với người này hẻm núi phòng tuyến ma pháp sư thiên tài, có ý quyết giết. Nhưng mà, một phát địa đột thứ, đột nhiên theo dưới chân của nó đột nhiên toát ra. Quyết nguyệt lan nhân nội tâm giật mình, nhưng cao siêu tố chất thân thể cùng lực phản ứng, dễ dàng biến phản ứng lại, dùng sức đạp một cước đại đệ, về một cái nhảy lên thật cao. Ngay sau đó, bầu trời có thổ hoàng sắc vần sáng tràn ngập. Đồng thời cấp tốc ngưng kết thành ba con sói cát hướng về phía tứ giai huyết nguyệt lan nhân, bày biện ra tạo thế chân vạc vây kín chi thế, huy động nâng trảo đánh ra. Hư! Huyết nguyệt lan nhân tàn nhẫn cười một tiếng, một đầu tinh hồng cự lan hung ác vỗ xuống, giữa không trung vung ra một đạo huyết sắc tàn ảnh. Lai sớm có phòng bị, lấy ra mười phần tinh lực, tại huyết nguyệt lan nhân liền muốn đập tới sói các một sát na, khống chế sói các tiến hành tự bạo. Trong lòng của hắn thầm than, không hổ là huyết nguyệt lan nhân, tốc độ nhanh không tưởng nổi, lực lượng cũng lớn là thường. Vừa rồi lấy tốc độ của hắn, thậm chí kém chút phản ứng không kịp, kém một chút liền muốn làm cho đối phương đem sói cát đập tan. Oanh. oanh! 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 Ba đạo tiếng oanh minh từ nửa bầu trời vang lên, phản phất tia sáng màu vàng pháo hoa pháo. Nhân loại, coi là điểm ấy tiểu kế hai liền sẽ đối ta tạo thành uy hiếp. Ha 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 ha, quá ngây thơ rồi. Huyết Nguyệt Lan Nhân càng rỡ cười to, lúc rơi xuống đất cả người có chút da tróc thịt bông. Nhưng Lai lại không có chút nào cảm giác vui sướng, bởi vì hắn biết rõ, này đối với đối phương tới nói chỉ là một chút vết thương nhỏ. Hắn làm như vậy chỉ là vì chính mình tranh thủ đến một chút chạy trốn thời gian. Hắn lúc này đã lại lần nữa chạy trốn tới đỉnh núi, lập tức liền có thế trèo núi mà qua. Đúng lúc này. À, một tiếng hét thảm. Phá lệ chói tai. Nguyên lai là một vị chạy có chút chậm binh sĩ, bị huyết nguyệt lan nhân đuổi kịp, như là diều hâu vồ gà con, bị huyết sắc cự trảo chọc trong tay, lại cắn một cái tại trên cổ, một đôi răng nanh đâm vào huyết quản, miệng lớn mút vào máu tươi. Rất nhanh, binh sĩ thân thể thịt khô có thể thấy được nhăn nheo, mà huyết nguyệt lan người thân thể lại hưng phấn run rẩy lên vừa mới bị sói các tự bạo chỗ đánh nổ thương thế nhanh chóng khép lại rất nhanh liền khôi phục cái bảy tám phần lai trong mắt lạnh lùng nắm chặt nắm đấm đối dưới tay mình binh sĩ tao ngộ rất là đau lòng nhưng lên chiến trường tử vong vĩnh viễn không thể tránh né hắn không thể thánh mẫu một dạng thấy một cái gặp rủi ro chính là liều lĩnh tiến tới nghĩ cách cứu viện chật chật ứng lấy đại cục làm trọng chỉ có thể âm thầm đối cái này huyết nguyệt lang nhân xuống ý quyết giết quay người tan biến tại đỉnh núi ngươi chạy không thoát huyết nguyệt lang nhân liếm môi một cái thôn phải huyết dịch cảm giác hưng phấn kích thích đầu não khiến nó sát tính đại phát cầm vốn cũng không nhiều lý trí càng là gần như đánh mất lúc này nó chỉ muốn đem vị kia với hắn mà nói phi thường ngon miệng huyết bao ăn hết dùng qua huyết mạch dược tề ma đạo sư nhưng cho tới bây giờ không có hưởng qua đâu. Vượt qua dốc núi Lai, hướng phía dưới nhìn lướt qua, sửng sốt tìm không ra Snowy mang người giấu ở chỗ đó, chỉ có thể bằng tinh thần lực cảm ứng, phân biệt ra được phân tán tại điểm ẩn núp nhân loại khí tức. Toàn bộ đều có, theo vào bước tiến của ta, đợi chút nữa tùy thời cùng đại bộ đội khẽ động phản kích. Hắn thấp giọng phân phó nói. Đông 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 trên núi tiếng bước chân càng ngày càng dày đặc, thú nhân khổng lồ thể trọng, đem núi đá chấn tiếng vang. Trốn ở một tảng đá lớn hậu phương Senowi, nghe được càng lúc càng gần. Mà lại dày đặc vang mãnh liệt chạy âm thanh về sau, mượn nhờ bên người bụi có khe hở, nhìn một cái. Vừa vặn nhìn thấy huyết nguyệt lang nhân trước hết nhất đứng ở đỉnh núi, mà lại tại trong tầm mắt của hắn, cùng sau lưng ố vàng trăng tròn coi trọng nơi này, ở trên núi thật dài gào một thanh âm. Ngao ô! Đạo này tiếng kêu là thú nhân kèn hiệu sung phong. Ngay sau đó, hơn 30 con thú nhân lần lượt vọt lên, trèo đèo lội suối hướng phía ngay tại xuống núi Lai một đoàn người đuổi theo. Lúc này, Lai cảm giác thời cơ thích hợp. duỗi ra hai tay, cấp tóc khoa tay vài thủ thế. Lại đối bên người đội ngũ phân phó nói, quay người. Mở ra phản kích chiến. Này âm thanh ra lệnh. Tránh nút trong bóng tối binh sĩ, nhào nhào án lấy Snowy thiết kế lộ tuyến, theo phía đông, tây, đông nam, tây nam bốn phương tám hướng, hướng về phía đối diện vọt tới thú nhân bao vây lại. Đồng thời dần dần tạo thành một cái hình quạt nửa vòng vây, lại không đoạn thu hẹp. Bọn hắn cầm trong tay kiếm thuẫn, thần sắc kiên nghị, tiếng gào trùng thiên vang, cổ khí thế này lập tức áp đảo thú nhân. Osagu, làm sao bây giờ, nhân loại ở chỗ này xuống mai phục. Tứ gia giả trương nhân ầm ầm nói. Còn có thể làm sao? Hừ, bọn hắn chính là hai cái cấp bốn cường giả. Còn lại hơn 120 người đều là tạp binh, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc tại chúng ta. Cầm đầu huyết nguyệt lan nhân, Osagu âm thanh lạnh lùng nói. Senowi, ngươi trước ứng phó giả trương nhân, cái này tứ giai huyết nguyệt lan nhân giao cho ta kiềm chế. Lai thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Senowi trong mắt có một vệt thần sắc lo lắng, nhưng lúc này chỉ có thể tự chiến đến cùng, không thể rụt trè. Cũng may hắn đã thiết hạ mai phục, tính toán thời gian, đám kia cung tiễn thủ cũng nhanh vòng trở về. Sa Lan gầm thét. Ba con hào quang màu vàng đất lấp lánh sói cát. Từ cao hơn ngưng tụ, mà lại đi lên chính là hướng về phía hai con, cần phải thu hoạch dưới tay hắn thực lực yếu kém binh sĩ cấp ba dạ miêu nhân đánh tới. Phốc 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 ba lần cự trảo đánh ra, ba con dạ miêu đầu người chính là bị sói các cự trảo đập nát, bắn tung tóe ra đỏ trắng não hoa. Chiến trường có thể nhất ma luyện một người. Ở trong môi trường này, mỗi một lần khẩn trương cao độ chiến đấu, đều gia tốc kích thích tiềm năng kích phát, lai đối sa lan gầm thét thi pháp trình độ một mực tại vững bước tăng lên. Muốn chết. Osagun nhìn ra lai trước thanh lý tạp binh ý đồ, tức giận theo đỉnh núi nhảy lên. Cao cao lăng không mấy chục mét, hướng về phía còn tại chân núi lai tới nói, thật giống như từ trên trời giáng xuống đồng dạng. Một cổ gào thét gió mạnh cuốn tới, bầu trời thân ảnh màu đỏ ngòm càng lúc càng gần, lai dù cho có nham giáp thiếp thân, cũng không dám làm càng, vội vàng hướng về sau rút lui. Đồng thời trong mắt hiện lên một chút lãnh quan, hai con ngươi nhìn ngó nghiêng hai phía, lấy một loại vĩ mô thị giác, quan sát đến chiến cuộc. Lúc này, Sonowi mang theo phần lớn binh sĩ, tại tập trung đối phó cao hơn 3 mét, da dày thịt béo giả trư nhân. đao quan kiếm ảnh lấp lóe, phàm là cấp 4 trở xuống vung chặt. Đối với nó mà nói khó mà tạo thành hữu hiệu thương thế, nhiều nhất lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Chỉ là, thông minh binh sĩ sẽ không chuyên môn chọn không chỗ trí mạng chặt. Giả chuyên nhân cửa sau, hạ bộ này địa phương, thông thường là tiền hậu giáp kích tuyệt hảo vị trí. Lai nắm lấy thời cơ, phóng ra một phát lạc thạch thuật. Một tấm bán kính mười mấy mét khoan cự thạch từ trên trời giáng xuống, bề ngoài lưu chuyển lên thổ hoàng sắc ánh sáng đầy, nặng nề mà hướng phía ba con đang theo Taro cùng ca công kích ba con ngưu đầu nhân đập xuống. Ba con ngưu đầu nhân cảm nhận được nặng nề cảm giác áp bách. Nội tâm giật mình, muốn vội vàng thay đổi phương hướng, nhưng Taro cùng ca gặp được, đều là hạ quyết tâm, đem trong tay tấm trắng trùng điệp ném ra ngoài. Thùng thùng tấm trắng bị quăng đến ngưu đầu nhân ngực, ném ra trùng điệp trầm đục đối mặt đỉnh đầu cự thạch, ba con ngưu đầu nhân vốn là khó mà né tránh, trước mắt công kích tình thế lại bị tấm chắn đánh gãy, nội tâm dâng lên một cổ tuyệt vọng. Muốn chết. Thô lỗ âm thanh âm vang lên. Oanh. Đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, theo mặt đất thoát ra, một cước đem khối này nặng nề cự thạch đá bay. Ba con cấp ba ngưu đầu nhân ngửa đầu xem xét, nhào nhào cảm kích nói, đa tạ Osagu đại nhân hừ, ngươi cứu không được bọn chúng. Lai cười lạnh, cái này huyết nguyệt lan nhân hành động, một mực tại của hắn dự phán ở trong. Hai hợp một, đợi lâu rồi cảm tạ ngữ tại tác gia bên trong nhà canh thứ hai dân lên các vị, ta sẽ cố gắng gõ chữ, hy vọng thiết thiết nhóm đại lực ủng hộ cảm tạ Bovana bí đỏ nông đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ không biết lấy cái gì tên 124 đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ ngũ gật cá đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ năm 2002 nhập hố hóa thạch cấp mọc sách đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ hồng trần một trạch đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ rừng mặt trần đại lão ném sáu tấm nguyệt phiếu cảm tạ hoa sông o hồ đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ thư hữu 2020 13 1544 623 đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ trong. Gió biến tóc nhỏ đại lão ném một tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ một tay táo chua đại lão 100 kỳ đi ăn tiền khen thưởng cảm tạ rừng mặt trần đại lão 7.500 kỳ đi ăn tiền khen thưởng cảm tạ vội vàng khách qua đường một buổi một cái chớp mắt đại lão 100 kỳ đi ăn tiền khen thưởng cảm tạ thư hữu các đại lão phiếu đề cử ủng hộ, phi thường cảm tạ. Chương 154, Hậu Phương đánh lén cung tiễn thủ. Thừa dịp huyết nguyệt lan nhân bay lên không cơ hội, lại khống chế ba con sói cát, hướng phía ngưu đầu nhân cắn xé mà đi. Ba con sói cát dương nanh múa vuốt, giống như là muốn sát người vật lộn, nhưng vừa mới chạy đến ngưu đầu nhân phụ cận, lại trực tiếp tự bạo. Quanh một tiếng, di động bom bạo phá ra thổ hoàng sắc khí lãng. Khuấy động lên mảng lớn bụi bặm ba con không né tránh kịp nữa ngưu đầu nhân hét thảm một tiếng lập tức bị oanh thành mấy khối thịt nát ghê tởm osagu lắc đầu khát máu dưới trạng thái phát nhiệt đầu não có chút thanh tĩnh nó cảm giác mình bị vị kia nhân loại ma đạo sư đùa bỡn thế là nghiến răng nghiến lợi nổi giận đùng đùng lần nữa bôn tập đi qua đồng phát thề không đem chém giết tuyệt đối không còn làm chuyện khác đột nhiên sưu sưu Sư! Sư! Mấy chục cái màu đen mũi tên, đột nhiên như từ trên trời giáng xuống mưa sao băng, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, theo đỉnh núi bắn về phía bị nửa vây quanh thú nhân. Những cái kia một, cấp hai thú nhân còn không có kịp phản ứng, chính là thân thể ưỡng lên, a à, ta, à, hét thảm lên. Từng cái trên da dần dần tràn ngập lên một cổ đen nhánh, cấp tóc ngã xuống. Tại trước khi chết còn nhắc nhở một câu, trên mũi tên có tôi luyện hát ô nha chi thương cẩn thận. Lúc này, chỉ thấy hai quân giao chiến hậu phương trên đỉnh núi, đứng đấy hơn 20 vị cung tiễn thủ, thần sắc lạnh lùng nhìn qua dưới núi thú nhân, ánh mắt tinh chuẩn mà nhìn xem thân hình tương đối phân tán thú nhân mục tiêu, kéo cung bắn tên. Tại bọn hắn bên cạnh, cơ co tay cầm nhất cái ma trượng, phóng ra một phát phong hệ phép thuật cấp 3, phong tường thuật. Một mặt thanh sắc phong tường đột nhiên xuất hiện, đồng thời kèm thêm hô hô cùng phong. Hơn 20 người cung tiễn thủ ánh mắt kiên nghị. Lập tức kéo cung bắn tên, hướng phía thanh sắc rộng lớn phong tường vọt tới. Từng đào mũi tên ẩn vào hắc ám, xuyên qua phong tường phía sau, tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn rất nhiều, mỗi trúng đích một đầu cấp thấp thú nhân, vô luận bắn tới bộ vị nào, đều có thể phá vỡ da thịt. Lại thêm tôi hắc ô nhà chi thương, không có đi qua vài phút, trên trận cấp thấp thú nhân lại chết sạch sẽ nương theo lấy cung tiễn thủ hậu phương tập kích, thú nhân một phương khung cảnh hình thức chuyển biến bất ngờ. Cấp thấp các thú nhân thậm chí không kịp bối rối, liền tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại tứ giai huyết nguyệt lan nhân cùng giả trư nhân lẻ loi trơ trọi đứng tại trong đám người. Bọn chúng thần sắc mờ mịt, ánh mắt quét mắt đổ vào bốn phía thi thể, kịp phản ứng phía sau hóa thành căm giận ngút trời. Giảo hoạt nhân loại Osagu cả người lông đỏ phản phất hóa thành hỏa diễm thiêu đốt, nhao nhao dựng đứng mà lên nhất định là ngươi ra hèn hạ chủ ý không sai chính là ta tới cắn ta a à. lai cười lạnh kỳ thực trong lòng nhã rảnh cái này chiến thuật thật đúng là không phải hắn an bài hắn chỉ là đem tất cả cung tiễn thủ phân phối cho Snowy chỉ là đằng sau nên làm cái gì lại là bất kỳ một cái nào kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh đều hiểu thường thức cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng Cung tiễn thủ từ phía sau đánh lén, là Snowy bố trí chiến thuật. Nhưng ban chiến bạn vác một cái nội mà thôi, Lai không thèm để ý chút nào. Dù sao, thú nhân cuối cùng kết cục, cũng chạy không thoát vừa chết. 4, 5, 6, 7 tiểu đội nghe lệnh, hậu phương vây quanh. Lai đưa tay trái ra, chỉ huy nói bá bá bá. Lập tức, nhìn như hỗn loạn chiến trường, bị điểm đến binh sĩ nghe được Lai mệnh lệnh về sau, lại cấp tốc chấp hành ba mươi mấy người bộ pháp cấp tốc đi tới trống chỗ hướng về, bổ khuyết lên vòng vây trống không, hình thành một cái biệt kín o hình vòng vây. Trên núi cung tiễn thủ lúc này cũng tại hướng phía dưới núi đuổi. Mà lai trước đây không lâu, thi phóng lạc thạch thuật cũng có đất dụng võ, cung tiễn thủ sau khi xuống núi, liền trực tiếp đứng ở đá rơi phía trên, bảo đảm sẽ không ngộ thương quân đội bạn. Slowy, ngươi tại cung tiễn thủ phụ cận, đừng cho huyết nguyệt lan nhân tới gần. Minh Bạch, Cơ Co, Phong Tường Thuật. Robin, Trì Vũ Thuật tùy thời chuẩn bị. Lai đem từng đầu mệnh lệnh an bài xong xuôi, đồng thời thân hình cũng đang nhanh chóng chân sau, bởi vì huyết nguyệt lan nhân lại hướng về phía hắn đến đây. Sư sư sư. Mấy chục cái mũi tên đồng loạt bắn về phía huyết nguyệt lan nhân. Nhưng cái sau chỉ là vài cái lấp lóe, chính là dễ như trở bàn tay đem mũi tên né tránh. Lạc thạch thuật lạc thạch thuật lai liên tiếp phóng ra hai phát ma pháp, bầu trời hai khối vẫn thạch khổng lồ rơi xuống, bề ngoài lưu động hào quang màu vàng đất, oanh kích lấy huyết nguyệt lan nhân. Đồng thời hắn lại lần nữa bổ sung một phát sa lan gầm thét, dưới khống chế của hắn, cùng nhau dương nanh múa vuốt hướng về huyết nguyệt lan nhân cuốn tới. Đột nhiên hắn thấy hoa mắt, huyết nguyệt lan nhân trên thân sáng lên một đạo huyết sắc quang ảnh, lập tức thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một thanh âm rơi vào lai trong tai, đi chết đi, nhân loại, Ta chịu đủ. Ba một cổ cự lực từ lai trước người hiện lên, đồng thời huyết nguyệt lan nhân diện mục dữ tận, cũng gần ngay trước mắt. Lai bên người nham lòng ánh sáng tiếp nhận một kích này, trong nháy mắt phân thành liếc nha liếc nhíp mạng nhện, tiến tới phá thành mảnh nhỏ, hóa thành thổ nguyên tố điểm sáng biến mất ở giữa thiên địa. Một trảo, chỉ cần một trảo, chính là phá vỡ lai một đạo phòng ngự ma phát. Nhận lấy này cổ cự lực trùng kích, thân thể vô lực về sau tung bay lai, trong mắt lộ ra lãnh sắc, đối kết quả này hắn không kinh ngạc chút nào. Thừa dịp triệt thoái phía sau công phu, lai ngừng tụ tinh thần lực. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. phốc, phốc. Nhét từng miếng địa đột thứ phản phất không muốn sống bị phóng ra, đến hạn chế huyết nguyệt lan nhân thế công, sắc bén kia gai nhọn mỗi một lần đều đâm về phía huyết nguyệt lan nhân yêu bộ, nhưng hắn linh xảo dáng người, như giả thú bản năng chiến đấu, luôn luôn có thế tại thời khắc máu chốt né tránh. Giờ này khắc này, lại một đạo tiếng kêu trên vang lên. Ngay sau đó một đạo thân ảnh khổng lồ oanh nhiên ngã xuống đất, chỉ thấy tứ gia giả trương nhân tại gặp hơn trăm người vây công dưới. Trên thân nhiều hơn lít nha lít nhít cạn vết tích, cùng ba bốn đạo bởi Snowy chém vào ra nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi ồ ồ dẫn ra ngoài. Cộng thêm tôi hắc ô nhà chi thương mũi tên, cũng có mấy cái cắm ở đau kiếm miệng vết thương tứ gia giả trư nhân sau khi ngã xuống đất, bị rây lai một phát thủy mâu thuật, đâm xuyên ánh mắt, đảo nát ốc, trong nháy mắt mất mạng. Thành viên gia tộc vượt cấp hai trảm địch, vận mệnh giá trị thì hai lai nhìn trước mắt hiện lên một màn ánh sáng, trong mắt lóe lên một chút vui mừng. Senowi có chút thở, nhìn về phía lai phương hướng, hô to, toàn thể đều có. Tập kích huyết nguyệt lan nhân, đừng cho nó chạy. Mỹ vị nhân loại ma đạo sư, để cho ta nếm thử máu tươi của ngươi đi. Một đạo tàn bạo tham lam âm thanh âm vang lên, sau một khắc, một đạo huyết ảnh lại một lần nữa vọt tới lai trước ngươi. Một đầu cự trảo mang theo hô hô tiếng xé gió, liền muốn lại một lần nữa rơi xuống. Địa truy thuật. Một chiêu này vừa ra, huyết nguyệt lang nhân bỗng nhiên giật mình, đuổi vội rút thân triệt thoái phía sau, yêu bộ uốn éo, đem này phát trí mạng ma pháp tránh khỏi. Nó lại nhìn về phía lai trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, thầm nghĩ không hổ là dùng qua huyết mạch dược tề. Thực lực quả nhiên không thể coi thường, thế mà có thế tại nó thủ hạ chống đỡ lâu như vậy. Mà Lai trong lòng điều may mắn, rốt cục kéo lâu như vậy, không hổ là vương tộc huyết mạch, nếu như đơn đã độc đấu, bằng hắn thực lực bây giờ, phần thắng có thế không có chút nào lớn. Lúc này, Snowy dẫn theo trường kiếm rốt cục đuổi tới, đối mặt cao hơn hắn lớn hơn rất nhiều huyết nguyệt lan nhân, ánh mắt hồn nhiên không sợ toàn thân trên dưới bộc phát ra chói mắt đấu khí quan mang trường kiếm đồng thời cũng quán chú đấu khí bắn ra toàn lực hướng phía huyết nguyệt lang nhân yêu bộ đâm tới hư osagu chung quanh thân thể bốc hơi lấy nhàn nhạt huyết khí mông lung hư ảnh tại bên ngoài thân như ẩn như hiện khát máu dưới trạng thái hắn không sợ hãi chút nào huy động cự trảo, đập vào Osagu trên thân kiếm. Đinh một tiếng thanh thúy tiếng kim loại vang, từ cự trảo cùng trường kiếm chỗ va chạm truyền đến, mình mong đấu khí ba động, chấn động đến Osagu cánh tay hơi tê tê, nhưng Osu cổ trường kiếm cũng bị quay chụp nghiêng về một bên, liền thân tử đều kém chút mất đi cân bằng. Lạc thạch thuật lạc thạch thuật thừa dịp Senowi cùng huyết nguyệt lan nhân giao thủ, này ngắn ngủi thời cơ, lai một bên để phong nguyên tố vòng quanh bản thân, thân thể nhẹ nhàng hướng lui về phía sau lại, một bên điên cuồng phóng ra lên lạc thạch thuật. Oanh! 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 Nổ thật to âm thanh tại trong đêm liên tiếp không ngừng mà vang lên, làm cho huyết nguyệt lan nhân từ đầu đến cuối không cách nào buông tay buông chân chiến đấu. Phong tường thuật! Cơ co một thanh âm quát nhẹ. Chung quanh cung tiễn thủ ngầm hiểu, bắn ra mấy chục đạo mũi tên, xuyên thẳng qua một mặt thanh sắc phong tường, hướng huyết nguyệt lan nhân mà đi. Sưu 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 đối mặt nhiều lần quấy rầy mũi tên, huyết nguyệt lan nhân càng phát giác tâm phiền ý loạn, miễn cưỡng tránh khỏi đến phía sau, ác hung hăng nhìn mắt cung tiễn thủ, cùng những nhân loại khác binh sĩ vậy. Chính hướng phía phương hướng của nó xông lại. Nó giữ tợn cười một tiếng, khát máu dưới trạng thái, chuẩn bị đi qua trước hút vài cái nhân loại huyết dịch. Lai đột nhiên vọc lên, tay cầm ma trượng nhẹ nhàng điểm một cái phía trước huyết nguyệt lan nhân, thấp giọng quát nói, lưu sa thuật. Lần này chỗ thi phóng lưu sa thuật là lai đoán phán huyết nguyệt lan nhân chỗ tiến lên phương hướng, hắn biết rõ huyết nguyệt lan nhân tại khát máu dưới trạng thái, sẽ càng chiến càng mạnh. Nhưng vốn cũng không nhiều lý trí, đồng dạng sẽ gặp phải ăn mòn. Quả nhiên, dưới chân mạng lớn thổ hoàng sắc lưu sa xoay tròn, bắt đầu nắm kéo ô su cổ thân thể hướng phía dưới lõm lúc. Nó mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng, không trăm lòng gầm thét một thanh âm, đồng thời ra sức dẫy dụa lấy. đúng lúc này, vô số mũi tên, cùng màu sắc ánh sáng xuất hiện các hệ ma pháp đều hướng phía huyết nguyệt lang nhân oanh tới. địa truy thuật, lạc thạch thuật, hỏa cầu thuật, phong nhận, thủy mâu thuật, hoa mỹ ma pháp, ngắn mũi đem đêm, đêm tối chiếu một mảnh sáng tỏ, rơi vào huyết nguyệt lang nhân trên thân, bạo phá ra từng đợt tiếng vang. khụ, khụ, huyết nguyệt lang nhân hai tay cơ bắp run rẩy nắm lấy nhất có uy hiếp chù y gai, tránh cho bị đâm trúng, lại mặc cho còn lại đông đảo ma pháp oanh tạc trên thân. Nhưng bầu trời cự thạch sắp rơi xuống. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ô su cổ huyết dịch khắp người đang điên cuồng thiêu đốt, cấp cho nó không tầm thường lực lượng, rốt cục tránh thoát lưu sa thuật lôi kéo. Nó nhảy lên thật cao, tốc độ thật nhanh, nhào về phía những cái kia đứng tại trên đá lớn cung tiễn thủ. Nhưng lại tại muốn sắp rơi xuống thời điểm ta có thế một tiếng hét thảm, nhưng từ huyết nguyệt lan nhân trong miệng truyền đến. Những cái kia đối mặt đã đến gần huyết nguyệt lan nhân, lòng có tử chí cung tiễn thủ thậm chí đều buông xuống cung tiễn, rút ra trường kiếm. Chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Nhưng mà theo bọn hắn chiến đứng thẳng trên đá lớn, đột nhiên dọc theo một cây dài 3 mét địa thứ, lấy hơi nghiêng góc độ, đâm trúng huyết nguyệt lan nhân yêu bộ. Ô ô máu tươi chảy ra ngoài trôi. Ngao ô huyết nguyệt lang nhân một tiếng hét thảm qua đi, thần sắc lại càng thêm điên cuồng, một trảo đem địa thứ đánh gãy, lập tức liền tiến lên đem đứng tại khối này trên đá lớn mười tên cung tiễn, như là đồ sát gà dê giải quyết, thậm chí còn miệng lớn gặm ăn huyết nhục, khát máu chữa thương. Ngươi chết đi cho ta. Senoi chạy tới, hai con ngươi đỏ bừng nhảy lên thật cao. Trường kiếm thiêu đốt lên tia sáng chói mắt, như là nắng sớm tảng sáng hắc ám, đem không gian bốn phía đốt tươi sáng, trùng điệp vung xuống. Mà huyết nguyệt lan nhân chỉ là duỗi ra huyết sắc cự trảo, chính là đỡ được Snowy nén giận một kích. Mặc dù thân thể của nó cũng có có chút lui lại, có thể nó đột nhiên phát giác, bên trái trên đá lớn có một hồi mịt mờ đích thổ nguyên tố ba động, cười lạnh. Còn muốn chơi một chiêu này? Vô dụng. Huyết Nguyệt Lan Nhân nghĩ lầm lai lại muốn lặp lại chiêu cũ, thông qua cự thạch, đến phóng ra địa đột thứ nhưng nó liếc qua lai phương hướng. Chính nhìn xem nó trào phúng cười một tiếng, liên tưởng đến đối phương quỷ kế đa đoan, đột nhiên trong lòng dân lên một cổ cảm giác không ổn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên đá lớn đích thổ nguyên tố ba động tiêu tán, nhưng lòng bàn chân của nó dưới lại lại một lần truyền đến khó chơi lúc vòng xoáy hấp dẫn. Phản phất một vũng mười mấy thước cái ao nhỏ màu vàng đầm, hóa thành vực sâu địa ngục, đem Osagu dùng sức kéo kéo. Ngươi hèn hạ! Osagu phẫn nộ gầm thét, đồng thời ra sức giãy dụa, nhưng yêu bộ đâm nhói, khiến nó cảm thấy vô cùng suy yếu, không có cơ hội, đi minh giới bồi chiến hữu của ngươi nhóm tố khổ đi. Những lời này là bởi Snowy trong miệng phát ra, nói chuyện đồng thời, hắn đã nhặt lên cung tiễn thủ nhóm trường cung, hướng phía mũi tên bên trên quán chú vô tận quan hệ đấu khí, kéo cung bắn tên. Cứ có thấy đây, cũng tay mắt lanh lẹ lần nữa phóng ra một phát phong tường thuật. Sưu, nồng đậm quan hệ đấu khí, bao vây mũi tên, bị Snowy nhắm ngay Osagu yêu bộ, bắn ra ngoài. Hỏa cầu thuật, phong nhận, thủy mâu thuật. Đánh chó mù đường cơ hội, người nào đều sẽ không bỏ qua. Chung quanh cầm trong tay kiếm thuẫn binh sĩ mặc dù nghĩ lại gần hỗ trợ, chỉ ở lai ra hiệu dưới, nhào nhào trắng ở ngoại vi, phòng ngừa bị huyết nguyệt lan nhân bắt lấy. Khát máu chữa thương. Osagu mắt thấy không có bắt nhân loại binh sĩ cơ hội, đối mặt phía trước lăng lệ mũi tên, tâm hung ác, hết sức chăm chú nhìn chầm chầm, chuẩn bị sử dụng hai tay ngăn cản. Nhưng mà... Vụt một tiếng, một phát địa thứ, theo nó bên cạnh trên đá lớn vọt bắn mà ra, trực tiếp đem phần eo của nó xuyên qua. Lần này là thật. Osagu hai con ngươi trừng trừng, thân thể đột nhiên mềm nhũng, mặc dù không có chết đi, nhưng chính là đoạn này ngắn ngủi một sát na, trước mắt quan minh mũi tên cũng xông phá nó hai tay ngăn cản, xuyên thẳng yêu bộ. Liên tiếp hai lần trọng thương, đều là trúng đích yêu bộ. Không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, huống chi mũi tên bên trên còn tôi hắc ô nhà chi thương độc dược, cho dù đối với tứ giai tồn tại, không cách nào giống đối phó cấp thấp thú nhân một dạng thấy máu tức tử, nhưng cũng có thể sinh ra nhất định phiền phức. Cảm nhận được huyết dịch lưu động cũng theo đó chậm dần, Osagu tuyệt vọng ngửa đầu mắt nhìn tròn trịa mặt trăng, suy nghĩ của nó cũng dần dần cứng đờ, hô hấp thô trọng. Tại trước khi chết một khắc, nó còn cảm giác được có một cái cấp một kỵ sĩ lao đến, cái này khiến nó nội tâm cảm thấy khuất nhục, chuẩn bị trước khi chết lại kéo cái đệm lưng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị quay người thời khắc, một mai chù y gai đem tay phải của nó đâm xuyên, khẩn cấp lấy một phát mũi tên đem tay trái của nó cũng xuyên qua, hai tay đành phải bất lực rủ xuống. Hai hợp một, đợi lâu rồi cảm tạ ngữ tại tác gia bên trong nha. Hôm nay không có thời gian sửa chữa chương 02, ngày mai lại đến hai canh đi. Cảm tạ điên cuồng đao tướng quân đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ stupidia đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ huyền đằng la đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ thư hữu 2022 07 02 09 1074 đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ thư hữu 202-200-33-132-14-6-924 đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ thư hữu 21.804-170-132-15.088 đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ Trung Quốc nông dân đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ thích ăn đậu ngọt mục nát đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ. quãng đời còn lại ca ca đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ tiểu lộc đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ thư hữu 20180. 6-27-11-1483 Đại lão ném một tấm nguyệt phiếu 4 6 Cảm tạ thư hữu 20-190-127-025-62-1590 Đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu Cảm tạ khai vô song cắt cỏ bên trong Đại lão ném một tấm nguyệt phiếu Cảm tạ nhân gian không đắc ý Đại lão ném một tấm nguyệt phiếu Cảm tạ khai vô song cắt cỏ bên trong Đại lão khen thưởng 1.500 khi đi ăn tiền Cảm tạ stupidia Đại lão khen thưởng 100 khi đi ăn tiền cảm tạ anh bớt lưu tư đại lão khen thưởng 100 kỳ an tiền cảm tạ thư hữu các đại lão phiếu đề cử ủng hộ. Phi thường cảm tạ. Tấu chương xong. Chương 155, Đại Chiến Xong tới kỵ sĩ chính là Túc Cơ, hắn anh dũng không sợ cầm trong tay trường kiếm lao đến, trong đầu nhớ lại phụ thân đại nhân từng tại chiến trường sinh tồn sổ tay bên trong đề cập tới, huyết nguyệt lan nhân tại khát máu lúc cùng kết thúc sau trong một khoảng thời gian, yêu bộ sẽ tương đương yếu ớt. Thế là, hắn cầm trường kiếm, hướng về phía cái này bộ vị một hồi loạn đâm, mặc cho suy 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 huyết hoa không được bên ngoài bốc lên, bắn tung tóe tại khôi giáp bên trên. Osagu tiếng nói ở giữa không tự kiềm hãm được phát ra từng đợt ngạch khoan đã khoan đã. Trầm thấp kêu thảm, nhưng thanh âm lại càng ngày càng yếu ớt. thậm chí đến sau cùng, huyết nguyệt lang nhân đều ngã nằm trên đất, túc cơ cũng động tác càng không ngừng ra sức đâm. được rồi, túc cơ, huyết nguyệt lang nhân đã chết, có thể thu tay lại. một hồi thanh âm nhàn nhạt bay tới. nghe vậy, túc cơ này mới dừng lại tay chân, đem cả người đẫm máu trường kiếm rút ra, lấy một loại người thắng tư thái, một chân dẫm tại huyết nguyệt lang nhân phần lưng, thở phào một hơi, nói rốt cục giết chết. Lai tay cầm ma trượng, khóe miệng mang theo mỉm cười, chậm rãi đi tới, hắn mắt nhìn trước một chút màn sáng. Thành viên gia tộc vượt cấp 3 trảm địch, vận mệnh giá trị 3, sau đó trong lòng thầm thở dài một thanh âm, không dễ dàng a. À, mặc dù mô phỏng bên trong nâng lên, lần này tao ngộ chiến sẽ đại hoạch toàn thắng, mà lại kết quả cũng giống nhau mô phỏng nói, cuối cùng lấy được thắng lợi. Nhưng quá trình này, có thể một điểm nhẹ nhõm thậm chí liền chính hắn đều kém chút vẫn lạc bao quát thủ hạ của hắn có chút sai lầm cũng là tổn thương thảm trọng chỉ có tự mình kinh lịch một trận chiến này mới biết quá trình là cỡ nào hung hiểm lai đầu óc nhớ lại vừa rồi toàn bộ quá trình chiến đấu rất rõ ràng bên trong có rất nhiều chi tiết hướng về có chút sai lầm liền sẽ mang đến toàn bộ chiến cuộc phá vỡ hắn hít vào một hơi thật sâu âm thầm ở trong lòng cảnh cáo bản thân phải cẩn thận a à. cho dù là mô phỏng bên trong cấp ra kết quả cũng không thể buông lỏng mảy may cảnh giác này hiện thực quỷ tích biến động rất có co giảng nếu là tự cho là sớm biết rõ kết quả chính là có chút lười biến, đổi khả năng tới là hoàn toàn không giống kết cục ha ha lai like. đang suy nghĩ gì đấy chúng ta đây cũng là đại hoạch toàn thắng cao hứng một điểm snowy đi tới đụng đụng lai like bả vai Lai lấy lại tinh thần, đem phát tán suy nghĩ thu hồi, cười nói, đúng vậy a, à, Senowi, chúng ta thắng. May mắn mà có ngươi lần này trợ giúp, nếu không chỉ bằng vào một mình ta, thật đúng là khó có thể ứng phó cục diện này. Ha ha, lời này quá khách khí. Senowi không để ý chút nào khoát khoát tay, nói, đi thôi, lần trước liên hợp hành động, không có cơ hội cộng ẩm thú tửu, lần này chúng ta rốt cục có thể uống chạm cốc. Như thế rất tốt. Tao ngộ chiến kết thúc về sau, tại lai mệnh lệnh dưới, đầu tiên là theo thường lệ tiến hành đối chết đi các binh sĩ mặc niệm lễ. Sau đó liền cắt thú tai. Kiểm kê chiến lợi phẩm. Sau cùng, mới là uống thú tử chúc mừng phân đoạn. Chỉ bất quá lần này chiến đấu, đại đa số thú nhân này thân trúng hắc ô nha chi thương độc dược, huyết dịch nhan sắc hỗn tạp một cổ đục ngầu màu đen, rất rõ ràng không cách nào uống. Chỉ có mấy cái thú người huyết dịch tinh khiết, cho nên mỗi người chỉ là tượng trưng uống một điểm, liền tại lai dẫn đầu dưới, thu đội bước lên trả lại đồ. Chi đội ngũ này lúc trở về, vừa vặn gặp phải hút nhật đông thăng, tảng sáng nắng sớm thắp sáng thương khung, đêm tối cứ như vậy đi qua. Tại trạm gác trước, bọn hắn nhìn xem không như che không như cản ánh rạng đông chậm rãi hiện lên ở chân trời, phía trước đen như mực quân sự thành lũy hoành triển gạt ra, quan mang chiếu rọi xuống giống như là từng cái trầm mặt cự nhân, chống cự thú nhân xâm lấn, cũng nên đón khải hoàng tướng sĩ. Xuyên qua tầng tầng trạm gác, lai đầu tiên là đi vào chính giữa chiến tranh tòa thành. Lần này, hắn không có nhìn thấy An Biru trưởng quan, nhưng cũng đem tình huống hồi báo cho phát trợ lý. Đồng thời, hắn còn xin phân phối 15 tên mới cung tiễn thủ, dưới tay hắn cung tiễn thủ vốn cũng không nhiều, đêm qua chiến tranh lập tức chết một nửa. Nếu là trễ bổ sung, thế tất sẽ ảnh hưởng cả chi đội ngũ chiến thuật tính đa dạng, cùng trực tiếp sức chiến đấu. Trở lại số một phó lâu đài, Lai mang theo túc cơ cùng Ray Lai, cùng Cơ Co, về tới ký túc xá. Đêm qua chiến đấu quá kinh hiểm, ta cảm giác có chút sai lầm, khả năng chính là một kết quả khác. Cơ Co ngồi tại trên mép giường, cho tới giờ khắc này, chung quanh toàn bộ là người một nhà về sau, mới trầm tĩnh lại, một mặt cảm khái nói ra, trước đó mặc dù nghĩ tới, chiến trường có thể sẽ rất hung hiểm nhưng đích thân thể nghiệm qua về sau thật đúng là một chuyện khác à à đêm qua chiến đấu chỉ sợ là lần này tới đến hẻm núi phòng tuyến hung hiểm nhất một lần ray lai cũng vẻ mặt nghiêm túc nói không sai mà lại trưởng quan ngươi hôm qua hành động cũng quá mạo hiểm một mình kiềm chế huyết nguyệt lang nhân nếu như chúng ta giải quyết cái kia tứ gia giả trư tốc độ của con người chậm một chút nữa khả năng ngươi liền chết tại cái kia tứ giai huyết nguyệt lan nhân trên tay. Túc Cơ một mặt nghĩ mà sợ, trong mắt lộ ra lo âu nồng đầm. Ha ha, đây mới là chiến tranh bị lực, không phải sao? Lai sau khi nghe, cười nhạt một tiếng, sau đó lại trấn an đám người, thắng bại sinh tử. Vẹn vẹn cách nhau một đường. Có khi nhìn như hung hiểm đến cực điểm, kỳ thật, lại hết thảy đều đang tính kế bên trong. Tối hôm qua kết quả nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên. Ta không tin. Cứ có hai tay khoanh ông nghi ngờ, hừ hừ nói, ngươi lại bắt đầu khoác lác, ngươi cho rằng ngươi là vận mệnh chi chủ. Biết tất cả mọi chuyện. Ngươi. Tốt nhất vẫn là ổn thỏa một điểm, bảo trụ tính mạng mình trọng yếu nhất, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Tốt, tốt, nhất định sẽ. Lai cười cười, nói xong câu đó liền ngồi trở lại trên giường, nhắm mắt lại mở ra hệ thống giao diện. Này mấy ngày kế tiếp, lại góp nhặt hơn 100 vận mệnh giá trị, lúc này tất nhiên rảnh rỗi, vẫn là theo thường lệ giữ lại 50 điểm là đủ rồi, còn lại bộ phận trước dùng xong lại nói. Phải chăng mở ra chân thực mô phỏng? Mỗi mô phỏng một ngày, tiêu hao một điểm vận mệnh giá trị, rõ. Không gian nhộn nhạo lên một từng cơn sóng gợn, lập tức lai liền lâm vào mô phỏng tu luyện cho đến hơn 100 lần mô phỏng phía sau. Chân thực mô phỏng kết thúc, thỉnh lựa chọn một hạng ngươi muốn giữ lại thuộc tính. một Thể chất hai, Đấu khí 3. Tinh thần lực Tuyển tinh thần lực Kết thúc về sau. Lai yên lặng thể hội phía dưới chỗ sâu trong ốc, không có quá biến hóa rõ ràng. Sau đó, hắn lại nghĩ tới bản thân lần trước đưa nó cho Anbiru làm ra nhắc nhở, dạ miêu nhân trong bộ đội trà trộn nhiều con lục giai huyết nguyệt lan nhân nhưng hắn cũng không biết là đối phương sẽ hay không an bài càng nhiều nhân thủ tiến đến nhằm vào huyết nguyệt lang nhân. ổn thỏa lý do, hắn quyết định lại tiến hành một lần mô phỏng nghiệm chứng. nếu như an bài không hợp lý, hắn sợ là nếu lại đi giao lưu một phen a phải chăng mở ra văn tự mô phỏng. mỗi mô phỏng một năm, tiêu hao năm điểm vận mệnh giá trị, vân. mô phỏng một năm. ghi lên lịch năm bốn trăm bảy mươi lăm, ngày mười lăm tháng tám, đêm khuya. Ngươi tiếp vào tình báo, tiền tuyến trận địa lọc vào thú nhân đại bộ đội nhân mã tập kích. Ngươi dẫn theo lĩnh 100 nhân thủ, theo Anbiru chỉ huy phó, tiến về trước đó biết được dạ miêu nhân đường tắt nơi hướng đến Mai Phục, bởi vì sớm vải khống chế nhiều tên cấp 6 cường giả, đối huyết Nguyệt Lan nhân triển khai vây quét, cuối cùng trận chiến đấu này lấy thắng lợi kết thúc công việc, ngươi bị nhớ một đại công. Ngày 19 tháng 8, Lorin mang thai. Ngày 24 tháng 8, Minna thuận sinh sinh hạ một cái nam hài. Gia tộc lại thêm một nhân khẩu, thật đáng mừng. Ngày 27 tháng 8, đêm khuya, ngươi đi theo đại bộ đội, hướng thú nhân trận địa khởi xướng tiến công. Ngày 30 tháng 8, chiến tranh kéo dài 3 ngày 3 đêm, chiến hỏa bay tán loạn. Bởi vì sớm chuẩn bị đại lượng thuốc giải độc tề, ngươi cùng thủ hạ của ngươi, trên thân tuy có nhiều chỗ vết thương, nhưng cũng may mắn còn sống sót xuống dưới. Ngày mùng 5 tháng 9, nghe nói An Biru chỉ huy phó, chuẩn bị đối thú nhân tuần tra bộ đội phát động tập kích, ngươi chủ động thân xin gia nhập. Đêm đó, tập kích thành công, ngươi chém giết hai con cấp 3 huyễn độc xà nhân. Cùng một đầu cấp 3 huyết nguyệt lan nhân. Ngày mùng 3 tháng 10, gần 2 tháng chiến tranh, chết ở dưới tay của ngươi vương tộc huyết mạch thú nhân đã có hơn 20 cái, ngươi tại hẻm núi phòng tuyến thú nhân trong trận doanh dần dần có một chút danh khí. Ngày 17 tháng 10, một lần nào đó tuần tra bên trong, bị thú nhân bộ đội đánh lén, trong đó hỗn hợp 10 con huyết nguyệt lang nhân, nhìn chầm chầm ngươi đuổi đánh tới cùng. Bởi vì sớm phòng bị, ngươi gọi tới cái khác chi đội trưởng tại phụ cận Mai Phục, cuối cùng đem đánh lén ngươi thú nhân bộ đội toàn diệt. Ngày 23 tháng 10 Tuần tra quá trình bên trong gặp được một thương nặng trinh sát chạy trốn, xưng phía sau có ba con cấp ba huyển độc xài nhân truy sát, ngươi dẫn đội trợ giúp, đem này phát thú nhân toàn bộ chém giết. Ngày 26 tháng 10, Junica đột phá tới học đồ ma pháp sư. Ngày 11 tháng 11, hẻm núi phòng tuyến Vương tộc huyết mạch thú nhân phản phất như thủy triều rút đi, chiến sự áp lực đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, người ý thức được trận này chiến trường chỉ sợ muốn đã qua một đoạn thời gian. Ngày 13 tháng 11, hẻm núi phòng tuyến tổng chỉ huy quan Avalon tuyên bố thú nhân Vương tộc huyết mạch bị đánh lui. Chiến tranh lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Đêm đó cử hành tiệc ăn mừng, ngươi thu hoạch công huân phong phú. Càng theo Avalon miệng bên trong biết được, lần này công huân chèo chống ngươi tấn thăng bá tước, dư xài. Ngày 17 tháng 11, Ryan đột phá tới học đồ kỵ sĩ. Ngày mùng 9 tháng 12, ngươi trở lại lãnh địa, theo thường lệ tìm hiểu tình huống lúc, lại nghe được một cái khiếp sợ tin tức. Hàng lưu phòng tuyến nghiên cứu ra một loại đặc thù độc dược, có thể để Á Long Nhân đánh mất chức năng tình dục. Bởi vậy, hàng lưu phòng tuyến tại tháng 10 phần lên, bạo phát một trận. Đại quy mô chiến sự, thậm chí bức bách một vị thánh giai Á Long nhân hạ tràng. Ngày 10 tháng 12, ngươi an bài Unica cùng Henry, mỗi ngày rút ra thời gian nhất định học tập luyện kim dược tề kiến thức căn bản. Ngày 11 tháng 12, hỏa cách đột phá tới ma thú thứ cấp. Ngày 15 tháng 12, tháng tư phần tới qua ngươi lãnh địa người ngâm thơ hát trong, mang theo phía đông lam duyên hải bằng hữu, đi vào lãnh địa của ngươi. Ngươi đổi đề tài, xưng bản thân đối hàng hải cảm thấy rất hứng thú, gọi đùa bản thân từ nhỏ mộng tưởng chính là làm một cái vua hải tặc, hướng hắn nghe ngóng phía đông lan duyên hải hải ngoại thế lực. Hiểu rõ đại khái hải ngoại tình huống về sau, ngươi thanh toán 200 kim tệ thù lao, đem hai người đưa tiễn. Kim Luân Lịch năm 476, ngày 25 tháng 7, đêm khuya, lãnh địa của ngươi tới một vị ngoài ý liệu khách tới, u đèo, đối phương còn mang đến một vị luyện kim đại sư. Ngươi nhiệt tình mời đối phương đến tòa thành làm khách, đối phương lại xưng muốn đến trong núi, ám văn ưng đã từng trong hang ổ đi xem một chút, ngươi vui vẻ cùng đi. Ngày 26 tháng 7, rạng sáng, các ngươi đến ám văn ưng đã từng hang ổ, cô lập đỉnh núi, phát hiện lại có 6, 7 con ám văn ưng ở trên núi xoay quanh phát hiện này để luyện kim đại sư mừng rỡ như điên hắn án lấy bờ vai của ngươi nói với ngươi ra kế hoạch của hắn hắn dự định ở chỗ này thiết trí một chỗ ám văn ưng trại chăn nuôi điểm mấu chốt ở chỗ túc cơ thu phục ám văn ưng đem hắn bồi dưỡng thành đầu ưng từ đó trưởng khống chỗ này ám văn ưng hang ổ đến tiếp sau hy vọng thu hoạch được liên tục không ngừng ám văn ưng từ đó nghiên cứu chế tạo nhằm vào á long nhân độc dược ngươi thêm chút suy tư liền đáp ứng đối phương thỉnh cầu Đồng thời ngươi đề nghị, hy vọng đối phương có thể chỉ đạo ra tay phía dưới luyện kim sư. Truyền thụ chút tri thức. Luyện kim đại sư tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi. Ngày 27 tháng 7, ngươi cùng U Đeo nói chuyện trời đất, hướng hắn phát ra mời, đối phương do dự một lát, cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi, nhưng xưng bản thân sẽ lâu dài ở trong núi, thủ hộ ám văn ưng hang ổ, đồng thời hứa hẹn ngươi nếu có nhu cầu, lúc nào cũng có thể sẽ xuống núi trợ giúp. Ngày mùng 1 tháng 8, tại luyện kim đại sư Cao Minh chỉ đạo dưới, Junica trở thành học đồ luyện kim sư. Ngày mùng 3 tháng 8, luyện kim đại sư lưu tại ngươi tòa thành, dạy bảo Henry, Ray Lai, cùng Tha Lét, ba người đã có một tuần lễ. Ba người có đại thu hoạch. Ban đêm hôm ấy luyện kim đại sư rời đi. Ngày mùng 4 tháng 8, Tha Lét đột phá tới nhất cấp ma pháp sư. Ngày mùng 5 tháng 8, Tha liền luyện chế ra hạ đẳng độc dược, trở thành chính thức luyện kim sư ngày mùng 6 tháng 8, Quy Lao tại tiệm thợ rèn rèn đúc trường kiếm lúc, Phúc Linh tâm trí, rèn đúc ra một thanh học đồ trường kiếm, theo mà trở thành học đồ thợ rèn. Ngày mùng 7 tháng 8, Ray Lai luyện chế ra hạ đẳng độc dược, trở thành chính thức luyện kim sư. Văn tự mô phỏng kết thúc, phải chăng tiếp tục mô phỏng? Không. Lai sau khi xem xong. Trong lòng lập tức an ổn rất nhiều. May mắn hắn phóng đại dạ miêu nhân bộ đội thực lực, mới khiến cho phía trên nhiều phái ra một chút cường giả, mặc dù chỉ huy phó là cấp 6 kỳ sĩ, nhưng hẻm núi chiến trường cấp 6 kỳ sĩ lại không chỉ Anbiru một người. Chỉ bất quá, những cường giả này đại bộ phận chỉ nghe theo tổng chỉ huy điều khiển. Trừ cái đó ra, thuận lợi giải quyết nhóm này dạ miêu nhân về sau, Anbiru cuối cùng là không có có thụ thương. Ngay tiếp theo đến tiếp sau quỷ tích cũng khôi phục bình thường, cùng bên trên lần trước gần như hoàn toàn giống nhau, chính là mấy ngày liền kỳ cũng không kém bao nhiêu. Lai trong lòng thầm khen. Mà lại lãnh địa bên trong ma pháp sư, tại vì kia hàng băng thành luyện kim đại sư chỉ đạo dưới, luyện kim dược tề phương diện đều có khác biệt trình độ đột phá, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Chính là liền Vanessa, cũng mang bầu hai thai. Chật chật chật, túc cơ gia hỏa này thật đúng là rất ra sức. Lai khóe miệng nhẹ nhàng câu lên một chút cười, mở mắt ra lườm phía dưới túc cơ thành viên gia tộc vượt một giai trảm địch, vận mệnh giá trị vì một thành viên gia tộc vượt cấp 3 trảm địch, vận mệnh giá trị 3 thỏa đáng lai like suy tư lúc, trước mắt lại là một hồi nhiều lần màn sáng. Không ngừng hiển hiện. a, à, lét bên kia lại có mới tiến triển. Không sai không sai. Cảm nhận được vận mệnh giá trị không ngừng mà gia tăng, lai like tâm thần thư sướng. Vài phút sau, này một đợt trực tiếp cho hắn tăng 20 điểm vận mệnh giá trị đoán chừng lúc trước tặng lễ vật làm ra tác dụng, mấy cái kia kỵ sĩ không ngừng chiếu cố tha lét. Lai âm thầm suy tư, một lát sau lại nghĩ, đã như vậy, dứt khoát đem này 20 điểm cũng dùng. Rất nhanh, Lai yên lặng vận chuyển lên dung lô minh tưởng pháp, tiến vào minh tưởng trạng thái. Một tuần lễ sau, ngày 15 tháng 8, ngày này, Lai hoàn toàn như trước đây trên giường minh tưởng. Cảm giác được trở ngại của hắn bình cảnh, đã bị hắn tiêu ma gần một nửa đoán chừng tiếp xuống một hai tháng chính là không sai biệt lắm a à. lai cảm nhận được gian phòng trở nên tối mờ liền kết thúc minh tưởng trong lòng yên lặng nghĩ đến gian phòng tia sáng càng ngày càng mờ mạng đêm cấp tốc giáng lâm sắc trời âm trầm sương mù mông lung thẳng đến trời triệt để đêm đen đến lai mới từ trên giường đứng dậy trưởng quan hôm nay chúng ta đi nơi nào tuần tra Túc cơ thu thập xong bọc hành lý, chờ xuất phát. Tạm thời chỗ đó đều không đi, ở chỗ này chờ lệnh. Lai đi đến bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ mây đen đóa đóa, hòa vào màu đen khó mà phân biệt. Lúc này, cơ co theo minh tưởng bên trong tỉnh lại, thần sắc dị dạng đứng người lên, đi vào lai bên người kề vai sát cánh. Đêm nay thật sẽ đại chiến sao? Đại chiến. Túc cơ ngu ngơ gãi đầu một cái, đột nhiên lại vỗ đùi, một mặt bừng tỉnh, nói, ta này đầu óc heo, suýt nữa quên mất lần trước bắt được dạ miêu nhân, xưng 10 ngày sau thú nhân còn có thể khởi xướng tổng tiến công. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào lai sau lưng, trưởng quan, ngươi cảm thấy này sẽ phát sinh sao? Ta cũng không rõ ràng, chờ đợi mệnh lệnh là được. Lai nói khẽ. Ray Lai lúc này cũng mở mắt ra, hắn lại được vừa luyện hóa xong một bình nguyệt huy dược tề, trong tay một lần nữa cầm một bình mới, trầm tư một lát, đem hắn bỏ vào trên giường. Vài phút sau, ông 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 đột nhiên một hồi mãnh liệt chấn động tiếng tại hẻm núi phòng tuyến phiêu tán, trải qua luyện kim trận pháp khuếch tán thanh âm báo động, truyền lại đến mỗi cả người chỗ quân doanh người trong tai. Cứ việc đã sớm biết giờ khắc này sẽ đến, Lai vẫn là ra vẻ chấn kinh, gấp tiếng nói, đây là cấp một cảnh báo thanh âm, nếu không phải thú nhân tổng tiến công, tuyệt sẽ không kéo bực này cảnh báo. Nhanh, khối xuống dưới tập kết. Lai vừa dứt lời dưới, túc cơ, rây lai, cờ co ba người liền đã thu thập xong bọc hành lý, đẩy cửa rời đi. Lúc này ngoại trừ tiếng cảnh báo, tòa thành trong hành lang tiếng bước chân cũng là lít nha lít nhít, khoảng cách gần dưới, nghe được ầm ầm như là nhịp trống tiếng vang. Lai hít vào một hơi thật sâu, nhìn ngoài cửa sổ mây đen, kéo dài hai ba phút. Chính là này thời gian ngắn ngủi, số một phó lâu đài người cơ hồ toàn bộ bộ hạ tầng lâu, chung quanh ngoại trừ tiếng cảnh báo không còn gì khác tiếng vang. Làm lai rời đi số một phó lâu đài, đi vào tập kết sân bãi lúc. Nơi này không còn ngày xưa trống trải, mà là trót thành người đông nghìn nghịt, chỉnh tệ tinh tế xếp thành từng cái phương đội. Một chút quét tới, thô sơ giảng lược đoán chừng, chỉ ít có mấy ngàn người. Mà Anbiru chính là đứng tại tất cả đội ngũ ngay phía trước, sau lưng còn cùng qua mười tảng ra hùng hồn khí thế kỵ sĩ, cùng ba vị thân mang trường bào che mặt ma pháp sư An ru cảm thụ được quanh quẩn ở bên tai không ngừng tiếng vọng tiếng cảnh báo một mặt thần sắc lạnh lùng nhưng trong lòng thầm nghĩ lai tình báo lại là thật mà lại thú nhân lần này thế công có thế hung mãnh nhiều a à. sau đó hắn tả hữu nhìn sang xem chừng người đã đến đủ sau cùng lại nhìn mắt lai vị trí nhìn nhiều hai giây thanh thanh giọng sau đó dùng âm thanh vang dội nói ra toàn thể đều có trải qua điều tra biết được Thú nhân chính hướng chúng ta tiền tuyến chạy đến, một trận đại chiến tức là sắp mở ra, vương quốc khảo nghiệm các ngươi thời điểm đến. Tất cả mọi người nghe ta chỉ huy, chi thứ nhất đội đến thứ hai chi đội, tiến về số 41 khu vực mai phục, thứ ba đến thứ tư chi đội, tiến về số 2 khu vực mai phục, thứ năm cùng thứ sáu chi đội, tiến về số 29 khu vực mai phục, các ngươi chủ yếu phụ trách chặn đường thú nhân tàn tật bộ đội. Những người còn lại cùng ta tiến đến cánh hồng quấy rối thú nhân bộ đội, nhớ lấy lấy kiềm chế tinh lực cùng hấp dẫn hỏa lực làm chủ, chớ ham chiến, tùy thời chú ý mệnh lệnh của ta. Binh quý thần tốc hiện đang hành động. Biểu An Biru thổi lên huyết sáo, làm réo vang tiếng vang chói tai kết thúc, chính là từng đợt nặng nề lại chỉnh tề có quy luật tiếng bước chân, theo tập kết sân bãi hướng phía hai cái trái phải phương hướng chạy đi. Anbiru sau lưng dẫn theo hơn 20 cái chi đội, biên chế chi đội cùng lâm thời chi đội đều bao hàm ở bên trong, tổng chia làm sáu đầu thật dài cánh quân. Phản phất một tấm màu đen cờ xí phiêu phiêu đảng đảng, cùng Anbiru bước chân một đường hướng Tây Nam chạy đi. Đông 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 dày đặc mưa đen xuyên qua tầng tầng trạm gác, tiến vào một mảnh dốc thoải, sau đó không lâu một đoàn người đi vào một chỗ bình nguyên, xuyên qua lúc trước lai tới qua hoa trắng bãi cỏ, tiếp tục về phía Tây đi về phía Nam tiến. Đội ngũ tiến lên tốc độ thật nhanh. Hơn một giờ về sau, đêm tối bao phủ xuống, phía trước xuất ra một đột ngột đứng vững sơn ảnh. Anbiru đưa tay phải ra, chỉ phía xa ngay phía trước, nơi đó một đạo kỳ quỷ sơn phong, cao hơn lanh lãnh đỉnh núi cặn kẻ thành một đầu tuyến ẩn vào bầu trời đêm ảm ảnh bên trong. Đối diện của hắn mảnh này trong vách núi có lấp kín cao hơn còn lại vách đá khổng lồ núi đá. Toàn bộ đều có, điều tra quả đen phong, thanh lý trên núi thú nhân. Anbiru hơi híp mắt lại, lôi ra phía sau một trương xích hồng trường cung, đem một mũi tên đáp ở phía trên. Trong khoảnh khắc, mũi tên bề ngoài hiện lên nồng đậm ánh lửa, có bồng bột đấu khí đang thiêu đốt. Sư, một chút, mũi. Tên bắn ra, tự như trong đêm tối mãnh liệt hỏa điểu, không sợ đánh tới khối kia vách núi treo leo khổng lồ núi đá. Oanh! nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, ánh lửa văng khắp nơi, phản phất pháo hoa tại bạo phá. A. 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 Từng đạo tiếng kêu thảm thiết mặc dù khinh đạm, nhưng lại liên tiếp truyền tới. Amedo, thiểm quan thuật. Anbiru cấp tốc nói một tiếng. Nhận được. Một thân khoác bạch bào lão giả, giữ lại một chùm dài nửa tất trâu ria, tay hắn cầm một cây vặn vẹo ma trượng, khẽ quát một tiếng, thiểm quan thuật. Lai lúc này cũng tại nhìn chăm chú ngay phía trước, vì kia lão giả áo bào trắng bắt đầu phóng ra thiểm quan thuật về sau. Lập tức chính là cảm nhận được bàn bạc bà quan nguyên tố ngưng tụ, lập tức đánh phía phía trước quả đen phong. Bá một chút, trước đó phương vách đá cự thạch làm trung tâm, bán kính trong phạm vi ngàn mét, trong nháy mắt trực sáng như ban ngày. Lai hơi hít mắt lại, cấp năm ma đạo sư thiểm quan thuật, quả nhiên so với đơn giản ngưng tụ một chút quan nguyên tố chiếu sáng, hiệu quả muốn mạnh hơn nhiều lắm a a ta lại là một tiếng hét thảm tại sáng ngời hoàn cảnh dưới phá lệ chói tai mượn nhờ thiểm quan thạch chiếu sáng hiệu quả một đoàn người có thể thấy rõ cự thạch hậu phương có hơn 10 người thú nhân che mắt điên cuồng tru lên bọn hắn cũng biết bị phát hiện không thể ngồi chờ chết che lấy mắt lão đảo hướng sau lưng cấp tốc chạy trốn anbiru khinh miệt một chút lần nữa đáp cung bắn tên lần này lại chú ý tới An Biru trưởng quan vừa bắt đầu chính là ba mũi tên tề phát, quán chú hỏa hệ đấu khí mũi tên, thô dày cột sáng như là súng phóng tên lửa. Nhưng mà này còn không có kết thúc, An Biru lần nữa kéo cung bắn tên, hai cây liên châu tiễn tề xạ mà ra, phát sau mà đến trước va chạm đến phía trước ba mũi tên. Chỉ thấy năm đạo mũi tên vậy mà tại không trung va chạm vào nhau một chút, cấp tốc cải biến phương hướng. Hung hăng cắm vào những cái kia dục phải thoát đi thú trên thân người, đồng thời kèm thêm oanh minh tiếng phá hủy. Trưởng quan, chúng ta phải chăng muốn lên đi vây quanh. Một thân xuyên áo giáp màu đen cấp 5 kỵ sĩ đụng lên tới hỏi. Không cần. Anbiru lắc đầu, nói, tiếp xuống, cơ sở khẩu lệnh đảo lại, đồng thời phối hợp ma thực. 29 xích viêm lưỡi thảo. Lai trong lòng cấp tốc phản ứng, cơ sở ám hiệu đảo lại, 319 là biến thành 29, vẫn là dạ miêu nhân trải qua mảnh này liên miên lưng núi. Xem ra ngay từ đầu Anbiru nói cánh hồng quấy rối, chỉ là ngụy trang một chút a. À. Tức thời, đội ngũ liền thay đổi phương hướng. Từ bỏ chính diện chiến trường, mà là hướng phía hướng chính tây tiến lên. Bọn hắn đã đi một hồi, dọc theo một đầu huyết tinh bờ sông không ngừng tiến lên, thẳng đến xuyên qua hát Sâm Lâm, trên đất bằng cây cối càng ngày thưa thớt, đến sau cùng hoàn toàn biến mất. Theo quả đen phong thông hướng 29 xích viêm lưỡi thảo lộ tuyến, so sánh phức tạp nhiều biến. Bọn hắn xuôi theo một đầu huyết tinh bờ sông bờ bắc, trụi lũi trải rộng hồng sắc nham thạch hạt trong đất xuyên qua, một đường nhìn thấy rất nhiều thú nhân cùng nhân loại thi cốt, sau đó không lâu lại xuôi theo một đầu uống lượng xuyên qua đường núi đi lên. Dọc theo khúc chiếc gặp gền đường mòn bôn ba mấy dặm. Lúc bóng đêm đi vào thăm trầm nhất thời điểm, bầu trời mây đen cũng tích lũy đến cực hạn, rơi ra một trận mưa to. Ao ào, ào ào vô số nước mưa như trân châu rơi xuống, từng đợt phong gào thét cạo đến thời điểm, nước mưa theo gió phiêu diêu, lại phản phất thành một trương thật lớn thật dày màn mưa, cấp tốc đem mặt đất ướt nhẹp, đem hắn trở nên lầy lội không chịu nổi. Mới vài phút, mỗi tên lính lòng bàn chân đều lây dính dày buồn, bọn hắn dọc theo đường núi quẹo thật nhanh công, bởi đường cái ngoặt phía bên trái một bên, bàn thăng vài vòng sau đi tới trên đỉnh đất bằng. Lúc này, lại quay đầu nhìn lại, vừa rồi bọn hắn trải qua địa phương, giống như thành vô cùng rộng lớn sơn cốc, hiện tại chân đạp, ngược lại thành một chỗ đất bằng. Trước mắt mặt đất, lại là một mảnh màu nâu hoang vu nơi hướng đến, nhưng lai một chút chính là nhận ra, lúc trước đối phó cái kia tứ gia dạ miêu nhân dốc núi, chính là tại phía trước cách đó không xa, dù cho mưa rơi rất lớn, hắn cũng có thể xuyên thấu qua ngân thạch màn mưa, nhìn thấy phía trước mông lung sơn ảnh. Hô hô gió lớn thổi loạn Anbiru màu đỏ tóc dài, hắn thuận thế quay đầu, nhìn Lai một chút, cái sau biến sắc. Nhẹ nhàng gật đầu. Đạt được xác nhận, Anbiru chỗ sâu tay phải, thủ thế một hồi biến ảo, đồng thời hô to, toàn thể đều có thổ hệ ma pháp sư, bắt đầu cấu trúc xuống núi động, đồng thời thanh để ý xung quanh vết tích. 8, 9 chi đội, đi tây nam phương hướng mai phục. 11 đến 10 năm chi đội Đi phía trước ngọn núi bên trong ẩn tàng. Cung Tiễn thủ cùng Phong hệ Ma đạo sư. Amedo, ngươi cùng Lâm thời chi đội. Nương theo lấy từng đầu mệnh lệnh ban bố xuống dưới, mấy ngàn người đội ngũ bắt đầu có quy luật hướng lấy tất cả cái phương vị chạy đi, lai thân là thổ hệ Ma đạo sư. Điều tạm thời gia nhập xây dựng mai phục nơi chốn trong đội ngũ. Hắn ngưng tụ tinh thần lực, hướng về phía một chỗ đất trống đích thổ nguyên tố tiến hành điều động. Bốn phía bùn đất bắt đầu tung bay, địa hình biến ảo, từng cái dưới mặt đất cái hố dần dần hình thành. Chiến trường ở trong hiệu suất là vua. Mười vài phút, vẫn là ban đầu bên kia địa phương, nhưng nhìn qua lại không có một ai. Lại không có ẩn dấu ở dưới mặt đất cái hố, hoặc là phía trước ngọn núi nội bộ, mà là theo Anbiru đội ngũ, đi tới mấy cây số bên ngoài. Lúc này tất cả mọi người dáng người thẳng đứng vững. Thần sắc trang nghiêm, lai cũng không ngoại lệ. Ước chừng sau một tiếng, một đạo người khoác ngụy trang thảo y trinh sát ở trong mạng đêm cấp tốc xuyên thẳng qua, đi tới An trước người, che miệng thấp giọng truyền mấy câu. Dù là khoảng cách gần lai, cũng nghe không rõ trinh sát nói thứ gì, nhưng hắn đại thể cũng đoán được, đơn giản là có quan hệ dạ miêu nhân bộ đội tình báo. Lúc này cho ra nhắc nhở, lai đoán chừng có rất lớn khả năng là dạ miêu nhân bộ đội sắp chạy đến. Quả nhiên, cơ hồ là trinh sát báo cáo kết thúc, quay người rời đi cấp tốc hòa vào màn đêm, Anbiru liền đưa tay làm ra thủ thế, tiến lên. Ngay sau đó, sau lưng bao hàm lai like ở bên trong, ba ngàn người đội ngũ liền cùng nhau đẩy về phía trước tiến. Sơn lĩnh lòng bàn chân là mùi máu tươi nồng hậu dày đặc khe nước chảy tràn. Bọn hắn đi vào một chỗ lẻ tẻ thảm thực vật trường sườn dốc, địa thế ở đây lên cao, hướng về phía trước liên miên thành một tuyến nhẹ nhàng tiểu sơn lĩnh. Khi đi tới sơn lĩnh chấp đỉnh, vừa vặn trông thấy, phía trước hắc có chút cực kỳ quỷ dị, giống như là một mảnh đại dương màu đen đang cuộn trào. Trong đó còn kèm theo một chút màu đỏ, cây rong. Lai liếc mắt liền nhìn ra, kia là thành quần kết đội dạ miêu nhân. Cùng trà trộn trong đó huyết nguyệt lan nhân. Tại phát hiện thú nhân bộ đội đồng thời, phía trước dạ miêu nhân tự nhiên cũng phát hiện quân đội nhân loại. Meo ô, meo ô, meo ô, từng đợt tréo vang tiếng kêu hội tụ vào một chỗ hình thành cực kỳ đặc biệt quái thanh, nhưng cổ này thanh thế to lớn, tự như đục ngầu đại hà. Gặp nhân loại bộ đội số lượng cũng không nhiều, dạ miêu nhân đội ngũ tự hồ là đạt được chỉ lệnh, từng cái hướng về phía trước mảnh vọt. Anbiru điều tạm thời án binh bất động, mấy giây sau đợi thú nhân quân đội tới gần, mới rút ra trường kiếm, dơ lên cao cao. Hồ to, toàn quân xuất kích, trong nháy mắt, tất cả mai phục lên đội ngũ, nhào nhào theo trong đất toát ra. Có đông tây hai bên toát ra kỵ sĩ, hung hãn không sợ chết khởi sướng tập kích, cũng có hậu phương mấy trăm tên cung tiễn thủ, sưu 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 bắn ra mũi tên. Đầy trời mưa tên rơi xuống, cùng bầu trời rơi xuống mưa to hỗn hợp lại cùng nhau, bắn về phía Dạ Miêu Nhân bộ đội. Ô ô ô ô lập tức kêu thảm liên miên âm thanh nhau nhau vang lên. Hai quân vừa thấy mặt, Dạ Miêu Nhân bộ đội bởi vì trúng mai phục, không kịp phản ứng, liền thương thế thảm trọng. Một đầu lục giai huyết nguyệt lang nhân muốn trách cả mí mắt. Rốt cuộc giấu không được, theo bộ đội bên trong nhảy lên thật cao, phản phất một cái vọt trời hầu sông về hậu phương cung tiễn thủ. Cùng lúc đó, có khác hai con huyết nguyệt lang nhân, cũng hướng phía Anbiru phương hướng đánh tới, chuẩn bị áp dụng chém đầu chiến thuật. Đột nhiên, trong bầu trời đêm lóe lên số đạo hàng mang. Lục đạo cường hãng đấu khí ba động, theo đông tây nam bắc bốn nơi hẻo lánh, cùng nhau toát ra, lóe ra hồng, bạch, lam, thành bốn loại sắc thái. Anviru cùng một vị khác lục giai kỵ sĩ, đồng thời bộc phát ra hỏa hệ đấu khí, trường kiếm đốt lửa cháy hừng hực, dọc theo dài 3 mét kiếm ánh sáng. Chính diện nên hướng hai con huyết nguyệt lang nhân. Mà phía sau, một đạo lóe lên màu trắng kiếm ánh sáng, cả người bộc phát quan hệ đấu khí, cùng một cái còn cuốn phong hệ đấu khí cấp 6 kỵ sĩ, cũng đều thần sắc lạnh lùng lao đến hai con huyết nguyệt lang nhân trong nháy mắt bị vây quanh ở chính giữa, mà bốn phía đều là cùng giai nhân loại cường giả. Tất nhiên dám khai chiến, chính là vĩnh viễn lưu tại này đi. Anbiru âm thanh lạnh lùng nói, một giây sau trường kiếm chính là bổ vào một đầu huyết nguyệt lang nhân trên móng vuốt, phát ra lên tiếng lên tiếng kim loại huyết dài. Sau đó lại là ba cổ kiếm khí, theo hắn phải, về sau, bên trên ba phương hướng theo sát lấy đâm tới. Chói mắt đấu khí quan mang, đem đằng sau trụi lũi dốc núi chiếu sáng loáng bốn cùng một đợi lâu rồi tương đương với bình thường hai canh cảm tạ ngữ tại tác gia bên trong nha cảm tạ gia chi tâm đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ thủy nguyệt u âm thanh đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ diết chết đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ phản ứng trì động đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ thư hữu một nghìn năm trăm linh năm một năm không không bốn không năm bảy không ba một đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ này biệt danh đã đăng ký đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ oscar sáu 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 đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm Tạ ngũ gật cá đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ có lẽ hung ác bất đắc dĩ đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ khai vô song cắt cỏ bên trong đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ châu vê đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ thảo. Tin không đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ khai vô song cắt cỏ bên trong đại lão khen thưởng 1.500 kỳ đi an tiền cảm tạ thư hữu các đại lão phiếu đề cử ủng hộ, phi thường cảm tạ. chương 156, hắc mãn chi vẫn. Ghê tởm, trúng nhân loại mai phục. Bên phải huyết Nguyệt Lan Nhân phẫn nộ nói, Saru, người ta trước liên thủ, giải quyết một nhân loại cường giả. Bên cạnh được xưng Saru huyết Nguyệt Lan Nhân sử dụng hành động đáp lại, thật dài địa, ngao ô, rít lên một thanh âm, cả người tức thời sáng lên huyết sắc quang mang, cánh tay, đùi các bộ vị cơ bắp cũng có chỗ bành trướng, tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều, sói đói nhào về phía Anbiru chức lãng trảm. Anbiru khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay vung ra một mảnh đấu khí biển lửa, điên cuồng lan tràn, đem không khí nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên vô số lần. Nhưng Saru hồn nhiên không sợ, hai tay giao nhau hiện lên thập tự tắm trắng, đối cứng lửa cháy hải thiêu đốt, vọt tới vung ra một trảo, nặng nề mà vỗ xuống. Đông Anbiru ánh mắt lạnh lẽo, cánh tay trái nâng thuận đón đỡ, nhưng trời sinh tố chất thân thể khác biệt dưới, để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bị một cổ cự lực oanh kích, thân thể rút lui nửa bước. Toàn phong thứ Có được phong hệ đấu khí đại địa kỳ sĩ, thân thể nhanh như mị ảnh, trong sáu người chỉ có tốc độ của hắn nhanh nhất, trên không trung lơ lửng không cố định, so với huyết nguyệt lang nhân cũng tương xứng. Tay hắn cầm tế kiếm. Mũi kiếm ra điểm cuối xoay tròn ra tựa như xoắn ốc khí lãng, cả người cơ hồ là một đầu thẳng tắp phong chi bức xạ, đâm về phía sa gu cổ hồng. Saru sắc mặt lộ ra nồng đậm kiên kỵ, hậu phương kình phong, khiến nó như có gai ở sau lưng. Nếu như đơn đã độc đấu, cho dù là phong hệ đại địa kỵ sĩ, hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng ở vào bị vây công trạng thái, so sánh hệ khác đừng, nhiều ra ở một cái tốc độ không kém hơn nó phong hệ đại địa kỵ sĩ, chính là phiền phức nhiều hơn. Là lấy nó không dám đón đỡ, hai chân đầu gối có chút uống lượng, lập tức dùng sức đạp một cái, liền nhảy lên thật cao lại chạy tới quấn quýt lấy nhau đại quân loài người cùng thú đại quân người chính trên không. Sau đó đáp xuống. Không thể để cho nó xông đi vào, nhất định phải ngăn lại hắn. Anbiru kích động quát, ngữ khí cũng mang theo nồng đậm lo lắng. Lúc này, vọt giữa không trung Saru nghe được Anbiru vội vàng, nhếch miệng lên tùy ý dáng tươi cười. Tại nó nghĩ đến, thân là vương tộc huyết nguyệt lan nhân, trong chiến tranh có không gì sánh được ưu thế, chỉ cần có đông đảo tạp binh cho nó khát máu, nó liền có thể càng chiến càng mạnh. Đối mặt nhân số đông đảo đại địa kỵ sĩ vây quét, nó cho rằng sử dụng loại phương pháp này hao tổn. Mới có càng lớn phần thắng. Mà Anbiru ngăn cản lời của nó, càng là kích thích đầu của nó hưng phấn, tăng nhanh lao xuống tốc độ. Chỉ là cuối vọt tới một nửa, cách mặt đất còn có ước chừng 10 mét khoảng cách lúc. Phía dưới lít nha lít nhít đóng người bên trong, đột nhiên toát ra hai cái cấp 6 đại địa kỳ sĩ, vùng ra sáng chói kiếm ảnh, tản ra khí thế bàn bạc, theo hai cái trái phải phương hướng hướng nó giáp công. Đắc ý quên hình phía dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị, Sagu khó khăn lắm sử dụng móng trái chặn bên trái một thanh trường kiếm, nhưng bên phải một thanh trường kiếm lại trực tiếp đâm trúng cái hông của nó. Tức thời, một cổ kịch liệt đau nhức từ thần kinh cuốn tới. Ngạch! a, à. Sagu sắc mặt biến đổi lớn, hai mắt trừng trừng, cảm nhận được một cổ kinh khủng độc tố tại thể nội khuếch tán, liền thân thân thể cũng liên tục trung rẩy, nó đại miệng phun ra một vũng máu tươi, lại phát hiện hỗn tạp chút màu đen nhánh. Ánh mắt lại nhìn về phía chui này đâm trúng nó trường kiếm, chỉ thấy mũi kiếm có một vệt màu đen đặc, trung giai độc dược, hắc mãn chi hôn. Hắc mãn chi hôn, đồng dạng là trung giai độc dược bên trong nổi danh nhất một loại, nó địa vị tương đương với cấp thấp độc dược bên trong hắc ô nha chi thương, đối với trung giai vương tộc thú nhân cũng có được trí mạng uy hiếp. Chỉ bất quá, hắc mãn chi hôn độc tính cực kỳ khủng bố, hắn tài liệu cần thiết, cùng độ khó luyện chế, đều so với hắc ô nha chi thương cũng khó khăn rất nhiều, bởi vậy sản lượng cũng là đột nhiên giảm bớt. Hắc mãn chi hôn phối phương, tại ghi lên vương quốc là chân chính chỉ có vương thất nội bộ, rải rác mấy người nắm giữ, thuộc về tuyệt mật luyện kim dược tề phối phương, theo không truyền ra ngoài. Không giống hắc ô nha chi thương, Mặc dù cũng là cơ mật, nhưng trình độ trọng yếu hơi thấp, vương quốc tất cả phòng tuyến luyện kim công xưởng. Liện có tư cách nắm giữ luyện chế. Cho nên tại hẻm núi phòng tuyến, Hắc Mãn chi hôn cho tới bây giờ đều chỉ dùng cho đối phó vương tộc thú nhân. Giống Ngưu Đầu Nhân, Giả Trư Nhân chi lưu trung giai thú nhân, căn bản không đáng lãng phí Hắc Mãn chi hôn. Giờ phút này, bá đạo Hắc Mãn chi hôn hiện ra kinh khủng một mặt, chỉ thấy Sa Gu cả người lông đỏ nguyên bản sáng ngời tơi xốp nhưng trong nháy mắt thành cho bụi nhăn nheo mau sắc, nhìn xem cho nó hạ độc nhân loại, ánh mắt phẫn hận vô cùng. Nhân loại Giảo hoạt Trong miệng nó bốc lên huyết hoa, Đức Quảng nói, thậm chí còn nghĩ vung ra móng phải trả thù. Nhưng mà thân thể nó lung la lung lay. Liền giữa không trung thân hình đều khó mà duy ổn, cự trảo vừa mới vung ra, chính là bị bên phải tới một kiếm chặt đứt. Xoẹt. Đỏ thẩm hỗn tạp máu bắn tung tóe. Một đầu dài một mét huyết sắc cự trảo, cao cao ném đi, rơi xuống tại chiến trường, nện vào một nhân loại binh sĩ trên trán. Này binh sĩ đầu bị nện tại chỗ một phần sáng, bị ngay phía trước một đầu dạ miêu nhân sau khi thấy, thần sắc vui mừng, liền muốn nhào lên biến mất đối phương yết hầu. Nhưng khi nó nhìn thấy đến rơi xuống huyết sắc cự trảo, lại lập tức kinh đến. Nó nhìn qua làm sao giống tác lỗ đại cánh tay của người. Meo ô nó hoảng sợ rống lên một thanh âm. Phu phu phía trước cách xa trăm mét vị trí, lại như có một đạo thân ảnh màu đỏ ngầm trùng điệp rơi xuống. Cái này giả dạ miêu nhân thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó bị dọa sợ đến thân thể đều có chút phát run, tác lỗ đại nhân, vậy mà chết rồi. Mà nhân loại binh sĩ lấy lại tinh thần, trông thấy huyết nguyệt lang nhân bị tư gia trưởng quan liên thủ giải quyết một đầu, lập tức sĩ khí càng ga bông hơn đột nhiên tràn đầy. Kia kiệt ta doanh, nhân loại binh sĩ tràn đầy đấu chí. Hay ha! Hắn phát ra trống to một tiếng, trường kiếm quán chú đấu khí, một tay lấy trước mắt dạ miêu nhân chém thành hai khúc. Một màn này tình hình, tại toàn bộ chiến trường nhiều chỗ, đều có trình diễn. Theo Saru tử vong, từ không trung rơi xuống, quân đội nhân loại bên trong toát ra số lượng đông đảo cấp 6 đại địa kỳ sĩ, dạ miêu nhân bộ đội sĩ khí đại giảm. Mà phe nhân loại khí thế như hồng, Đống lên một tiếng một không ngớt vang vọng triệt để nghiền ép dạ miêu nhân dạ miêu nhân bộ đội bắt đầu có binh bại như núi đổ khuynh hướng trước khi chết quái dị tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nếu như khung cảnh bên trên chỉ có mấy tên cấp 6 đại địa Kỵ sĩ hơn ngàn quy mô dạ miêu nhân đồng thời không e ngại nhưng ngoại trừ những này cấp 6 đại địa Kỵ sĩ lúc này trên trận còn có số lượng càng nhiều nhân loại binh sĩ hai bên kết hợp để dạ miêu nhân trong lòng cảm nhận được áp lực nặng nề. Địa truy thuật Địa đột thứ Lưu sa thuật Lai nhìn chấp sau lưng huyết nguyệt lang nhân cường giả vẫn lạc, tâm thần cảm thấy phấn chấn, và tóc phóng ra vài phát ma phát. Thổ hoàng sắc lưu quan địa thứ cùng chù y gai, tinh chuẩn mà đâm về dạ miêu nhân, đồng thời lưu sa thuật hình thành vòng xoáy cũng tại mỗi giờ mỗi khắc hạn chế dạ miêu tốc độ của con người, đem hắn nhất có ưu thế một hạng đưa nó cho bóp chết đi. Mèo ô. Có ba con dạ miêu nhân tại đối phó những nhân loại khác binh sĩ. Nhưng trong miệng tiếng kêu lại càng thêm nhiều lần. Đột nhiên. Bọn chúng tự như thương lượng xong, cùng nhau bước ra vọt lên, nhào về phía lai vị trí chỗ ở thân thủ bén nhạy dạ miêu nhân, là chiến trường ưu tiên giải quyết đối tượng. Mà có thể ảnh hưởng địa hình thổ hệ ma pháp sư, đồng dạng cũng là trong thú nhân cái đinh trong mắt vài đạo hàng quan tại trong bóng đêm như ẩn như hiện. Âm. 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 Ba đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, nguyên lai like sớm có kỵ sĩ tại phụ cận trong chừng lai, like. dù cho đối phó dạ miêu nhân, cũng rút ra một tia tinh lực lưu ý lấy lai. Like. Vị trí Cho nên một thấy có người muốn vây giết lai, like, liền ngay cả bận biểu tiến đến trợ giúp thủ hộ ba mặt nặng nề tắm trắng, cùng dạ miêu nhân móng vuốt thật va chạm. Ba con dạ miêu nhân không trung bay rớt ra ngoài, tối tầm con ngươi trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý, trong miệng còn phát ra trầm thấp tiếng trống. Làm lai chuẩn bị lần nữa ngưng tụ tinh thần lực, phóng ra địa đột thứ hoặc địa trùy thuật lúc, nơi xa một đầu ngũ gia dạ miêu nhân, mắt nhìn Anbiru phương hướng, trong mắt lộ ra không cam lòng cùng phẫn hận, dương thủ phát ra một thanh âm thật dài réo vang, mèo ô, đây là thú nhân mà nói, rút lui. Âm âm lập tức. Bao quát lai thân thể ngay phía trước, cùng với khác các nơi tối như mực một mảnh dạ miêu nhân quân đội, nhau nhau giống như thủy triều lui bước. Ngay sau đó lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lai vội vàng quay đầu, hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một cái khác thân hình khổng lồ huyết nguyệt lan nhân, bị ba tên nhân loại cường giả cầm trong tay ba chi lợi kiếm, theo chính diện cổ họng phía sau lưng, cùng phía bên phải xương sườn ba nơi hẻo lánh, cùng nhau đâm xuyên. Đương nhiên, cũng có hai tên nhân loại cường giả, trên thân đều có một chỗ vết cao. Nhưng so với huyết nguyệt lan nhân thảm trạng, căn bản không tính là gì nghiêm trọng thương thế. Anbiru nhìn xem lui bước dạ miêu nhân bộ đội, phản phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, lập tức hô to, truy kích dạ miêu nhân bộ đội. Lai biến sắc, nhìn phía trước kỵ sĩ đội ngũ, trùng trùng điệp điệp đi theo màu đen thủy triều đuổi theo hắn vội vàng tìm phía trước túc cơ thân ảnh rất nhanh hắn liền thấy được dáng người khôi ngô túc cơ tại kỵ sĩ đội ngũ sau cùng phương tốc độ chạy tương đối chậm chạp hắn mỗi nhìn thấy một đầu trọng thương ngã xuống đất không hề chết hết dạ miêu nhân đều sẽ đi lên bổ một đao thu hoạch tính mệnh thấy một màn này lai nhẹ nhàng thở ra xem ra túc cơ còn không quên trước đó hắn từng cấp cho nhắc nhở Ray Lai cũng là ma pháp sư, khoảng cách Lai vị trí không tính quá xa, bên phải 30 mét chỗ, Lai nhìn sang thời điểm, vừa vặn nên tiếp Ray Lai ánh mắt. Lai đầu tiên là quay đầu, ánh mắt quét phía dưới những cái kia, trọng thương ngã xuống đất dạ miêu nhân, sau đó lại cho một cái Ray Lai, ngươi hiểu được, ánh mắt. A. À. Ray Lai ngầm hiểu, khẽ gật đầu một cái. Bắt đầu ngưng tụ thủy mâu thuật, hướng về phía những cái kia nửa chết nửa sống dạ miêu nhân bổ đao, thay lai thu hoạch vận mệnh giá trị bởi vì đánh một trận thắng trận lớn cũng không ai chú ý điểm ấy chi tiết nhỏ có thể để túc cơ cùng ray lai an tâm tại đội ngũ đằng sau thu hoạch lên tàn huyết dạ miêu nhân thành viên gia tộc vượt một giai trảm địch vận mệnh giá trị một thành viên gia tộc vượt cấp hai trảm địch vận mệnh giá trị hai thành viên gia tộc vượt cấp ba trảm địch vận mệnh giá trị ba rất nhanh lai trước mắt liền bắt đầu tiếp tục không ngừng mà mạng sáng hiển hiện từng đầu nhắc nhở khung bắn ra tốc độ, nhưng so sánh tha lét sự quyết thú nhân tù binh nhanh hơn nhiều. Sau một tiếng, truy kích kết thúc, lai mắt nhìn vận mệnh giá trị, 159, một cục. Một hồi vừa lòng thỏa ý, nguyên bản hắn chính là có hơn 50 điểm dự trữ, mà đêm nay một trận chiến này có thể trọn vẹn cho hắn cung cấp 100 điểm tả hữu vận mệnh giá trị. Nếu như mỗi ngày đều có đại chiến như vậy, Lai tin tưởng không đủ một tháng, liền có thể góp đủ thỏa mãn đột phá vận mệnh giá trị nhưng rất đáng tiếc, nếu như đại chiến như vậy mỗi ngày đều có, thú nhân cùng nhân loại đã sớm quyết ra thắng bại, không phải ngươi diệt vong, chính là ta chết tận. Vòng không đến bây giờ hắn tại hẻm núi phòng tuyến chém chém dết dết. Trước khi trời sáng tỉnh mịch thời khắc, đội ngũ áp lấy thú nhân tù binh trở lại mai phục nơi chốn, tuyên cáo lần này nhiệm vụ kết thúc. Phía dưới binh sĩ, uống thú tử chúc mừng, reo hò, tâm tình vui sướng giàu dạt tại trên mặt của mỗi người. Phía trên trên sườn núi, đều đứng đấy vài vị khí thế cường hãn đại địa kỵ sĩ, lẫn nhau giao lưu. Anbiru, ngươi lần này có thể lập đại công A, như thế số lượng dạ miêu nhân, nếu là đến chính diện chiến trường, sợ là có thể tạo thành phiền toái không nhỏ. Có được phong hệ đấu khí cấp 6 kỵ sĩ nói ra, bị chúng ta giải quyết vòng này, tuyệt đối nghiêm trọng ngăn trở thú nhân tiến công kế hoạch. Sơn Giác, lần này cũng may mà các ngươi viện trợ, nếu không những này lục giai huyết nguyệt lan nhân, sợ là muốn hỏng rồi đại sự. Anbiru một mặt cảm khái, nói ra, bất quá, thú nhân mà ngay cả lục giai huyết nguyệt lan nhân, cũng bỏ được phái đi nơi đây, nói rõ thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Này hẻm núi phòng tuyến, sợ là tổng cộng cũng không có mấy cái lục giai vương tộc huyết mạch a. Ha ha, kia là tự nhiên, vương tộc thú nhân sinh dục xuất so với nhân loại chúng ta thấp rất nhiều, chính là liền tiếng giai tốc độ cũng rất chậm chạp, bọn chúng đơn giản là chiếm tuổi thọ lâu dài, mới có thể cùng nhân loại chúng ta chống lại. Sông thoải mái cười to, nói, cho nên, càng là tổn thất cường đại vương tộc huyết mạch, đối thú nhân mà nói liền càng là khó chịu. Đúng là như thế. Anbiru mỉm cười. Đúng rồi, Anbiru, ngươi lần này tình báo là từ đâu tới? Chiến đấu đều đã kết thúc, hiện tại nói cho chúng ta biết đi. Một cái hán tử vai u thịt bắp, giữ lại một mặt trâu quai nón, cầm trong tay một thanh rộng lớn lam sắc cự kiếm, theo giữa sườn núi nhảy tới, hiếu kỳ hỏi. Tami, tình báo là thủ hạ ta một vị ma đạo sư nói cho ta biết, bao quát thú nhân khởi xướng tổng tiến công, cùng dạ miêu nhân có quan hệ tình báo, đều đến từ hắn một người miệng. Anbiru ngữ khí có chút tự hào nói. Ồ, còn lại vài vị cấp 6 kỳ sĩ, cũng đều nhích lại gần, thần sắc đều có hiếm lạ là amedo vẫn là gloria hay là ha ha đều không phải là Anbiru cười lắc đầu là một cái gọi lai tân tấn ma đạo sư từng may mắn ăn vào quá huyết mạch dược tề ngô có điểm tên xa lạ vét câu mày nói lai mi tráng hán điều lộ ra một mặt trầm tư suy nghĩ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói ra ta nhớ ra rồi Trước đó giống như đã nghe qua, này người thật giống như là trước đây ít năm, tấn thăng quý tộc. Không sai, chính là vị kia. Thật hâm mộ à? Sông Z thổn thức cảm khái nói. Ta miên nghiêng đầu nhìn về phía sông Z, nói, hâm mộ hắn dùng qua huyết mạch dược tề. Hoàn toàn chính xác, loại này vận khí xác thực để cho người ta hâm mộ. Nhà không, ta cũng không hâm mộ cái này, bởi vì thiên phú của ta cũng không kém. Chỉ là đáng tiếc chính ta, nhiều năm trước vừa bị kiểm trắc tra thiên phú, chính là mơ mơ hồ hồ ký quân đội văn tự bán mình. Mặc dù có thượng hảo hô hấp pháp, đấu kỹ, cùng đại lượng tài nguyên miễn phí cung ứng. Nhưng, đời ta cũng không có cách nào thoát ly chiến trường, trở thành một tên quý tộc đi. Sông Z có chút đáng tiếc nói ra, tự như một hồi phiêu giật phong. Lại bị trói buộc tại một góc nhỏ, không có tự do. Hai hợp một đợi lâu rồi cảm tạ ngữ tại tác gia bên trong nha cảm tạ lưu lại thiên vọng vũ đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ ẩn trong khói cô buồn đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ thất ném đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ ma pháp ngàn ca đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ đần để cho người ta thương tâm đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ xoáy xoắn ốc thật thơm trư đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ tam quan chính sách ta phải theo luật thôi đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ thôi miên một trăm hai mươi ba đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ theo gió phiệt hỏa trục đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ hiểu tất tử trị đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ thư hữu hai ba đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ si di thiên thương đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ nhân sinh chi dấu vết đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ thư hữu bốn đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ chân thành tha thiết khói chiều đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ rừng mặt trần đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ tự ngạo đại lão khen thưởng ba trăm kỳ đi an tiền cảm tạ thư hữu các đại lão phiếu đề cử ủng hộ Phi thường cảm tạ Chương 157 Bàn Long a à, Nguyên lai like ngươi nói là cái này Albiru Lông mày nhíu lại Nói xông giác Không nên quên Trong quân cũng có tấn thăng con đường Chỉ cần có thực lực Có công huân Sẽ không thiếu khuyết vinh dự cùng địa vị Mà lại Ngươi cảm thấy bằng chính bản thân thiếu đi quân đội các loại tài nguyên cung ứng, có thể đạt cho tới bây giờ thành tựu. Lại có thể trốn được ngay lúc đó lần kia nguy cơ. Sống đến bây giờ. Sông giác sau khi nghe, nhếch miệng, lại đối với cái này giữ im lặng. Ha ha ha, Anbiru, Sông giác chỉ nói là nói lời trong lòng, không cần để ý nha. Huống hồ. Người nào lại nguyện ý cả một đời đều đợi tại chiến trường đâu này. Một cái khuôn mặt sạch sẽ thân mặc đồ trắng khôi giáp mặt trắng nam tử, cười đi tới. Ô! Không nên quên, ta có thể là tự do thân gia nhập quân đội. Nếu như ta nghĩ, tùy thời đều có thể rời đi. Nhưng là, ta nói qua đời này đều sẽ lưu tại chiến trường, trừ phi. Thú nhân có một ngày chết hết. Anbiru thần sắc hơi trầm xuống, nhìn xem đâm đầu đi tới nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Chật chật, không hổ là chỉ huy phó, loại này giác ngộ thật là khiến người ta kính nể. Thân mặc đồ trắng khôi giáp nam tử giơ ngón tay cái lên, nhưng ta cho rằng, cho dù là chúng ta đều chết sạch, thú nhân cũng sợ là không dễ dàng như vậy chết hết a. À. Lan qua, không thử một chút, lại làm sao biết đâu này. Anbiru ánh mắt lạnh lẽo. Được xưng lan qua nam tử, đón Anbiru lặng lẽ nhìn chăm chú, cũng không dám ở nơi này đề tài bên trên nhiều lời. Chỉ là nhún vai, không nói nữa. Một lát sau, Anbiru thở dài, xoay người nhìn qua phía dưới quân đội, quát to, thu đội. Như vậy, cáo từ, Tam Tammy trầm trầm nói, tổng chỉ huy nói, nơi này nhiệm vụ kết thúc, bên kia còn cần chúng ta trở về. À, đi đi. Anbiru nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Năm đạo đấu khí quang mang lấp lánh, hóa thành từng đạo hồng quang, nhanh chóng tốc độ rời khỏi nơi này chỉ còn lại Anbiru một người lẻ loi trơ trọi đứng tại trên sườn núi. Ánh mắt của hắn quét mắt trải rộng thi thể chiến trường, trầm mặt một lát, thẳng đến trông thấy mấy trăm mét bên ngoài lai, mới trong ánh mắt nhiều chút thần thái. Anbiru thả người nhảy lên, sau đó chậm rãi đi lên trước, một cái tay đập vào lai trên bờ vai, cái sau mới đột nhiên phát giác thân sau đó người, quay đầu nhìn lại, vội vàng cung kính nói, Anbiru trưởng quan. À, lai, lần này nhờ có ngươi. Anbiru mặt mũi tràn đầy vui mừng, tại Lai trên bờ vai nhiều quay chụp mấy lần, tình báo của ngươi rất trọng yếu, mà lại tới cũng kịp thời, lần này ngươi lại dựng lên một đại công a. À. Lai Khiêm Tốn nói, thuộc bổn phận chức trách thôi. Ha ha, ta đơn giản đoán chừng dưới, bằng ngươi cống hiến, tăng thêm thực lực của ngươi, đã thỏa mãn tấn thăng bá tước điều kiện. Anbiru một đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Lai, nếu như ngươi nghĩ, chờ lần này chiến tranh kết thúc, liền có thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Tạ ơn trưởng quan. Lai thanh âm to. Ha ha, đều là ngươi nên được. Anbiru không để ý chút nào cười cười, ánh mắt nhìn ra xa hướng vừa vừa rời đi vài tên kỵ sĩ, nói khẽ, Lai, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trưởng quan mời nói. Ngươi đi vào hẻm núi phòng tuyến, lựa chọn đối kháng thú nhân, là vì cái gì? Lai trầm mặt một lát. Trả lời, vì những cái kia không thể tác chiến người mà chiến cùng từng vì ta tác chiến người mà chiến thoại âm rơi xuống cảnh hoàn tàn khắp nơi chiến trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh câu nói này phản phất có thần bí ma lực để chung quanh nghe được binh sĩ lập tức nghiêng đầu lại kinh ngạc nhìn lai chính là liền anviru thần sắc cũng một nháy mắt trở nên chấn kinh xuất thần nhìn nơi khác ngắm lấy phương xa bầu trời đầu óc không ngừng trở về chỗ lời nói này Cuối cùng hắn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt xuất thần tự lẩm bẩm, vì những cái kia không thể tác chiến người mà chiến. Cùng. Từng vì ta tác chiến người mà chiến. Tốt vài phút sau, Anbiru mới một lần nữa ngắm nhìn Lai, chẳng lẽ không phải vì kiến công lập nghiệp, tấn thăng tước vị. Đây chẳng qua là ta nên được. Lai bình tĩnh nói, đầu óc lại trở về chỗ ban đầu trên chiến trường dự tính ban đầu, vẹn vẹn vì thay cái thân thể này phụ mẫu, Báo thù a à, tốt, rất tốt. Ngươi lời mới vừa nói, ta nhớ kỹ, hy vọng ngươi cũng có thể nhớ kỹ. Anbiru sử dụng bao hàm thâm ý ánh mắt, nhìn Lai một chút. Sau đó, liền bước nhanh đến phía trước vượt qua Lai, sửa sang lại đội ngũ. Những cái kia vừa mới nghe được Lai nói tới binh sĩ, cũng mắt nhìn Lai vị trí, biểu lộ đều như có điều suy nghĩ. Sau đó, tại Anbiru dẫn đầu dưới, mấy ngàn người lại trùng trùng điệp điệp hướng chính diện chiến trường tiến đến, chuẩn bị tiến hành cánh hông quấy rối. Nhưng bởi vì dạ miêu nhân tan tác, làm cho thú nhân ở chính diện chiến trường cũng không có kiên trì bao lâu. Cho nên thú nhân thế tới hung mạnh tiến công, sau cùng lại lấy chiến thuật tính rút lui kết thúc công việc. Cho nên Lai cũng không có ở chính diện chiến trường tham chiến bao lâu, liền về tới quân doanh, vùi đầu vào mình muốn tu luyện ở trong. Chính ngày sau, ngày 24 tháng 8, Ngày này, Lai vẫn tại trong túc xá tiến hành minh tưởng. Những ngày này Tha Lét thu hoạch vận mệnh giá trị, cộng thêm lần trước mai phục dạ miêu nhân đại chiến, cùng mấy ngày nay tuần tra chiến quả, tổng thu được hơn 300 vận mệnh giá trị toàn bộ dùng để vùi đầu vào mô phỏng tu luyện phía sau. Bây giờ, Lai đã rất rõ ràng cảm giác được, bình cảnh hoàn toàn chính xác tiêu ma hơn phân nửa. Lai cảm thụ được trong đầu yếu ớt biến hóa, nỉ non nói, chỉ có trở thành cấp 5 ma đạo sư, mới có thể yên tâm trưởng khống ám văn ưng chi mạch A, à, không phải độc thân cấp 4, đối lãnh địa phong hiểm vẫn là quá lớn. Thỏa đáng lai like suy tư lúc. Đột nhiên, gia tộc nhân khẩu ưu một, vận mệnh giá trị 10, một màn ánh sáng hiển hiện, hiện lai like nhìn sau liền giật mình, trong nháy mắt kịp phản ứng, trong mắt dần dần nổi lên mừng rỡ, thầm nghĩ, hô hô, Mina cũng sinh, không tệ. Một màn này bị Ray Lai bắt được, hắn kinh ngạc hỏi một câu, trưởng quan, có tin tức tốt gì sao? Lai Long mày nhíu lại, nhưng nghĩ nghĩ lại viện cái cớ, đứng người lên duỗi lưng một cái, thuận miệng nói ra, không có việc gì, chính là cảm giác lại sắp đột phá, tâm tình không tệ. Lời này vừa nói ra, Ray Lai vặn Nguyệt Huy dược tề miệng bình động tác trong nháy mắt cứng nhắc, trong mắt hiển hiện nồng đậm kinh hãi, lẩm bẩm nói, phụ thân đại nhân, ngài, ngài lại sắp đột phá rồi trong giọng nói vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thậm chí kích động cảm xúc tràn lan dưới đều quên tại hẻm núi phòng tuyến muốn xưng hô trưởng quan lai cũng không có dây dưa điểm ấy chi tiết nhỏ mỉm cười gật đầu nói à các ngươi biết rõ liền tốt tạm thời không cần truyền ra bên ngoài túc cơ gãi đầu một cái giơ ngón tay cái lên thật lợi hại sau đó tâm tình thật tốt theo đầu giường mở miệng trong túi cầm ra một tay màu đen thịt khô nhét vào trong miệng nhắm nuốt Lai. người cái này tốc độ tu luyện, chẳng lẽ lúc trước phục dụng chính là thánh vực phẩm chất huyết mạch dược tề. Cứ có một cái tay khoác lên bên giường cột sắt, đưa cái cổ sợ hải thang nói, loại này tốc độ tu luyện, ta chỉ trong quá khứ du lịch bên trong, tin đồn một chút thiên tài mới có thể làm đến. Ai biết được. Lai nhún nhún vai, đối huyết mạch dược tề phẩm chất không từng làm giải thích thêm, lưu cho ngoại giới không gian tưởng tượng mới tốt, hắn tu luyện nhanh chậm cũng đều tốt giải thích nhưng sau đó hắn nhiều hứng thú hỏi, cơ co, ngươi vừa rồi nghe nói thiên tài đều có ai? Ngô, ta nghe nói ram vương quốc viên hoàng tháp cao, chính là có một vị bao quát ghi lên vương quốc vương thất, nghe nói cũng có một vị hoàng tử thiên phú kinh người. Ta tại hàng băng thành kia mấy năm, chính là từng nghe nói một vị hoàng tử tuổi còn trẻ, chính là đạt đến đại địa kỳ sĩ đỉnh phong, thực lực đến. đi hàng lưu phòng tuyến lịch luyện. Còn có những vương quốc khác, thậm chí hải ngoại các loại, cũng không thiếu một chút thiên tài, bị truyền có cánh mũi phập phòng có mắt, đều nói có thánh vực chi tư. Chật chật, nhưng thực tế tình huống thế nào, ai có thể biết rõ đâu này. Cứ co lắc đầu, ở bên ngoài lẫn vào lâu, rất rõ ràng nghe đồn chỉ là nghe đồn. Biết rõ liền tốt, không thể tin tưởng. Thánh vực A, à, quá xa vời. Lai nhẹ nhàng thì thầm hai câu, đứng lên nói, ta trước đi ra ngoài một chuyến, các ngươi cũng có thể tự do hoạt động, nhưng đến ban đêm, không nên quên tuần tra nhiệm vụ. À! Ngươi yên tâm đi đi. Tháng 8 thu ý dần dần nồng hậu dày đặc, quân doanh tất cả đầu hành lang bên trên, vẫy xuống lấy lẻ tẻ lá rụng, đưa nó cho nặng nề đại đạo tô điểm một chút kim hoàng. Cùng nhau đi tới, trên đường phố bóng người thưa thớt rất nhiều. Đường tắt sân huấn luyện, Lai còn có thể nghe được các kỵ sĩ chấn thiên tiếng hô hoáng. Có lẽ những người khác còn không rõ ràng lắm, nhưng Lai biết rõ, đây là tại vì cuối tháng tổng tiến công làm chuẩn bị. Hắn mục đích lần này hơn là pháp trường, một mặt là muốn nhìn một chút Tha Lét gần nhất trôi qua như thế nào, một phương diện khác còn lại là có kế hoạch khác, đề cao Tha Lét thu hoạch chỉ tiêu. Đen như mực hàng rào đem pháp trường vây lại, xuyên thấu qua từng cái rộng lớn khe hở có thể nhìn thấy lộ thiên hình tràn đời sự quyết thú nhân số lượng, billet lần trước khi đi tới, nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì trước đó không lâu thú nhân tổng tiến công, chạy trối chết, cung cấp đại lượng tù binh. Làm cho bây giờ liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là cao lớn tráng kiện giữ tận thú ảnh, trên thân lưng cổng công xiền, cơ hồ hiện đầy pháp trường các ngõ ngách. Mỗi một cái đoạn đầu đài chỗ, đều có một cái hoạt bát đợi làm thịt thú nhân, hoặc gào thét, hoặc chửi rủa, hoặc cầu xin tha thứ. Đoạn đầu đài hậu phương, còn có nhân loại binh sĩ áp lấy thật dài thú nhân đội ngũ. Cùng mặt đất hắt vẫy khắp nơi đều là máu tươi, cùng lăn xuống lẻ loi trơ trọi thú nhân đầu lâu. Gia tộc nhân khẩu với một, vận mệnh giá trị, mười, trước mắt lại một màn ánh sáng hiển hiện. Nhưng Lai đã có chút tập mãi thành thói quen, được lời tại đại lượng thú nhân tù binh, nửa tháng này đến nay, bao quát vừa mới tới trên đường đi, Lai trước mắt nhắc nhở màn sáng tần suất, so với dĩ vãng thường xuyên rất nhiều. Lấy ra chứng minh thân phận, lại đi vào lộ thiên hình trạng, đi vào lần trước tới qua nơi hẻo lánh. Hắn thấy được bản thân tiểu nhi tử, chính thần sắc bình thản hướng về phía một đầu thú nhân. Phóng ra thứ cấp ma pháp bóng đen sóng. Quanh một đạo năng lượng màu đen đoàn, đánh về phía một đầu thoi thóp dạ miêu nhân, đồng thời tinh chuẩn trúng đích hốc mắt. Tuôn ra một vũng máu tươi. Khung cảnh huyết tinh tàn nhẫn, thả làm trước đó lai dám khẳng định thalet nhiều ít sẽ có chút khó chịu nhưng lúc này thalet phản ứng thật giống như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nhìn xem thú nhân trong tay hắn chết đi không có bất kỳ cái gì ba động thậm chí còn có chút ít nhàm chán ha ha nhìn hai thalet lòng can đảm của ngươi đã dây dưa luyện ra lai thoải mái cười một tiếng nói bây giờ ngươi so với trước khi đến rõ ràng thành thục rất nhiều mà lại vừa mới phóng ra trình độ, cũng so trước đó có nhất định tăng lên, không tệ. A. À. Phụ. Trưởng quan. Tha lét trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hỉ, và tóc tiểu chạy tới, ngươi làm sao mới tới A, à? trước đó vài ngày nghe nói thú nhân khởi xướng tổng tiến công, ta đều vội muốn chết. Chỉ sợ ngươi cùng túc cơ, rây lai bọn hắn xảy ra chuyện. Xác nhận các ngươi không có chuyện, thật sự là quá tốt chúng ta tại sao có thể có sự tình đâu lai cười cười đánh giá thalet nói nhưng ngươi nhìn qua trưởng thành rất nhiều trong khoảng thời gian này thú nhân tù binh có phải hay không so với trước đó nhiều hơn không ít không sai nói đến đây thalet có chút sầu mi khổ kiểm từ khi thú nhân tổng tiến công phía sau nơi này thú nhân mỗi ngày đều nhanh giết không nổi ta thậm chí liền đi luyện kim công xưởng thời gian đều không có dứt lời hắn lại ngẩng đầu, sử dụng chờ mong ánh mắt nhìn xem lai, like. trưởng quan, ta có thế không thể từ bỏ hành hình quan chức vị, an tâm tại luyện kim công xưởng luyện chế dược tệ a, à? ta cảm thấy thông qua sự quyết thú nhân, cho ta ma luyện với ta mà nói đã đầy đủ. Ngô, hiện tại còn không phải lúc. Lai nói ra, thậm chí, ta hy vọng ngươi sự quyết thú nhân cường độ, còn cần lần nữa tăng lớn, tốt nhất ngày đêm đều đang làm việc. a à, Thales lôi ra thật dài âm cuối, có chút không tình nguyện nói, trưởng quan, nào có dạng này ma luyện người, đây rõ ràng chính là bóc lột. Lai trong lòng cũng thở dài, nói, vất vả ngươi, Thales. Nhưng lúc này tình huống đặc thù, ngươi không được không làm như vậy. Xem như ban thưởng, tại chiến sự kết thúc về sau, ta nguyện ý phát động quan hệ, tự mình tìm kỳ sĩ học viện tác giả, vì ngươi thúc canh phần tiếp theo. Thales mắt ánh sáng phát sáng lập tức lại ảm đạm xuống, nói, ta. Hiện tại đối kỳ sĩ học viện đã không có hứng thú, cảm thụ qua luyện kim thuật mỹ lực, kỳ sĩ học viện loại kia cũ tiểu thuyết đọc lấy đến, có chút nhạt như nước ốc. Ngô, kia. Ta chính là vì ngươi tìm đến một bản, so với kỳ sĩ học viện đặc sắc gấp 10 kỳ huyễn tiểu thuyết, thế nào? Lai trầm ngâm một lát, đột nhiên có chú ý, sau đó lại dùng rất có dụ hoặc thanh âm nói ra, ngươi không phải nói minna cũng yêu đọc tiểu thuyết sao ta tin tưởng ta tìm đến kia một bản tuyệt đối sẽ để các ngươi phi thường hài lòng a à, ngươi nói là sự thật Tha lét phi thường tín nhiệm phụ thân con mắt đi lòng vòng một mặt tâm động nói ra vậy có thể hay không tiết lộ một chút là cái nào tác giả viết ha ha tạm thời không thể nói cho ngươi lai lộ ra một mặt cao thâm mạc trắc bộ dáng nói tóm lại bản này tác phẩm xuất sắc không phải ghi lên Vương quốc sách nhưng nó ngay tại chỗ từng nhất lên dậy sóng nhưng so sánh kỳ sĩ học viện điên cuồng vô số lần tốt trưởng quan ngươi nói lời giữ lời Thalet ngữ khí kiên định rất nhiều đồng ý ha ha Lai cười cười đương nhiên giữ lời sau đó hắn quét mắt chung quanh vài cái đoạn đầu đài bao quát lần trước lúc đến chiếu cố Thalet mấy cái kia cấp ba kỳ sĩ cũng đều đang ra sức xử quyết thú nhân sau lưng đồng dạng đẩy thật dài đợi sự quyết thú nhân đội ngũ như thế xem ra đối Thalet tới nói không có không giết xong thú nhân chỉ có không đủ dùng thời gian Lai trong lòng thầm nghĩ ngắn gọn bồi Thalet hàng huyên vài câu về sau Lai liền rời đi pháp trường chỉ là lúc rời đi đầu óc đang suy tư xem ra tránh không được làm một lần kẻ chép văn a nhưng muốn phù hợp thế giới này bối cảnh quỷ bí chi chủ buông ra cái kia nữ vu các loại họa phong chính là không quá thích hợp. Chỉ có kinh điển kỳ huyển mới so sánh phù hợp. Lính đánh thuê thiên hạ. Thú huyết sôi trào. Ngô. Vẫn là nói. Bạn Long. Hai hợp một, đợi lâu rồi cảm tạ ngữ tại tác gia bên trong nhà suy nghĩ sâu xa hồi lâu, vì nghiền ép bức bách một chút bản thân, nghĩ nghĩ định vị đơn giản tăng thêm kế hoạch, minh chủ thêm một canh, bạch ngân đại minh thêm mười chương, nhiều không dám nghĩ đương nhiên tự tính không có minh chủ khen thưởng tích lũy bản thảo cũng sẽ đưa nó cho mọi người tăng thêm ta chính là như vậy nhất lên cảm tạ cơ di đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ nhân sinh an huy mộng đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ một tay táo chua đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ ta không phải người nguyên mưu đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ buồn tịch chi thu đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ srf sát đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ yêu không đến đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ tham tài háo sắc đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ rừng mặt trần đại lão khen thưởng một nghìn năm trăm tiền cảm tạ thư hữu các đại lão phiếu đề cử ủng hộ. Phi thường cảm tạ. Chương 158, phiêu phù thuật. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày trôi qua. Ngày 27 tháng 8 ngày này. Bởi vì Lai like tại một ngày trước chính là tiếp thụ lấy Anbiru mệnh lệnh, tối hôm nay sẽ đối thú nhân khởi xướng phản kích là lấy sớm chính là tập kết đội ngũ tại tập kết sân bãi lặng lặng chờ đông đảo binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch tại đỉnh đầu bọn họ lặng về tây trời chiều đêm mùi vị lạnh lạnh ngày mùa thu bầu trời bôi đầy kim sắc ánh sáng nhạt đám mây tại càng thêm ẩm đạm tia sáng phía dưới dần dần lộ già nua thẳng đến trời chiều rơi xuống tây sơn hoàng hôn nên đón bốn hợp khiến tập kết sân bãi thượng sĩ binh ánh mắt càng lộ vẻ sáng tỏ cùng kiên định. Lúc này tập kết sân bãi đội ngũ, cùng nửa tháng trước phục kích dạ miêu nhân bộ đội lúc, quy mô không kém bao nhiêu. An dưới ánh trăng đâm đầu đi tới, sắc mặt lạnh lùng nói, mệnh lệnh nhắc một ngày trước liền hạ đạt. Hiện tại, Lâm Thời chi đội cùng thứ 10 đến 25 chi đội, toàn bộ đi theo ta. Còn lại đội ngũ, chấp hành trước đó ta ra lệnh. Rõ. Âm thanh vang dội từ người đông nghìn nghịt bên trong ngưng tụ. Rất nhanh, Albiru bên người một chút cấp 5 đại địa kỳ sĩ cùng cấp 5 ma đạo sư. Có một nắm phân đến đệ nhất đến thứ 10 chi đội, xuất trời đi trước tập kết sân bãi. Sau đó Anbiru tiếp tục nói ra, còn lại toàn thể đều có, xuất phát. Thoải âm rơi xuống. Tất cả binh sĩ lập tức chính là bắt đầu chuyển động, dẫm lên giày đặc như nhịp trống tiếng bước chân, xuyên qua trạm gác, một đường hướng bắc. Tại phía trước, Lai thậm chí thấy được chủ chiến bộ đội mãnh liệt như đại dương mênh mông hắc ảnh, bàn về quy mô, nhưng so sánh An Biru thủ hạ nhiều người gấp bội, kia là tổng chỉ huy chủ chiến bộ đội. Hắn sờ lên bên hông túi cái túi, cùng còn lại ma pháp sư đi tại đội ngũ tối hậu phương. Trong lòng âm thầm tính toán, một khi đến chính diện chiến trường, vương tộc trong huyết mạch huyễn độc xà nhân, liền sẽ thay thế huyết nguyệt lan nhân thành là chủ lực quân A. Dù sao đến nhân số đông đảo, thế cục hỗn loạn chiến trường, huyễn độc xài nhân kịch độc mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, khó lòng phòng bị, rất dễ dàng khiến nhân loại phương tạo thành cực lớn bối rối. Mà huyết nguyệt lan nhân, tương đối càng thích hợp đơn binh tác chiến, cùng tiểu quy mô tao ngộ chiến, hoặc đánh lén, nhiệm vụ ám sát vân vân. Dù sao, số lượng không nhiều, phóng tới quy mô tương đối lớn chiến trường. Rất dễ dàng trở thành tập kích đối tượng. Không thể so với huyễn độc xà nhân, tự tính bị giết, kỳ độc dịch cũng như thường có thể lây nhiễm người chung quanh. May mắn Lai trước đó chuẩn bị đủ nhiều tinh oánh dược tề, nếu không cho dù hắn bản thân có thể còn sống sót, bọn thủ hạ của hắn cũng phải tao ương. Làm phản công đại quân một đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua trong chiến trường tuyến, bầu không khí chính là khó hiểu trở nên âm lạnh lên. Màn đêm thâm trầm tới cực điểm lúc, điểm điểm hàng tinh cao lơ lửng trên trời cao lấp lóe. Tại thê lãnh thu trong tiếng gió, Đội ngũ bò lên trên sườn dốc đã tới một chỗ hồ nhỏ. Bọn hắn đi vào hồ cực kỳ góc bắc, nơi này có một đầu tĩnh mịch đường mòn nối thẳng sơn cốc triền ngoài. Lúc này trước mặt đại quân còn tại trùng trùng điệp điệp đi tiến, nhưng Ambiru lại đưa tay vung dừng lại hắn thống lĩnh đội ngũ. Hắn đứng tại tĩnh mịch đường mòn cửa vào, cũng là hồ nhỏ ven hồ bắc số phận. Hồ trung ương có một đầu mọc ra ba đầu đoạn cuối quái ngư phù phù nhảy ra mặt nước, sau đó lại lần nữa rơi xuống đi vào chỉ thấy gần sóng ngay tại tràn ra, tại mở tối tia sáng bên trong biên giới biến thành màu đen. Mang theo âm ảnh, theo trong hồ có vòng lớn gần sóng hướng ra ngoài khuếch tán ra. Một hồi phốc phốc nổi lên âm thanh kết thúc về sau, trước mặt đội ngũ cũng đã đi xa, hoàng hôn càng ngày càng sâu, sau đó hết thảy trở nên yên ắng. Anbiru trầm mặt một lát, mở miệng nói, thú nhân đội ngũ tính cơ động từ trước đến nay mạnh mẽ, lần này tiến công, ngưu đầu nhân, dạ miêu nhân, cùng huyết nguyệt lan nhân tạo thành bộ đội, vô cùng có khả năng tìm cơ hội theo cánh hông, hoặc là vây quanh hậu phương tiến hành tập kích. Cho nên, chúng ta muốn ở bên cánh cùng hậu phương làm tốt mai phục, ta đã ở hậu phương bố trí trinh sát. Có thế tùy thời tìm hiểu tình huống. Mà thú nhân nếu như muốn theo cánh hông quấy rối, nơi này chính là cánh phải khu vực cần phải đi qua, ta quyết định để Amedo, Mickey, Phí Đức Lý, Phổ Tư, các ngươi cùng thứ 10 đến thứ 20 chi đội, lưu tại nơi này mai phục. Những người còn lại đi theo ta. Mệnh lệnh mới hạ đạt phía sau. Anbiru liền tăng lớn bộ pháp đuổi gấp, những người khác mau chóng theo sát ở phía sau. Bọn hắn xuyên qua Minh Kim Phong, lại đi tới mười mấy cây số, đến hai cái vách đá ở giữa tạo thành từng dải đất khô, địa phương rất hẹp, chỉ có hơn mười mét khoang khắp nơi là đá rơi cùng nham thạch. Vây quanh vách đá bốn phía, đều là đen nhánh bụi cây, cùng kim sắc cây khô thổ hệ ma pháp sư ở trên núi cấu trúc ngọn núi nội bộ không gian, đồng thời thanh lý dấu chân. Đa rần, hãy nhĩ mạng, Gipfer, phơ, ba người các ngươi đem năm cái chi đội, ẩn tàng tại ngọn núi nội bộ. Phong hệ ma pháp sư cùng cung tiễn thủ đi cùng một chỗ, đi một cây số bên ngoài dốc núi mặt sau mai phục. Anbiru chỉ phía xa cách đó không xa núi nhỏ hư ảnh. Lâm thời chi đội, đệ nhất đến thứ năm chi đội, tại phụ cận hai tòa núi nhỏ chung quanh 10 cây số bán kính tuần tra, hấp dẫn thú nhân. Những người còn lại tiếp tục đi theo ta. Anbiru hơi híp mắt lại, đều đâu vào đấy hạ đạt tất cả đầu chỉ lệnh, từng nhánh đội ngũ trong nháy mắt động viên. Mà ngay tại cấu trúc ngọn núi không gian lai, một bên ngưng tụ tinh thần lực, gượng gạo nội bộ núi đá, một bên điều tra hệ thống bản, tiến hành một lần chân thực mô phỏng ngoại trừ dùng để lấy phòng ngừa vạn nhất bên ngoài, đồng thời cũng nghĩ làm quen một chút thú nhân theo cánh hông tập kích bộ đội đại khái tình huống. Thuận tiện hắn đợi chút nữa hiệp trợ túc cơ cùng Ray Lai, thu hoạch càng nhiều thú nhân, đến vì hắn gia tăng vận mệnh giá trị. Làm mô phỏng kết thúc về sau. Một mảnh gợn sóng chậm rãi tiêu tán, lại trong mắt lộ ra một chút giật mình, trong lòng đại khái nắm chắc, bắt đầu kiên nhẫn chờ. Ước chừng đi qua một giờ. Lai đột nhiên nhìn thấy xa xa không trung, tung bay lấy nhỏ bé hỏa xà, hắn biết rõ kia là cấp 6 hỏa hệ ma pháp, hỏa xà cùng vũ. Cho dù ở nơi này, hắn cũng có thể ở trong màn đêm nhìn thấy mơ hồ ánh lửa. Trong lòng của hắn thầm than, chính diện chiến trường đã mở ra đại chiến A. Lại là nửa giờ sau. Lai sớm đã hoàn thành ngọn núi không gian cấu trúc, đã đi theo Anbiru, tại còn cuốn sơn phong huyết tinh bờ sông chỗ sâu Mai Phục. Đáy nước có mấy tên thủy hệ ma pháp sư, đều đều phân bố tại bốn phía, tùy thời đề phòng có thế có thể đến nọc độc khuếch tán. Lại qua ước chừng vài mười phút, cả người bị cây trong bao khỏa lai, bỗng nhiên nghe được ầm ầm tiếng bước chân, theo tay phía sườn truyền đến. Cùng một đạo thanh thúy kim loại cái còi âm thanh, đây là Anbiru trước đó cùng dụ dỗ thú nhân đội tuần tra, chỗ quyết định ám hiệu. Lai lúc này nhìn về phía Anbiru vị trí, mấy chục mét bên ngoài, lộ ra đục ngầu mơ hồ thủy ảnh, hắn thông qua kia một đôi bị đấu khí bao khỏa, đốt lấy ánh lửa thủ thế nhìn ra, toàn quân xuất kích. Phốc 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 huyết tinh bờ sông mặt nước hiển hiện lít nha lít nhít bong bóng. Sau đó chính là đại lượng binh sĩ đổ bộ. Lúc này thú nhân ngay tại truy đuổi trước đó tại bốn phía giả bộ như tuần tra, thực tế là mồi nhữ tuần tra bộ đội. Lúc này, sông lên phía trước nhất chính là hơn 200 ngưu đầu nhân, cùng theo sát phía sau hơn 100 dạ miêu nhân lại sau này, có thể ẩn ẩn nhìn thấy hơn 400 số lượng giả trương nhân, tốc độ của bọn nó tương đối chậm chạp, chỉ có thể treo ở hậu phương. Ngưu đầu nhân là quân tiên phong, gót sắt đạp mặt đất ầm ầm hướng, khí thế phi phàm. Liên quan tới ngưu đầu nhân này một chủng tộc, đầu bên trên cự giác sẽ theo lấy thực lực tăng lên. Nhan sắc cũng sẽ sinh ra biến hóa. Cấp thấp lúc là hoàng đồng sắc, đến trung giai đều có thể thành vì kim hoàng sắc. Đến cao giai ngưu đầu nhân, càng là trở thành thương lục màu phỉ thúy, không gì không phá, kinh khủng đến cực điểm. Nhưng hẻm núi phòng tuyến, cơ bản không có xuất hiện qua cao giai ngưu đầu nhân. Chỉ là trước mắt này một đợt ngưu đầu nhân bên trong, ước chừng mười mấy đầu đỉnh lấy kim hoàng sắc cự giác, hướng phía chính hướng huyết tinh bờ sông phương hướng dụ địch xâm nhập đám binh sĩ công kích. Bò, o, à, ngột ngạc kéo dài tiếng trống, Mèo ô, lanh lạnh chói tai kêu to. Ao 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 từng đợt bọt nước văng khắp nơi, Anbiru dẫn đầu rời đi mặt nước, thần sắc lạnh lẽo. Vừa lên đến cũng không chút nào dây dưa dài dòng, bộc phát ra kịch liệt sáng lạng ánh lửa, quơ một thanh trường kiếm, đem phía trước nhất mấy cái trung giai ngưu đầu nhân quanh thành trọng thương. Lỗ lạp 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 á. Ngưu đầu nhân phát ra trầm đục quái ngữ. Mặt đối với hỏa diễm sáng rực khí lãng, trước người có một mảng lớn cháy đen, hướng về sau tung bay lúc thậm chí bị đằng sau hãm không được xe đồng bọn đụng vào may mà đằng sau công kích ngưu đầu nhân thực lực tương đối nhỏ yếu chỉ có cấp thấp thực lực cũng vô pháp lập tức chính là xuyên phá trung giai ngưu đầu nhân thật dày làn da sư 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 lúc này mấy cây số bên ngoài cung tiễn thủ cùng phong hệ mà pháp sư cũng đuổi tới đồng thời từ phía sau vây quanh bắt đầu đáp cung bắn tên tấn công từ xa những nầy thú nhân chính là liền những cái kia trốn ở núi đá bên trong binh sĩ, cũng từng cái phá thạch mà ra. Đông 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 trên ngọn núi cự thạch lăn xuống, từng cái kỵ sĩ từ không trung nhảy lên thật cao. Càng có trung cấp phong hệ ma pháp sư, phóng ra phiêu phù thuật, cả người thân thể nổi giữa không trung, chậm rãi di động, các hệ ma pháp sư bên trong, tại thánh vực trước đó chỉ có phong hệ ma pháp sư có thể bằng vào cường đại phong nguyên tố lực khống chế, vẹn vẹn tại ma đạo sư giai đoạn liền có thể thông qua phép thuật cấp 4, phiêu phù thuật lên không đồng thời chậm rãi di động. Đến đại ma đạo sư, càng có cách hơn liền mà lại mau lẹ phi hành thuật. Khiến cho tại thánh vực trước liền có thể ở trên trời tự do phi hành. Cơ coi nhìn xuống bay trên không trung ma đạo sư, trong mắt hiện lên một chút hâm mộ, nhưng rất nhanh cũng cùng đối phương cùng nhau phóng ra một phát phong tường thuật. Nhiều mặt dày đặc thanh sắc phong tường, thổi hô hô cùng phong, từ đó xuyên qua mũi tên, đạt được hai lần gia tốc, vô tình bắn về phía thân thể tương đối yếu ớt dạ miêu nhân. Anbiru, ta liều mạng với ngươi. Một đầu ngũ gia dạ miêu nhân hung hãn không sợ chết theo thú nhân bộ đội hậu phương vọt lên, tự hồ muốn hướng phía Anbiru quyết nhất tự chiến. Nhưng mà, đúng lúc này, phía dưới một cái ngưu đầu nhân mượn công kích tình thế, đồng dạng nhảy dựng lên, đồng thời nhảy vọt phương hướng hướng phía chính là vừa rồi vọt lên dạ miêu nhân. Tới gần phía sau, nó đem rộng lớn phía sau lưng lộ ra, coi là không trung bàn đạp. Dạ miêu nhân trong mắt hiện lên một chút gian trá, hai cái đệm thịt đạp ở sông lên ngưu đầu nhân trên lưng, không trung hai lần mượn lực, thay đổi mục tiêu, hướng thẳng đến vị kia lơ lửng giữa không trung cấp bốn phong hệ ma đạo sư phóng đi. Đáng chết! Lai sầm mặt lại, phóng ra một phát lạc thạch thuật, hướng phía cái kia dạ miêu nhân hung hăng đè xuống. Đồng thời hắn nghiêng mắt liếc mắt phía dưới Anbiru vị trí chỉ thấy hắn bình tĩnh thông dong, chẳng biết lúc nào lấy xuống phía sau trường cung, mà lại đã kéo cung đáp dây đàn. Băng Anbiru tìm đúng thời cơ, buông ra dây cung, trong tay mũi tên như lưu quan điện xạ, lôi ra thật dài hồng sắc quan ảnh, về một cái, trực tiếp theo cần phải đánh lén phong hệ ma đạo sư dạ miêu nhân đầu lâu bên trong xuyên qua. Quanh một tiếng, trên không trung nổ tung thành một đóa hoa máu, thi thể thẳng tắp rơi xuống. Có Anbiru áp trận, lại thêm vừa rồi từng có một lần mô phỏng nghiệm chứng, Lai Kỳ thật hiểu rõ, một trận chiến này không chút huyền niệm. Nhưng hắn mục đích chủ yếu là thu hoạch vận mệnh giá trị. Cho nên hắn trong chiến đấu ra sức chém giết thú nhân đồng thời, thân thể vô tình hay cố ý hướng phía túc cơ vị trí tới gần. Rất nhanh, hắn liền tiếp cận túc cơ cùng Ray lai hai người điểm trung tâm, sau đó phóng ra lên thổ hệ ma pháp, chuyên chọn cấp 2 cùng cấp 3 thú người hạ thủ đánh thành trọng thương, thuận tiện túc cơ cùng rây lai thu hoạch. Túc cơ trong chiến trường, chớ nhìn hắn thể trạng cường tráng, nhưng nắm giữ lấy huyễn ảnh hồi tố đấu kỹ này, thực tế phá lệ linh hoạt. Ngao Hắn nghe được một con lợn rừng người tiếng kêu thảm thiết, thế là trường kiếm vung lên. Một cái mịt mờ đấu khí tiêu ký bị hắn đánh ra, sau đó vèo một cái, như quỷ mị tới gần, đem trường kiếm đưa đến đối phương trong lòng miệng. Chính là liền trây lai, Nhờ vào khắc khổ ma pháp huấn luyện, thi pháp trình độ cũng biết tròn biết méo, thủy mâu thuật nhiều lần có thể đâm trúng trọng thương thú nhân, hoàn thành bổ đao. Lai trước mắt, bắt đầu không ngừng bắn ra vận mệnh giá trị gia tăng màn sáng nhắc nhở. Trận chiến đấu này kéo dài hơn nửa giờ. Thú đầu người não mặc dù tương đối đơn giản, nhưng một cổ mãn kinh quả thực để cho người ta trong lòng run sợ. Cho dù có cấp 6 đỉnh phong Anbiru tọa trấn, thú nhân tuyệt cảnh phía dưới quyết tử đấu tranh, yên nguyên bộc phát ra cường hãn sức chiến đấu. Mặc dù kết quả cuối cùng, thú nhân tử thương thảm trọng, chỉ có linh tinh may mắn chạy thoát, nhưng tuyệt đại đa số đều chết tại chỗ này mai phục điểm. Nhưng nhân loại binh sĩ bên trong, cũng không ít tàn tật. Anbiru cau mày quát khẽ, Bigu, Leda, Optitomi, nhanh trị liệu thương binh. Mệnh lệnh một chút đạt, lập tức liền có ánh sáng hệ ma pháp sư, theo chiến trường nơi xa cấp tốc chạy tới, ngưng tụ lại nhu hòa ánh sáng nhạt, bắt đầu đối thương binh thực hiện trị liệu. Lúc này, Lai đi vào túc cơ bên người. Vỗ vỗ bả vai, lại cho Ray Lai một ánh mắt, hai người dây mê. Thừa dịp ngắn mũi khe hở, nắm chặt thời gian đi thu hoạch những cái kia còn có chút ít yếu ớt khí tức, nhưng chỉ cần không ai trị liệu, chẳng mấy chốc sẽ quải điệu thú nhân. Loại hành vi này, không ai sẽ cảm giác được dị dạng. Dù sao hẻm núi phòng tuyến không thiếu có đối thú nhân hận thấu xương binh sĩ, đừng nói bổ đau những cái kia không chết thú nhân hành vi. Chính là liền đều chết hết thú nhân, cũng có người tại chiến hậu tiên thi tiết hận. Lai lại quét mắt ta đeo, cus, cùng sirin vị trí, mặc dù đều có chút vết thương nhỏ. Nhưng tổng thể đều không có trở ngại, liền yên lòng. Tiếp xuống, chúng ta đem tiến về chiến trường chính, tham dự tổng tiến công, mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Anbiru các loại binh sĩ ngắn mũi chỉnh đốn về sau, thanh âm bình tĩnh nói. Nhận được. Đông đảo binh sĩ ý chí chiến đấu sụt sôi trống to, không có chút nào ý sợ hãi. Phàm là trải qua tôi luyện binh sĩ, đều biết rõ, chỉ có không sợ chiến tranh, mới có thể phòng ngừa chiến tranh. Lai lúc này mắt nhìn hệ thống giao diện, vận mệnh giá trị, 27 mà lại cách mỗi vài 10 phút, đều sẽ có một đạo nhắc nhở khung bắn ra sau đó hắn cũng đưa ánh mắt nhìn về phía chính diện chiến trường kia không trung chỗ lấp lóe mà pháp pháo hoa trong lòng đoán chừng thầm nghĩ cũng không biết trận đại chiến này kết thúc về sau có thể hay không đủ ta đột phá hai hợp một đợi lâu rồi cảm tạ ngữ tại tác gia bên trong nha cảm tạ cây lúa chát ló đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ một dừng ở giữa đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ thư hữu hai mươi một nghìn bảy trăm linh hai mươi chín một chín bốn bảy năm bảy hai bảy đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ thư hữu hai mươi một chín tám tám hai một năm bốn 6380 Đại Lão ném 2 tấm Nguyệt phiếu Cảm tạ Phu Ni Cơ Đại Lão ném 8 tấm Nguyệt phiếu Cảm tạ Đơn Điệu một Đầu Đại Lão ném 2 tấm Nguyệt phiếu Cảm tạ Vui khinh Đại Lão ném 2 tấm Nguyệt phiếu Cảm tạ Thư Hữu 2018 1203 Đại Lão. Ném một tấm nguyệt phiếu 13 cảm tạ thư hữu 202.005-190.054-1452 đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ đã từng phấn quá đại lão ném ba tấm nguyệt phiếu cảm tạ viêm hỏa tinh đại lão ném bốn tấm nguyệt phiếu cảm tạ chính thần A đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ mặt trời mới mọc online đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ. Há nói không có quần áo. Đại lão khen thưởng 100 an tiền cảm tạ Phunyker. Đại lão khen thưởng 10.000 10 an tiền cảm tạ pháo điện từ ca. Đại lão khen thưởng 500 an tiền cảm tạ định mệnh. Không gian đại lão khen thưởng 100 an tiền cảm tạ viêm hỏa tinh. Đại lão khen thưởng 1.500 an tiền cảm tạ chính thần A. Đại lão khen thưởng 1.500 an tiền cảm tạ thư hữu các đại lão phiếu đề cử ủng hộ phi thường cảm tạ. chương 159, người mới là nhân vật chính A. Làm ban ngày đạo thứ nhất nắng sớm xuyên qua chân trời, vượt qua hẻm núi phòng tuyến, đem mặt đất hắc ám xua tan, trời dần dần sáng lên. Lai lúc này cũng theo Anbiru đạt tới chính diện chiến trường. Chỉ thấy thú nhân tuyến đầu trận địa là từng cái sắc bén dạo nhọn trùng thiên doanh trại, hoàn toàn không có nghệ thuật đặc điểm, thuần túy tư liệu đắp lên, ngoại hình lộ ra lộn xộn, bộ dạng so với nhân loại thú nhân đối kiến trúc không có như vậy cầu kỳ, thân thể của bọn hắn chính là tốt nhất vũ khí cùng tấm trắng. Nhưng duy nhất đặc điểm chính là kiến trúc quy mô phá lệ to lớn, thuận tiện thể trạng khổng lồ, sinh hoạt không phải rất cầu kỳ thú nhân đóng quân cùng sinh hoạt. Thú nhân mặc dù không cách nào giống nhân loại, nghiên cứu luyện kim thuật, nhưng vương tộc thú nhân trời sinh liền có vô cùng ưu thế, tại vương tộc trong mắt của thú nhân, khai phát huyết mạch tiềm lực, hơn hẳn qua thế gian hết thảy chính là liền phổ thông thú nhân chỉ cần có sung túc lương thực cùng khắc khổ rèn luyện thực lực đều sẽ có vững vàng tăng lên thú nhân tuyến đầu trận địa lại hướng phía trước chính là mênh mông vô bờ rộng lớn bình nguyên thú nhân sở dĩ lựa chọn nơi đây hình chính là vì thuận tiện chiến tranh lúc phát huy ra thú nhân tốt nhất ưu thế chính diện trực tiếp đối kháng giờ phút này chính diện chiến trường chém giết tiếng gào đã loạn thành một bầy nhưng nhìn kỹ lại lại là loạn bên trong có thứ tự. Tại phía trước nhất, lít nha lít nhít nhân loại binh sĩ mặc kim loại khô giáp, cầm trong tay trường kiếm cùng thuẫn dày, hoặc là cự phủ các loại cận chiến vũ khí hạng nặng, cùng ngưu đầu nhân, trư đầu nhân đại quân, cùng số ít huyết nguyệt lan nhân hỗn chiến với nhau. Nếu bạn về thân thể sức chiến đấu, thú nhân trời sinh siêu cường thể chất cùng khép lại năng lực, tự nhiên hơn xa tại nhân loại, này một ưu thế chỉ có đến thánh vực giai đoạn, cảm ngộ huyền ảo chi lực, mới có thể suy giảm rất nhiều nhưng ít ra tại thánh vực trước đó không có gì ngoài số ít nhân loại thiên tài thú nhân thân thể sức chiến đấu phổ biến mạnh hơn nhân loại lại là sự thật không thể chối cãi nhân loại đối kháng thú nhân cơ bản đều dựa vào số lượng ưu thế cùng kỵ sĩ cùng cung tiễn thủ mà pháp sư các loại linh hoạt phối hợp tự như hiện tại quân đội nhân loại hậu phương có lấy mấy vị ma pháp sư ở chung quanh kỵ sĩ bảo vệ dưới không ngừng thi phóng ma pháp, đối thú nhân tiến hành quấy nhiễu hoặc là tạo thành trực tiếp sát thương. Trên bầu trời, phong hệ ma đạo sư lơ lửng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới thú nhân, một bên duy trì lấy phong tường thuật, một bên hướng phía thú nhân phóng ra từng phát phong nhận. Vô tình phong nhận vạch lên thanh sắc lưu quan, khía cạnh nhìn tự như một đầu thanh sắc bức xạ, phạm là có thú nhân hơi phân thần, không có chú ý, liền có thể bị phong nhận bôi qua cái cổ, mang đi một viên giữ tận đầu lâu hơn ngàn cung tiễn thủ, đều đứng tại quân đội tối hậu phương. Bởi thổ hệ ma pháp sư cấu trúc trên đài cao. Từng cái dương cung cài tên, mượn nhờ phong tường gia tốc, sưu 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 tự như mưa sao băng, hướng phía thú nhân trận doanh chưa dứt đi. Thú nhân đối mặt phong nhận lúc, chỉ có thể dựa vào phản ứng né tránh. Nhưng đối mặt mũi tên, trong thú nhân giả trư nhân cùng ngưu đầu nhân đều đơn giản thô bạo nhiều bọn chúng dơ lên chừng 10 mét vuông mang theo giữ tận gai ngược tắm trắng. Ở chính diện chiến trường, những này tương đối cồng kềnh thú nhân, loại này gai ngược tắm trắng đối bọn chúng tới nói là tiêu chuẩn thấp nhất. Đã có thể chống cự mũi tên xạ kích. Cũng có thể trực tiếp xem như vũ khí đến sử dụng. Về phần trong thú nhân dạ miêu nhân bộ đội, lần này đại chiến lộ diện rất ít, một là bởi vì nửa tháng trước dạ miêu nhân bộ đội tử thương hầu như không còn, để hẻm núi phòng tuyến dạ miêu nhân số lượng đại giảm, tạm thời không có bổ sung đến trước đó quy mô. Hay là bởi vì còn lại dạ miêu nhân, đi thêm chấp hành vòng qua sau tập kích, hoặc là cánh hông trợ giúp chiến thuật đi. Bây giờ ở chính diện trên chiến trường, đều là một chút dạ miêu nhân tinh nhuệ, chỉ ít đạt đến trung giai cấp độ thú nhân, ý đồ tìm cơ hội tập kích nhân loại ma pháp sư. Cắt vào xếp sau. Lai thân là thổ hệ ma đạo sư, chiến trường nhiệm vụ ngoại trừ phải chịu trách nhiệm giải quyết thú nhân, đồng thời cũng muốn duy trì cung tiễn thủ đứng thẳng đài cao. Bởi vì thỉnh thoảng chính là có ngưu đầu nhân hoặc là trư đầu nhân, đối cứng lấy tổn thương vọt tới hậu phương, đem đài cao xô ra một cái lỗ thủng. Nhưng đài cao phụ cận, đồng dạng ẩn nấp lấy đại địa kỵ sĩ, chỉ đợi vết thương chồng chất thú nhân tập kích tới, xong đi lên đem hắn giải quyết hết. Chính là như lúc này. Ba con trên đầu đỉnh lấy kim hoàng sắc cự giác ngưu đầu nhân, tản ra ngũ giai khí thế bàn bạc có một đầu ngưu đầu nhân cự giác bên trên, thậm chí còn treo một nhân loại máu thịt bè bét tay cục. Bọn chúng phẫn nộ mà liếc nhìn trên đài cao cung tiễn thủ, cùng phụ cận ma pháp sư, lỗ mũi toát ra hai vòng màu trắng nhiệt khí, ngửa mặt lên trời rống to một thanh âm, chính là muốn xông tới va chạm. Sớm ẩn nấp tại thổ hoàng sắc đài cao hậu phương đại địa kỵ sĩ, lập tức theo hai bên lóe ra, từng cái cầm trong tay cự phủ hoặc trường kiếm, hướng về phía ba con ngưu đầu nhân chính là vọt tới không biết sống chết, hôm nay trận đại chiến này, nhất định phải để toàn bộ các ngươi thú nhân này tán ở chỗ này. Một cả người đều bị áo bào đen che mặt kỵ sĩ. Trường kiếm trong tay vòng quanh lên u ám quan mang, tự như một đầu trong đêm tối độc xà, nhanh chóng đâm ra. Thú nhân bộ lạc tất thắng. Đỉnh lấy hoàng kim cự giác ngưu đầu nhân, răng cắn kẹo kẹt vang, đệ đệ của nó vừa rồi chính là chết tại một cái cung tiễn thủ lợi tiễn bên trên. Hiện tại nó trong lòng hận tới cực điểm. Hận vì cái gì bọn chúng thú nhân vì cái gì không thể nắm giữ ma pháp. Vì cái gì không thể giống nhân loại, nắm giữ luyện kim thuật, nghiên cứu phát minh kịch liệt độc dược. Nếu không, bọn chúng thú nhân rõ ràng có hơn hẳn qua nhân loại cường hãn thể chất, lại muốn xử chỗ nhận nhân loại kiềm chế. Mười tên nhân loại đại địa kỵ sĩ đều là cấp 5 tiêu chuẩn, hướng về phía ba con sông tới ngưu đầu nhân triển khai vây giết ba con ngủ dai ngưu đầu nhân rõ ràng là có lòng quyết muốn chết người đâm ta một kiếm ta liền muốn đỉnh ngươi một gốc, lấy thương đổi thương đấu pháp cực kỳ hung hãn hai con ngươi cũng phẫn nộ màu đỏ bừng trong tay gai ngược tắm chắn bị múa vù vù xé gió lai khoảng cách ngưu đầu nhân xông tới phương hướng có hơn trăm mét khoảng cách vài phút sau hắn chú ý tới cái kia trên đầu treo tay cục ngưu đầu nhân đem một nhân loại kỵ sĩ đụng bay đồng thời bản thân cũng bị hai cái đại địa kỳ sĩ đạp ngã trên mặt đất. Sau đó hai chân co quắp một chút, tự hồ rất khó đứng lên. Hắn tâm niệm vừa động, hướng về phía hắn phía sau lưng nơi cửa, phóng ra một phát địa đột thứ. Xoẹt một tiếng, bén nhọn địa thứ đem ngưu đầu nhân trái tim xuyên thấu, nhiễm tinh hồng máu tươi. Mà trước mắt của hắn, cũng hiện lên một đạo đã lâu bởi bản thân vượt cấp chém giết, đạt được vận mệnh giá trị nhắc nhở, thành viên gia tộc vượt một giai trảm địch, vận mệnh giá trị ở một không tệ. Lai căng cứng tinh thần, lúc này có chút thư giãn. Nhưng ngay sau đó, sau lưng truyền đến một cổ lạnh ý, để trong lòng hắn máy động. Vô số lần chiến đấu chỗ dưỡng thành trực giác. Nói cho cổ nguy cơ này không thể khinh thường. Không kịp nghĩ nhiều, cực kỳ nguy cấp thời khắc, Lai vô ý thức mở ra hệ thống, lựa chọn chân thực mô phỏng, tránh né cổ này không xác định nguy cơ phải chăng mở ra chân thực mô phỏng? Mỗi mô phỏng một ngày, tiêu hao một điểm vận mệnh giá trị, rõ. Trước mắt một hồi gần sóng ba động, tiến vào mô phỏng về sau, lai tâm thần mới có khó hiểu buông lỏng. Đột nhiên, sau lưng một hồi kình phong truyền đến, lai con người bỗng nhiên co rụt lại, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là một thanh âm kim loại huyết dài âm hưởng. Đinh hắn vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện một vị hơi có chút quen mắt đại địa kỳ sĩ, cả người bị thanh sắc phong hệ đấu khí bao khỏa, cầm trong tay một thanh lam sắc tế kiếm, thay hắn cách chặn một đầu cả người đêm đen như mực miêu nhân lợi trảo. Cái này dạ miêu nhân khoảng cách lai like không đến 3 mét, cảm giác áp bách mãnh liệt, để lai like âm thầm kinh hãi. Mèo ô Dạ miêu nhân nghe răng trận mắt, hiển nhiên đối với mình ám sát không thành công, rất không hài lòng. Lai, Amedo, tới một đầu lục gia dạ miêu nhân, các ngươi trước tránh xa một chút. Cách quá gần, ta cũng không có nắm chắc nhất định có thể bảo vệ được các ngươi. Sông giác thanh âm lãnh đạm nói. Chỉ là một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt lục gia dạ miêu nhân, một khắc cũng không dám buông lỏng. Nghe được âm thanh này, kết hợp với đối phương hình dáng đặc thù, lại rốt cục nghĩ tới. Nửa tháng trước mai phục giả miêu nhân lần kia, Anbiru mời tới cấp 6 cường giả, tự hồ chính là bao hàm có trước mắt vị này. Lai cùng bên người ma pháp sư khác một bên rút lui, một bên mắt nhìn vị kia lục gia dạ miêu nhân, trong lòng hơi cảm thấy nghi hoặc chỉ lục gia dạ miêu nhân, chính là dám phách lối như vậy tập kích hậu phương. Hắn bản năng cảm giác được không thích hợp. Mà liền tại này nhất niệm đầu vừa mới hiện lên, sau lưng liền lại một cổ hắc ảnh đột nhiên thoát ra, hướng về phía lai bên trái Amedo, thống hạ sát thủ. Tại lai bên người, còn có một vị quan hệ ma pháp sư, Amedo. Chỉ thấy hắn lông mày thật sâu vặn lên, đầu tiên là phóng ra một phát thiểm quan thuật. Một mảnh cường quan đột nhiên hiển hiện. Nhưng đối với lục gia dạ miêu nhân tới nói, chân sau đạp một cái đài cao vách tường, chính là dễ như trở bàn tay tránh ra. Sau đó nó vung ra lợi trảo, một tay móc hướng Amedo ngực suy 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 đối mặt thực lực cao hơn cấp 1, mà lại còn là lấy tốc độ tăng trưởng giả miêu nhân, Amedo căn bản không kịp phóng ra tiếp theo phát ma pháp, liền thấy hoa mắt, ngực bị vạch ra ba đạo thật sâu khẩu tử. Huyết dịch văng khắp nơi, thậm chí tung tóe đến lai tay áo trái bên trên. A. À. Amedo hét thảm một tiếng, trước ngực vết thương máu chảy dầm về, nhìn thấy mà giật mình, mắt trần có thể thấy nhảy lên không trọn vẹn nội tạng. Thánh quan trị liệu Amedo há mồm thở dốc, sắc mặt tái nhợt cho mình phóng ra một phát trị liệu thuật. Nhưng mà, dạ miêu nhân hiển nhiên không có ý định buông tha, lập tức lại bức thân tiến lên. Amedo thân thể không khỏi run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chính là liền lai, lúc này cũng khó có thể tin, rõ ràng lần trước mô phỏng bên trong nâng lên, lần này chiến tranh bản thân có thể bình an sống sót. Nhưng bây giờ, Amedo phải lập tức chết đi. Kia kế tiếp, khẳng định chính là đến phiên bản thân. Chiến tranh chú trọng kết quả cuối cùng, mưu sĩ toàn cục không mưu sĩ một vực, xảy ra chuyện như vậy không thể tránh né, có lẽ đối với phương cường giả tại chém giết phe mình binh sĩ lúc, phe mình cường giả cũng tại đồ sát đối phương thú nhân binh sĩ. Tối thiểu nhất, lai bên này chỉ có một cái cấp 6 đại địa kỳ sĩ, chính là liền tổng chỉ huy cùng chỉ huy phó đều không thấy thân ảnh, nói rõ khẳng định tại thi hành cái khác nhiệm vụ trọng yếu. Chỉ là, tuy là nói như vậy, tử vong loại sự tình này đến phiên trên đầu mình nhiều ít sẽ có chút không cam tâm a à. xông Z thấy được lai cùng amedo tình huống sắc mặt khó coi một kiếm bức lui ban đầu hiện thân dạ miêu nhân sau đó lại cầm trong tay lợi kiếm hóa thành xoáy như gió khí hình xoắn ốc hướng phía lai bên người cái này dạ miêu nhân vọt tới khi hắn xông đến nửa đường đột nhiên lại có một đầu lục gia dạ miêu nhân theo bên ngoài mấy ngàn mét phi tóc vọt tới Đối với lục gia dạ miêu nhân tới nói, mấy cây số trên con đường căn bản không phải khoảng cách, giống như một đầu màu đen u linh, xông về sông chết vị trí. Thậm chí, cái khác hai con cũng miêu nhân. Lúc này cũng nhau nhau thay đổi mục tiêu, bao quát cái kia dục phải giải quyết Amedo dạ miêu nhân, cũng từ bỏ chém tận giết tuyệt, chân phải đạp xuống đất, linh hoạt phía bên trái bên cạnh ngang, lợi trảo vung hướng về phía sông chết đầu lâu. Lúc này, Dạ miêu nhân ý đồ đã rất rõ ràng, không phải là ma đạo sư, cũng không phải cái khác tạp binh, mục đích của bọn nó chỉ có một cái, giải quyết nhân loại cấp 6 đại địa kỵ sĩ. Trên đài cao cung tiễn thủ, cũng có một phần nhỏ, đem lực chú ý nhìn về phía bên này, sưu 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 bắn ra lợi tiễn. Nhưng phần lớn cung tiễn thủ, yên nguyên muốn thực hiện trước đó tiếp nhận nhiệm vụ, tiến công chính diện chiến trường. Nếu không đại quân tan tác, bọn hắn cảm thấy khó từ tội lỗi nhưng mà mấy chục cái mũi tên, đối ba con dạ miêu nhân tới nói, không tạo thành nhiều ít uy hiếp. Ngược lại là bị vây công xông vét cảm nhận được nặng nề áp lực, trong tay tế kiếm bị hắn gai ra điểm điểm tinh quang, cùng mảnh gió lốc dơ lên vô số các bụi. Có thế dù cho dùng ra trung đẳng đấu kỹ, hai con mèo người liền có thể tương đối thoải mái mà ứng phó được, mặt khác một đầu, càng là có thể đem lợi trảo móc hướng ngực của hắn. Hồ xông vét một kiếm đâm ra, một cơn gió lớn bao phủ, bản nhân càng là dựa thế lui lại. Ngắn mũi vài phút giao thủ, trên người hắn chính là có sáu bảy đạo nhàn nhạt lợi trảo vết cắt. Ghê tởm. Làm sao hết lần này tới lần khác để mắc tới ta ta chỗ này? Sông dét trong lòng giận mắng. Hắn muốn rời đi, hắn muốn tiếp tục sống, nhưng hắn đã bị xuống nhiệm vụ thủ hộ nơi đây khu vực cung tiễn thủ cùng ma pháp sư. Nếu như như vậy thoát đi, làm đào binh, chờ đợi của hắn kết quả lại so với hiện tại càng khủng bố hơn. Toàn phong trảm. Sông dết nghiến răng nghiến lợi, vây quanh bên cạnh hắn phong hệ đấu khí điên cuồng lưu chuyển, tuôn ra tiếng gió vù vù, mấy giây sau, càng là nhấc lên từng đợt tiếng gầm gừ. Hắn lần nữa rút kiếm, ngàn nhiên xông về ba con dạ miêu nhân, đồng thời trong lòng đang điên cuồng hò hét, ta không muốn chết. Ta muốn sống đến triệt để tự do ngày đó. Giống như gió đi khắp toàn bộ thế giới các ngươi bọn này dạ miêu nhân, chết hết cho ta a. À. Xưa nay tỉnh táo sông vét, lúc này kích động diện mục dữ tợn, trong tay tế kiếm vung ra một đầu dài 10 mét xoay tròn lưỡi kiếm, đồng thời kèm thêm thanh sắc lưu sáng lóng lánh. Dạ miêu nhân càng là không thể nào e ngại, nhìn thấy nhân loại trước mắt cường giả không muốn đào tẩu, nhau nhau đại hỉ nhào tới, lần nữa dây dưa đến cùng một chỗ. Tật phong thứ, toàn phong trảm ra. Sông quyền nan địch tứ thủ, cứ việc xông dép liều mạng đối kháng ba con cùng dài thú nhân, có thế thương thế trên người lại càng ngày càng nặng, cả người dần dần dày đặt lên đạo đạo thanh máu. Máu tươi xối đầy đất đều là. Chính là liền bốn phía trôi nổi các bụi, đều nhiễm lên nhàn nhạt huyết vụ. Tương đối toàn bộ chiến trường, nơi này chiến đấu ba động cứ việc khá lớn, nhưng thực tế chỉ có chung quanh mấy chục tên cung tiễn thủ, cùng chạy đến ngoài mấy chục thước lai cùng Amedo, đang vì xông dép tình huống cảm thấy lo lắng chỉ thấy lại một đạo thanh sắc quan mang sáng lên. Sông vết thân thể như như gió tránh chuyển xê dịch, tránh né một lần lại một lần trí mạng đánh lén, tóc của hắn tán loạn mà khoác lên ở đầu vai, che khuất hai mắt, cả người tự như một cái điên dại. Ta không muốn chết a. À. Xông cuồng hống, nhưng song quyền nang địch tứ thủ, hắn cảm nhận được lực bất tòng tâm. Phốc. Bụng của hắn bị một đầu dạ miêu nhân đâm xuyên, cả người thân thể rung lên, phun ra miệng lớn huyết hoa. Ngay sau đó, một đầu dạ miêu nhân nhảy hướng giữa không trung, hướng về phía bị dây dưa kéo lại sông dép đầu lâu, chuẩn bị đến cái chí tử một kích. Có thế đột nhiên. Một cổ vi diệu ba động từ mặt đất sinh ra. Tùy theo mà đến, một luồng kình phong gào thét thổi lên, chỉ thấy sông dép cả người đều đang run rẩy. một cổ khí thế kinh khủng từ hắn thể nội liên tục tăng lên. Hắn trong hai con ngươi lộ ra mãnh liệt đến cực hạn cầu sinh dục, trong tay tế kiếm thanh quan sáng chói đến cực hạn, phản phất sau một khắc liền có thể hóa thành kết tinh. Khá lắm, đây là lâm trận đột phá. Lai tự lẩm bẩm, nhìn xem khí thế càng lúc càng sinh mệnh, đến cuối cùng cùng với trước đó so sánh, phản phất tối tâm trời đất xông giết này đều có thể đột phá, ngươi mới là nhân vật chính a. Hai hợp một đợi lâu rồi cảm tạ ngữ tại tác gia bên trong nha cảm tạ âm dương các hoàng hôn hiểu đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ cho tàn a -S, s đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ ngàn chi khe đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ tình bằng người nào đến đặt trước đúng sai đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ địa phủ đệ nhất a c đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ ban vòng đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ cô ảnh dạ vân đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ trời trong cùng trời đầy mây đại Lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ ban ngày Phật Thanh Vân Đại Lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ Gia Chi Tâm Đại Lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ Thư Hữu 202. 10301164822 đại lão ném một tấm nguyệt phiếu 54548 cảm tạ Phan Tiểu Sâm đại lão ném tám tấm nguyệt phiếu cảm tạ Thanh Phong Minh Mông đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ Kim Sào đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ Thư Hữu 21807150320211152 đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ y nhất quyển sách thật là khó đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ viêm hỏa tinh đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ kim tiên sinh thạch vui chí đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ thư hữu một nghìn ba trăm linh bảy một một hai năm 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 sáu nghìn hai trăm tám mươi đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ me năm mươi hai một mười ba mười bốn đại lão ném hai tấm nguyệt phiếu cảm tạ người tại ngân hoàng ảnh bên trong đại lão ném một tấm nguyệt phiếu cảm tạ người tại ngân hoàng ảnh bên trong đại lão khen thưởng một nghìn năm trăm an tiền cảm tạ thư hữu các đại lão phiếu đề cử ủng hộ phi thường cảm tạ. Chương 160, Phong hệ huyền ảo. Trách không được nguy cơ lần này có thể thuận lợi vượt qua. Không, tại mô phỏng bên trong, có lẽ này căn bản chính là không gọi nguy cơ. Chỉ có thể nói là tất nhiên vượt qua một kiếp. Lai trong lòng thầm nghĩ. Ha 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 ha. Sông Dết cảm thụ được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, mình mong đấu khí theo tâm ý của hắn tự nhiên lưu chuyển, bạo phát một hồi tiếng cười to. Mà cổ này đột phá động tĩnh, so với vừa rồi tranh đấu, coi như hấp dẫn nhiều người. Dù sao cũng là đại địa kỳ sĩ tấn thăng đến thiên không kỵ sĩ, đối hẻm núi phòng tuyến chiến trường thế cục. Có trọng yếu ảnh hưởng nhân vật. Mà như thế cùng bạo khí thế, cũng để phe nhân loại reo hò, sĩ khí tràn đầy thú nhân phương đều nhìn về phía trước oanh minh đấu khí cột sáng, nội tâm nặng nề, giống như trên lưng nhiều hơn một tòa núi lớn. Vừa mới ba con dạ miêu nhân, bị này một cổ cùng mảnh kình phong thổi đến tung bay, cho dù là một cổ đấu khí dư ba, đều đưa chúng nó ép thở không nổi. Lúc này, bọn chúng lại nhìn về phía sông Giác, người này cả người tắm rửa lấy thanh sắc quan mang thiên không kỵ sĩ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vì cái gì? cái này nhân loại có thể lúc này đột phá thiên không kỵ sĩ. Bọn chúng biết rõ trung giai cùng cao giai chênh lệch. Căn bản không thể đối đầu. Trong đầu không còn có chiến đấu suy nghĩ, thay vào đó chỉ có một cái ý nghĩ, chạy. Thế là, ba con dạ miêu nhân lập tức quay đầu, bay nhảy lên tứ chi, chia làm ba phương hướng chạy trốn. Mà thành công tấn thăng thiên không kỵ sĩ xông dét, lúc này cả người trạng thái tinh thần rực rỡ hẳn lên không chỉ có bởi vì thực lực cùng địa vị biến hóa, cảm thấy mừng rỡ. Đồng thời hắn cũng biết, bản thân khoảng cách lấy được được tự do cũng tiến hơn một bước. Chỉ cần trở thành cấp chính kỵ sĩ, đối ở chiến trường là đi hay ở, liền có thể tự do làm ra lựa chọn. Mặc dù đạo ngăn mà lại trường, nhưng tối thiểu hiện tại cũng là bước ra một bước dài a. À. Lúc này lại nhìn về phía ba con dạ miêu nhân, hắn nhếch miệng lên một chút nhe răng cười đối mặt kém chút hủy tính mạng hắn cùng mơ ước cừu địch, trong lòng có thế không có chút nào nương tay ý nghĩ. Sông liếm môi một cái, ánh mắt lạnh lẽo mà tàn nhẫn, thấp giọng lẩm bẩm, muốn chạy. Không bằng đưa các ngươi đi minh giới đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Một mực chú ý nơi này lai, kém chút cảm giác bản thân bị hoa mắt. Mèo ô, mèo ô, mèo ô, ngay sau đó, ba đạo tiếng kêu thảm thiết gần như là đồng thời vang lên. Thanh âm thê lương mà lại kéo dài. Thật sự là xôn vét tốc độ xuất thủ quá nhanh, phong hệ thiên không kỵ sĩ, chân chính động thủ, chỉ dùng mấy giây, liền dễ như trở bàn tay giải quyết này ba con dạ miêu nhân. Quan chiến lai âm thầm tắt lưỡi, vì loại thực lực này cảm thấy sợ hãi tháng phục. Hắn cùng Amedo liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra một chút mừng rỡ, chuẩn bị tiến lên cảm tạ một câu nhưng một cổ kéo dài hạo đảng thanh âm đột nhiên từ cách xa chỗ truyền đến sông vét màu tới thú nhân đại bản doanh nghe được thanh âm về sau lai bước chân dừng lại âm thanh này hắn đồng thời không xa là gì lập tức chính là nghe được là hẻm núi phòng tuyến tổng chỉ huy quan avalon thanh âm lai ý niệm trong lòng lưu chuyển xem ra tổng chỉ huy cũng chú ý tới sông vét đột phá khí thế lúc này đem hắn quát đại bản doanh hiển nhiên cũng trước đó chính là có tập kích thú nhân hậu phương kế hoạch A. À. Thánh quan trị liệu Amedo nhìn xem trước người mình trường bào trách nát, cùng vừa mới phóng ra quá chữa trị ma phát, đã nhanh muốn kết vẫy vết thương, lần nữa bổ một phát chữa trị ma phát. Hắn trước ngực vết thương, lập tức hoàn toàn khép lại, lại nhìn thấy không đồng nhất tia vết sẹo. Sau đó, Amedo nhìn thấy sông dép rời đi, liền một lần nữa chú ý tới vẫn khẩn trương như cũ tình hình chiến đấu, vội vàng chạy tới khu vực khác, tìm đúng thương thế nghiêm trọng chiến hữu, vùng đi qua từng phát thánh quan trị liệu. Hoặc là hướng về phía thú nhân phóng ra, thánh quan lợi nhận, tiến hành tấn công từ xa. Lai cũng mắt nhìn vừa rồi xông dét cùng ba con dạ miêu nhân đại chiến sân bãi, lắc đầu, liền cấp tốc vùi đầu vào trong chiến đấu. Lúc này, theo chiến sự càng thêm cháy bỏng, ngay từ đầu không có xuất hiện huyễn độc xà nhân, cũng đã gia nhập chiến trường, bắt đầu tùy ý phun ra nọc độc chuyên môn hướng dựa vào sau nhân loại binh sĩ học xếp chồng vị trí phóng ra. Mặc dù huyển độc xài nhân số lượng, chỉ có đại khái 2, 300 người, nhưng chỉ cần nọc độc phun tung tóe đến binh sĩ trên mặt, con mắt, hoặc là khôi giáp vỡ tan chỗ, bị nọc độc thẩm thấu, đều sẽ nhanh chóng trở nên tinh thần hoảng hốt. Có số ít đại địa kỵ sĩ, rất nhanh có thể kịp phản ứng. Nhưng đại đa số trúng độc giả, đều bị gần trong gan tất ngưu đầu nhân, giả trương nhân các loại quay chụp thành lỗ máu ồ ồ bốc lên huyết thảm trạng. Nhanh, phong hệ ma pháp sư, phong tường thuật. Có người lớn tiếng hướng về sau phương truyền lại. Lai lúc này liếc mắt mắt cơ co, cùng với khác mấy vị phong hệ ma pháp sư, tại một bọn binh lính yểm hộ phía dưới hướng phía trước tiến lên, đạt tới thi pháp khoảng cách phía sau, phóng ra lên phong tường thuật. Phong tường bình thường thể hiện ra, có thể gia tốc mũi tên các loại thân đạn tốc độ phi hành. Nghịch hướng phóng ra, xem đường đạn tốc độ nhanh chậm, cùng trọng lượng lớn nhỏ, đồng dạng có thể đưa đến chậm lại tác dụng, hoặc trực tiếp ngăn cản. Hô 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 chiến trường phía trước thổi lên một hồi cùng phong, thú thân thể người cường hãn, ngược lại không thụ ảnh hưởng gì. Nhưng huyễn độc xài nhân phun ra nọc độc, lại khó mà đột phá phong tường ngăn cản, ăn mòn nhân loại binh lính. Mặc dù bọn chúng cũng tận lượng điều chỉnh vị trí, né tránh phong tường thuật ngăn cản khu vực, nhưng nhân loại ở trong phong hệ ma pháp sư cũng một mực nhìn chầm chầm huyễn độc xà nhân vị trí kịp thời thay đổi phong tường thuật phóng ra khu vực tận cố gắng lớn nhất đến ngăn cản nọc độc vẫy ra nguyên bản xôm Z nghe được tổng chỉ huy gọi đến đang muốn chạy tới nhưng huyễn độc xà nhân xuất hiện để hắn lâm thời cải biến chủ ý hắn nhớ tới đi qua chiến đấu bên trong từng có cùng huyễn độc xà nhân giao thủ sau cùng hiểm lại càng hiểm chạy trốn kinh lịch liền ánh mắt lạnh lùng nói thú nhân cường giả vậy mà không ở phía sau phương. Thật sự là trời cũng giúp ta. Huyễn độc xà nhân, hôm nay chính là để các ngươi đẹp mắt. Cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng, sền sệt giống như tinh hình dáng đấu khí, để xông vét cảm giác, cùng đại địa kỳ sĩ so sánh, thiên không kỳ sĩ có mênh mông đấu khí chi lực, đơn giản kinh khủng đến cực điểm. Hắn nhảy lên thật cao, thân thể như là một đạo khói xanh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Sông Z lại xuất hiện ở thú đại quân người hậu phương, bằng vào mênh mông phong hệ đấu khí, để hắn có thể huyền không trôi nổi. Hưu! 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 Hắn thậm chí liền đấu kỹ đều không cần sử dụng, vẽn vẹn phổ thông một chiêu một thức, đều đối phía dưới huyễn độc xài nhân tạo thành cự đại uy hiếp. Dù sao thú nhân người quyết định nhìn tính vạn tính, cũng không có cân nhắc đến phe nhân loại, sẽ có người lâm trận đột phá tới thiên không kỵ sĩ, này tại hẻm núi phòng tuyến thật đúng là có sự đến nay lần thứ nhất. Sông dết vung ra kiếm khí màu xanh, hình dạng giống như phong nhận. Nhưng nhìn kỹ lại, Hán quan mang lại không phải rất sáng lạng, ngược lại so sánh nội liễm, có chút giống là dạng tinh thể. Những này vương tộc thú nhân cũng không phải ăn chay, rất nhanh, chính là có mấy chục con huyết nguyệt lang nhân hội tụ vào một chỗ, lại thêm huyễn độc xà nhân, cùng bộ phận dạ miêu nhân, từng cái nhảy đến bầu trời, đối xông vét triển khai vây công. Đinh 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 đinh. Bầu trời truyền đến từng đợt thanh thúy kim loại va chạm nhiều lần âm hưởng, là xông vét khiến dụng trong tay tế kiếm, cùng thú nhân lợi trảo đối bính. Mặc dù sông vét là thiên không kỵ sĩ, nhưng đối mặt đông đảo tố chất thân thể cường hãn thú nhân vây công, cũng không dám khinh thường nhìn các ngươi có thể cùng ta hao tổn bao lâu. Sông vét tàn nhẫn cười một tiếng, né tránh bốn cái dạ miêu nhân nhào tập về sau, một kiếm đem một đầu huyết nguyệt lan nhân trái tim đâm xuyên, âm thanh lạnh lùng nói. May mắn hắn là phong hệ thiên không kỵ sĩ, bằng vào thể nội bồng bột phong hệ đấu khí, có thể tại cao giai giai đoạn, nắm giữ huyền không năng lực. Mặc dù tiêu hao tương đối lớn, cũng không sánh được phong hệ đại ma đạo sư đối phong nguyên tố kỳ diệu trưởng khống tiến tới tự do tự tại phi hành tới. Hắn tối đa cũng chính là làm được, cùng phong hệ ma đạo sư phiêu phù thuộc hiệu quả không sai biệt lắm, có thể ngừng giữa không trung. Nhưng đối với một cái cận chiến kỵ sĩ tới nói, cũng không thể nghi ngờ thật lớn tăng cường tính cơ động. Một cái thiên không kỵ sĩ đi vào, tự như một cái gậy quấy phân heo, mang đến không tệ quấy rối hiệu quả. Bởi vậy, thú nhân chiến trường hậu phương, dần dần hỗn loạn cả lên. Quân đội nhân loại thế công lại lần nữa hung mạnh lên, bắt đầu ẩn ẩn có vượt trên thú nhân tình thế. Đột nhiên, thú nhân tất thắng. Dám khi dễ ta thú nhân con dân. Đi chết. Một đạo hùng hồn tiếng gầm gừ từ thú nhân hậu phương doanh trại phương hướng truyền đến. Kinh khủng sóng âm, thậm chí chấn động đến ở xa quân đội nhân loại hậu phương màng nhĩ đau nhức. Chính là liền lai đều cảm giác đến đại não một hồi choáng váng, lấy lại tinh thần, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đầu óc hắn tự động hiện lên một cái thú nhân chủng tộc. Vương tộc huyết mạch, bạo hùng nhân. Mặc dù cùng là vương tộc huyết mạch, nhưng bạo hùng nhân bây giờ lại ẩn ẩn có che lại cái khác vương tộc tình thế. Chỉ vì bây giờ toàn bộ thú nhân bộ lạc, mặc dù tù trưởng đông đảo. Nhưng chân chính đạt được tất cả thú nhân công nhận thú nhân vương, cũng chỉ có một cái, bạo hùng nhân cường giả, Philip. Hoàng. Fredo mỗi cái vương tộc huyết mạch thú nhân, đều có đặc biệt thiên phú, bạo hùng nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cường hoành nhục thân chỉ là cơ sở, trọng yếu nhất chính là nắm giữ một loại sóng âm năng lực, hắn vận dụng thiên phú tiếng trống giận dữ, có thể sinh ra trung động mạnh mẽ. Đối người nhỏ yếu cơ bản có thể tạo thành trực tiếp tính choáng váng, thậm chí hôn mê, nếu là chênh lệch cũng đủ lớn, vừa hô thậm chí có thể đem người trực tiếp trống chết. Cho dù là cùng giai cường giả, cũng cực dễ dàng trúng chiêu thất thần. giờ này khắc này, kia kịch liệt trống lên một tiếng, để lai đầu não đều cảm giác một chút không khoái, sắc mặt trở nên nặng nề. nhưng sau một khắc, lại một đạo khí thế kinh khủng bừng bừng phấn chấn, một cơn gió lớn gào thét mà qua, chỉ thấy một đạo dài 10 mét phong nhận hình dạng kiếm khí, nghiêng theo thú nhân hậu phương đại quân chém tới. Umodi, trước qua ta một cửa này rồi nói sau. Avalon thanh âm từ trên cao truyền đến. Lúc này, thú nhân hẻm núi phòng tuyến tổng chỉ huy, bạo hùng tộc cao giai thú nhân, Umodi. Đã theo thú nhân doanh trại bên trong thoát ra, đồng thời bên người còn có chúng cường hãng bao nhiêu khí tức. Quyết nguyệt lan nhân, huyễn độc xà nhân, dạ miêu nhân, ngưu đầu nhân, giả trương nhân, từng cái chủng tộc lục giai cường giả, quay chung quanh tại Umodi bên người, mắt lom lom nhìn xem Avalon. Mà Avalon bên người đồng dạng vây quanh nhiều vị đại địa kỳ sĩ, bao quát Tami, Anbiru, Somjet, cùng lần trước hiệp trợ Anbiru, mai phục giả miêu nhân vài vị cường giả, cùng thú nhân cường giả dàn co. Hai nhóm nhân mã tự hồ là theo thú nhân doanh trại chỗ sâu chạy đến, mà lại riêng phận mình trên thân đều phụ có nhất định thương thế. Hiển nhiên đã vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Liên quan tới Avalon tổng chỉ huy là gì dẫn đội xâm nhập, chặn đường Umodi, lai đại khái hiểu, cao giai bạo hùng nhân huyết mạch thiên phú, ở chính diện chiến trường ảnh hưởng quá sâu, hắn tiếng trống trực tiếp ảnh hưởng đại quân, có cái khác vương tộc không gì sánh được chiến trường ưu thế. Mà nhân loại cao giai cường giả, chiến trường lực ảnh hưởng so sánh bạo hùng nhân, rõ ràng kém một bậc, cho nên lựa chọn trực tiếp chặn đường phương thức, ngược lại càng thêm sáng suốt. Nhưng lúc này, đối phương tự hồ muốn thả tay nhất bác. Đối mặt xông giết vị này tân tấn thiên không kỵ sĩ, thú nhân một phương thần sắc đều lộ ra phá lệ kiên kỵ mà Avalon tâm tình chính là tốt hơn rất nhiều, cười ha ha, nói, sông giác, người rất không tệ, xứng đáng ngươi thiên tài xưng hô, ha ha ha. Sông giác chỉ là cười nhạt một tiếng, nói khẽ, tranh thủ thời gian kết thúc trận chiến tranh này đi, ta mệt mỏi, hủy diệt bọn chúng. Ngươi, cảm ngộ đến huyền ảo sao? Avalon đột nhiên bất thình lình hỏi một câu. Nghe vậy, sông giác thần sắc ảm đạm, ngữ tốc cực nhanh nói, không có. Ai, kỳ đáng tiếc. Avalon than thở. Mà thú nhân một bên, nghe được tin tức này, lại là tâm thần buông lỏng. May mắn đối phương không có cảm ngộ đến huyền ảo, nếu không một trận chiến này sợ là phần thắng cực nhỏ. Umodi cùng bên trái huyết Nguyệt Lan nhân trao đổi một ánh mắt, đột nhiên ngầm hiểu lẫn nhau hướng sông vét ngang nhiên xuất thủ, tự hồ là ăn chắc cái này tân tấn thiên không kỵ sĩ. Đóng. Umodi trích lên một tiếng không gian bốn phía vị trí chấn động vặn vẹo, cuồng mảnh khí lãng bao phủ, để Anbiru bên người người lâm vào thất thần. Chính là liền sông giác, giống như kinh nghiệm không đủ, bị tiếng trống chính diện trùng kích, ngắn ngủi sửng sốt một chút. Ha ha! Tân tấn thiên không kỵ sĩ gia hỏa, người quá non. U phóng tới sông giác đồng thời, tùy ý cười to, càng rỡ nói ra, đi chết đi, đến minh giới lại thêm chút giáo huấn. Avalon trong mắt lộ ra một chút khó có thể tin, giống như không nghĩ tới sông vét sẽ dễ dàng như thế trúng chiêu, kinh sợ vô cùng đâm ra một kiếm, chặn đường Umodi tiến công, chỉ thấy hắn đầu kiếm thanh quan lượng lờ, hóa thành mười mấy mét dài kiếm ánh sáng, đấu khí mạnh mẽ mà phát. Nhưng Umodi sớm có kế sách, vương dày đặt cánh tay trái, cánh tay trái bị nghiêng về một bên gai dày đặc thâm làm kim loại bao khỏa, tản ra u hàng khí tức, nó chuẩn bị liều mạng thụ thương thậm chí tàn phế cũng muốn đem vị này tân tấn nhân loại kỵ sĩ đưa nó cho đổi đi. Trong con mắt của nó lộ ra cười tàn nhẫn ý, nhưng mà, ngoài ý liệu tình huống xuất hiện. Umodi ngay phía trước sông về, thân ảnh đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, sau một khắc ngực đau đớn một hồi, khiến nó đầu não trong nháy mắt thanh tỉnh. Umodi trên mặt lộ ra một chút đau đớn, cúi đầu mắt nhìn ngực trái mình bộ vị, một đầu lớn bằng ngón cái lỗ máu, phun ra ngoài từng sợi máu tươi. Cái này không có khả năng. U mô đi con ngươi đột nhiên co rụt lại, miệng há lớn, hoảng sợ nói, ngươi, ngươi vừa rồi dùng ra phong hệ huyền ảo. Nói xong lời cuối cùng. Thanh âm của nó lộ ra nồng đậm khó có thể tin. Chính là liền bên người còn lại mấy tên lục giai thú nhân, nhìn về phía sông dét ánh mắt, cũng trong nháy mắt ngưng trọng rất nhiều. Vừa mới không phải nói. Không có cảm ngộ đến huyền ảo. Trư đầu nhân ầm ầm lẩm bẩm một câu ngu xuẩn, không có thuốc nào cứu được. Nhân loại giảo hoạt trình độ, ngươi còn không rõ ràng lắm. Vừa rồi nhất định là cố ý lộ ra hoang ngôn. Huyễn độc xà nhân spit lưỡi rắn, phẫn hận mà liếc nhìn xông dét. Hai hợp một, đợi lâu rồi cảm tạ ngữ tại tác gia, bên trong nhà cảm tạ khai vô song cắt cỏ bên trong đại lão khen thưởng 1.500 kỳ tiền cảm tạ thời gian sâu như biển đại lão khen thưởng 100 kỳ tiền cảm tạ thư hữu các đại lão nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử ủng hộ, phi thường cảm tạ. Cảm tạ các vị hậu ái, bởi ở hôm nay ta xem có hơn 60 người lần đầu nguyệt phiếu. Dĩ vãng, cùng ngày 230 đều tính toán rất nhiều, hôm nay cái dạng này số lượng, chỉ sợ không cách nào tay đánh viết ra từng điều nguyệt phiếu cảm tạ ngữ. Hy vọng thiết thiết nhóm tiếp tục ủng hộ, thành khẩn bái tạ mọi người.